Sư phụ mời tôi ra tù, không ngờ lại vô địch rồi. Lý Trạch Vũ. Tập 10. Cai ngục Pôn theo sau toàn bộ quá trình, giống như một tiểu thái giám siêng năng. Một lúc sau, máy bay trực thăng khởi động. Pôn miễn cưỡng đau lòng vẫy tay chào tạm biệt và hét lớn, đại đương gia, ba vị đại sư, khi nào có thời gian nhớ quay lại chơi nhé. Khụ, phì, đạo sĩ vô trần nhổ xuống một ngụm nước bọt, chuẩn xác rơi vào mặt Pôn. Hòa thượng Nhất Trinh lèm bèm chửi rủa, cái tên quỷ này, nếu không biết nói. Thì đừng nói nữa, có kiếp sau ta cũng sẽ không bao giờ đến cái nơi ma quái này đâu. Pôn sợ hãi đến mức nhanh chóng im lặng. Chiếc máy bay trực thăng từ từ cất cánh, bay về phía nước hạ. Mấy người lớn tuổi ngồi trên máy bay cảm thấy lòng bồn chồn, giống như những đứa trẻ xa quê cuối cùng cũng được về nhà, vừa vui mừng vừa háo hức. Khi mặt trời lặn xuống núi, Trần Thanh Tuyết cũng đã kết thúc một ngày làm việc của mình. Cách, chị, Trần Thanh Giao là người duy nhất ở nơi khoa học kỹ thuật Vân Dương này dám vào mà không gõ cửa. Trần Thanh Tuyết duỗi người nói, Thanh Giao, em tới thật đúng lúc, ngày mai chị không bận gì, hay là chúng ta đi Hoàng Thành một chuyến đi. Hửm, Trần Thanh Giao giật mình, sao đột nhiên chị lại muốn đi Hoàng Thành vậy? Chị muốn đi thăm ông cụ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thanh Tuyết ửng đỏ. Giọng nói dịu dàng, ông cụ Lý đang trấn thủ ở Bắc Cương, cái tên kia từ sáng đến tối lại chẳng ở nhà, ông cụ ở một mình chắc hẳn rất cô đơn, chị nghĩ sau này nếu không có việc gì có thể ở cùng với ông ấy nhiều hơn một chút. Chị còn chưa bước chân vào cửa nhà họ Lý, trái tim đã bay sang đó rồi à? Trần Thanh Giao nói đùa. Mặc dù Trần Thanh Tuyết có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn dáng cứng miệng nói, bay qua bên đó cũng là chuyện bình thường. Dù sao hôn sự của chị với cái tên đó cũng được định cả rồi. Cũng đúng. Trần Thanh Giao lè lưỡi, cười khi khi nói, tóm lại cho dù anh rể ở ngoài có ghê gớm thế nào đi chăng nữa, chánh cung nương nương trong nhà nhất định phải thuộc về chị của Imo. Trần Thanh Tuyết nghe thấy lời này cũng không cảm thấy buồn bã, bởi vì mấy ngày nay cô đã nghĩ thoáng mọi thứ rồi. Ánh sáng trên người Lý Trạch Vũ quả thật rất chói mắt. Một người đàn ông như vậy dù cho có đứng yên bất động thì vô số phụ nữ cũng sẽ lao về phía hắn. Trần Thanh Tuyết tự nhủ với lòng, nếu đã chọn người đàn ông này thì cô nhất định phải có tấm lòng cởi mở. Cách, đúng lúc này, cửa văn phòng lại bị người nào đó mở ra. Ai vậy, không biết gõ cửa à? Trần Thanh Giao quay người lại, định mắng cho một trận, nhưng vừa nói được một nửa đã ngay lập tức ngậm miệng lại. Bởi vì người đến là người thứ hai trong khoa học kỹ thuật Vân Dương có thể trực tiếp vào mà không cần gõ cửa. Anh rể. Trần Thanh Giao cảm thấy vui vẻ, nhưng đột nhiên nghĩ đến mối quan hệ của cô và Lý Trạch Vũ, ánh mắt bỗng trở nên né tránh. Sao anh lại đến đây? Trần Thanh Tuyết cũng vui mừng khôn xiết. Lý Trạch Vũ nhún nhún vai nói, đi theo tôi dẫn hai người đi gặp một vài người. Gặp ai? Trần Thanh Tuyết như thể buột miệng hỏi. Sư phụ của tôi. Lý Trạch Vũ nói sự thật. Sư, phụ. Hai chữ này khiến hai chị em họ có hơi ngớ ra. Nửa tiếng sau, Lý Trạch Vũ đưa hai chị em nhà họ Trần đến khách sạn 6 sao duy nhất ở Tuyên Thành. Chỗ này tối nay đã được bao toàn bộ. Khi Ngọc Phượng Hoàng và đạo sĩ Vân Trung biết rằng sư phụ trở về, họ cùng với các đệ tử tài giỏi trong môn phái đã đến từ sớm để tiếp đón ông. Sảnh lớn vốn huyên náo dần trở nên yên tĩnh sau khi ba người Lý Trạch Vũ bước vào. Sư đệ, sư thúc tổ, mọi người đều rất khách sáo lịch sự với Lý Trạch Vũ. Cho dù thâm niên như thế nào, Lý Trạch Vũ cũng đủ để thuyết phục bọn họ bằng chính thực lực của mình. Này, các sư huynh sư tỷ đến cả rồi. Lý Trạch Vũ chắp tay với những người xung quanh, nói, tối nay tôi mời, mọi người không say không về nhé. Nói xong hắn vẫy tay với hai chị em Trần Thanh Tuyết, sau đó chỉ vào ba người Ngọc Linh Lung ngồi ở giữa giới thiệu. Ba người này là sư phụ của tôi. Ngay khi hai chị em họ vừa bước đến, Hòa Thượng Nhất Trinh đã lên tiếng trước. Cái thằng nhóc thối này thật có mắt nhìn, vậy mà tìm được một cặp chị em. Hai chị em nãy giờ đang lo lắng bỗng lại càng lo lắng hơn. Hai người bọn họ vốn nghĩ rằng sư phụ của Lý Trạch Vũ chắc là kiểu tiên nhân toát ra từ trong cốt cách, vừa nhìn là biết người phi thường, nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của bọn họ. Cái tên hòa thượng thối này không biết nói thì đừng nói. Hòa thượng Nhất Trinh đang thoải mái nghĩ gì nói đó thì bị Ngọc Linh Lung mắng cho mấy câu, lập tức ngậm miệng lại. Ngọc Linh Lung đứng dậy nhìn hai cô gái một lượt, sau đó lại nhìn đạo sĩ Vô Trần. Đạo sĩ Vô Trần tâm linh tương thông,
lập tức xắn tay áo, bấm ngón tay tính toán. Song tỉnh trời ban, song phúc hội tụ. Một lát sau, đạo sĩ Vô Trần nở một nụ cười thâm sâu bí ẩn, nói, trốn không thoát, chạy cũng không xong, hợp lại với nhau, song phúc hội tụ, từ chối một trong hai, phúc báo sẽ biến thành tai họa. Lý Trạch Vũ cảm thấy hình như mình đã từng nghe qua lời này ở đâu rồi. Nghĩ kỹ lại một hồi mới nhớ ra Lý Viễn Sơn cũng từng nhắc đến, nói cái gì mà từng có một phương sĩ bói dùm hắn một quẻ, bảo sẽ có hai người phụ nữ xong. Tính mạng có mối quan hệ yêu hận tình thù với hắn. Khi đó, Lý Viễn Sơn còn đồn đại, bất luận thế nào đi nữa cũng phải để hắn cưới Trần Thanh Giao. Thằng nhóc thối này, qua đây. Đạo sĩ Vô Trần kéo Lý Trạch Vũ sang một bên, nhỏ giọng nói, ta cảnh cáo. Con, nếu không muốn chết trẻ thì phải làm theo lời của vi sư. Chết trẻ. Khóe miệng Lý Trạch Vũ hơi nhếch lên, kinh hãi nói, người không phải muốn bảo con lấy cả hai chị em nhà người ta đó chứ. Thằng nhóc này cũng coi như thông minh. Đạo sĩ Vô Trần thu lại nụ cười đùa khi nấy, nghiêm nghị nói, vi sư nói với con thế này, nếu như không gặp thì thôi, nhưng một khi đã gặp thì con không trốn được đâu. Nếu chấp nhận thì có cả hai phúc, nếu từ chối thì cả ba người tụi con sẽ phải chuẩn bị tinh thần người tóc bạc tiến kẻ đầu xanh đấy. Hít! Lý Trạch Vũ không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một người vốn trước giờ vẫn luôn tin vào khoa học như hắn rất muốn nói với đạo sĩ Vô Trần rằng, hắn chính là đóa hoa của Tổ quốc, nên bài trừ tất cả đám yêu ma quỷ quái. Thằng nhóc thối này, con đừng tưởng rằng ta đang đùa với con. Sắc mặt đạo sĩ Vô Trần trở nên nghiêm túc. Lý Trạch Vũ cũng nghiêm mặt đáp, sư phụ, con cũng nói thật với người nhé, bây giờ là thời đại nào rồi, không còn ai tin vào bói toán nữa đâu. Những gã lang băm đó phần lớn đều là mấy kẻ lừa bịp, làm sao có thể so sánh được với vi sư. Đạo sĩ Vô Trần nhếch môi không hài lòng, nói, hơn nữa, vi sư còn có thể hại con được sao? Dù sao con nhất định phải lấy hai chị em đó cùng một lúc, nếu không đừng trách vi sư quét sạch môn hộ. Má! Lý Trạch Vũ lại giật giật khóe miệng mấy cái, giống như không ngờ rằng đạo sĩ Vô Trần lại nghiêm túc đến như vậy. Sư phụ, con nói thật cho người. Lý Trạch Vũ quay đầu nhìn Trần Thanh Tuyết và Trần Thanh Giao, sau đó lại quay đầu nhìn đạo sĩ Vô Trần nói nhỏ, hai chị em bọn họ đều đã là của con, cũng không thấy song phúc hội tụ gì đó mà người nói. Bong! Đạo sĩ Vô Trần đột nhiên thưởng cho hắn một hạt dẻ. Người làm gì đấy? Lý Trạch Vũ nhăn mặt đau đớn. Sắc mặt đạo sĩ Vô Trần nghiêm lại, tức giận nói, thằng nhóc con bình thường khá lanh lợi, sao đến thời khắc mấu chốt thì lại hồ đồ. Một tràng dài làm Lý Trạch Vũ nghe đến rối mù rối mịt. Cái gì gọi là song phúc hội tụ, con chỉ gần gũi thân mật với một người thì làm gì có tác dụng. Đạo sĩ Vô Trần cười khì khì vài tiếng, nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Lý Trạch Vũ. Dần dần, đôi mắt của Lý Trạch Vũ mở to lên. Con cứ làm theo những gì vi sư nói, nghe chưa? Đạo sĩ Vô Trần dặn dò bằng một giọng điệu nghiêm túc. Lý Trạch Vũ lại nhìn hai chị em Trần Thanh Tuyết, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hai chị em cùng, người ta có thể đồng ý sao? Chỉ cần não chưa ngâm nước, thì còn rất nhiều cách. Đạo sĩ Vô Trần vỗ vai Lý Trạch Vũ động viên nói, giới trẻ ngày nay đều có tư tưởng rất cởi mở, thằng quỷ sứ con có nhiều ý tưởng, chỉ cần đồn tâm huyết vào, thì chắc chắn sẽ thành công. Con! Lý Trạch Vũ bỗng nhiên cảm thấy có hơi mong chờ. Sau một lúc, với sự giới thiệu lại của Lý Trạch Vũ, Trần Thanh Tuyết đã đến trước mặt chỗ của Ngọc Linh Lung và những người khác. Sư phụ Linh Lung, mời uống trà. Sư phụ Vô Trần, mời uống trà. Sư phụ Nhất Trinh, mời uống trà. Trần Thanh Tuyết rất cởi mở lại chừng mực, lần lượt bưng trà cho ba người. Ba người Ngọc Linh Lung thì lại càng lúc càng hài lòng với cô vợ của đệ tử này. Sau bữa tối, Lý Trạch Vũ để Ngọc Linh Lung ở lại với hai chị em Trần Thanh Tuyết, một mình dắt theo đạo sĩ Vô Trần và Hòa Thượng Nhất Trinh rời đi trong đêm. Trời đã về đêm, tòa nhà lớn của tập đoàn Long Thịnh tối om, chỉ có đèn trong văn phòng chủ tịch vẫn còn sáng. Mấy ngày nay Diệp Khuynh Thành vẫn luôn tập trung vào công việc, không có thời gian để ý tới người đàn ông nào đó. Nhưng mỗi lúc đêm khuya tĩnh lặng, cô càng cố không nghĩ đến thì người đàn ông đó lại càng cứ xuất hiện trong đầu cô. Giống như bây giờ. Dựa vào ghế sofa, Diệp Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn trần nhà, một khuôn mặt mà cô thường thấy trong giấc mơ hiện ra trước mặt cô. Nghĩ gì đấy? Lý Trạch Vũ mỉm cười nói. Diệp Khuynh Thành dụi dụi mắt để xác nhận lại mình không phải xuất hiện ảo giác, hô hấp bỗng cũng trở nên gấp gáp. Đã ăn gì chưa?
Có muốn, hức. Lý Trạch Vũ còn chưa nói xong, Diệp Khuynh Thành đã nhào vào trong ngực hắn. Đồ khốn. Diệp Khuynh Thành mắng chửi mấy câu, nhưng giọng điệu lại nghe có vẻ như đang làm nũng. Lý Trạch Vũ gãi đầu, cuối cùng vẫn là ôm chặt lấy cô. Hai người họ không ai nói gì cả, cứ như vậy ôm nhau mấy phút, sau đó Diệp Khuynh Thành hức một tiếng ngước đầu lên, trực tiếp hôn lấy. Lý Trạch Vũ ôm chặt người phụ nữ trong tay hơn. Khu khu. Ở đây vẫn còn người, hai người có thể kiềm chế chút được không? Hòa thượng Nhất Trinh có hơi ngại ngùng nhắc nhở. Ông sợ nếu không nhắc, hai đứa nhóc này chắc sẽ cởi quần áo ngay tại đây, trong lòng thầm niệm mấy câu tội lỗi, tội lỗi. Diệp Khuynh Thành trong nháy mắt thoát khỏi vòng tay của Lý Trạch Vũ, lúc này mới phát hiện trong văn phòng còn có một lão hòa thượng và một đạo sĩ. Nhất thời vừa xấu hổ vừa ngượng ngạo. Giới thiệu với cô một chút. Lý Trạch Vũ kéo Diệp Khuynh Thành đi tới, N. Trần và sư phụ Nhất Trinh của tôi. Hai người họ là sư phụ vô. Sư phụ, Diệp Khuynh Thành có hơi giật mình. Lý Trạch Vũ biến mất 3 năm, sau khi trở về cả người lại có những thay đổi kinh thiên động địa, thì ra đã bái sư từ mấy thế ngoại cao nhân này. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lễ phép nói, xin chào hai vị đại sư, con tên là Diệp Khuynh Thành. Con bé thật là xinh đẹp duyên dáng, thực sự là khuynh nước khuynh thành. Đạo sĩ Vô Trần không hề do dự mà khen ngợi. Diệp Khuynh Thành ngượng ngùng cười nói, đại sư người quá khen rồi. Đừng nói lời khách sáo nữa. Lý Trạch Vũ ngắt lời, sau đó lại dặn dò Diệp Khuynh Thành, trong khoảng thời gian này cô đừng chạy lung tung. Bất luận dù đi đâu cũng phải báo cho sư. Phụ Vô Trần một tiếng, có nghe chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Diệp Khuynh Thành đoán có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, nhưng cô cũng không nhiều lời, chỉ ngoan ngoãn đồng ý, tôi biết rồi. Sư phụ Vô Trần, con giao cô ấy cho người, thằng nhóc con còn khách sáo với ta làm chỉ. Đạo sĩ Vô Trần châm một điếu xì gà, làm một động tác ok. Yên tâm đi làm việc của con đi, chỉ cần có vi sư ở đây, không ai dám động đến một sợi tóc của con bé này đâu. Rời khỏi tập đoàn Long Thịnh, Lý Trạch Vũ lái xe đưa Hòa Thượng Nhất Trinh thẳng đến phái Nga Mi. Mặc dù sư Thái Diệt Tình cũng coi như là một kẻ mạnh trong chốn giang hồ, nhưng trước một vô tình thần cung có lai lịch ghê gớm rõ ràng là chưa đủ. Để đảm bảo Tề Tiên Nhi sẽ không gặp nguy hiểm, hắn quyết định đưa Hòa Thượng Nhất Trinh đến phái Nga Mi. Về vấn đề này, lão Hòa Thượng vui vẻ đồng ý, còn nói rằng đây là thời điểm tốt để trao đổi sâu thêm với sư Thái Diệt Tình. Trao đổi sâu thêm cái gì? Lý Trạch Vũ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là trao đổi về Phật giáo và đạo giáo rồi. Hòa Thượng Nhất Trinh trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Con đừng tưởng vi sư muốn trở thành loại người như thế ấy chứ. Lý Trạch Vũ rất muốn nói câu, người vốn dĩ là vậy. Nhưng tuân theo nguyên tắc nhiều hơn một chuyện chẳng thà ít đi một chuyện, thế là đổi thành, sao có thể chứ? Nhân phẩm của sư phụ Nhất Trinh là thứ ai cũng thấy rõ cả. Coi như thằng nhóc con nói chuyện cũng dễ nghe. Hòa thượng Nhất Trinh mỉm cười hài lòng, ngấm ngầm túm chặt tuyệt bản kim bình mai trong áo cà sa. Vài giờ trôi qua, sắc trời đã dần sáng. Lý Trạch Vũ và Hòa Thượng Nhất Trinh xuất hiện trước cổng lớn của phái Nga Mi. Đệ tử gác cổng nhìn thấy có người lén lén lút lút, lập tức rút kiếm ra, là kẻ nào? Đến phá Nga Mi bọn ta làm gì? Không cần căng thẳng, là bổn minh chủ. Lý Trạch Vũ chắp hai tay ra sau lưng, giọng điệu nhàn nhã bình tĩnh nói, đi nói với sư Thái Diệt Tình, bổn minh chủ có chuyện cần tìm bà ấy. Thì ra là Lý Minh Chủ, mời sang đây. Đệ tử gác cổng lập tức thu kiếm lại, thái độ đổi hẳn. Hòa thượng Nhất Trinh thấp giọng hỏi, thằng nhóc con tự xưng là minh chủ. Minh chủ gì chứ? Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là minh chủ võ lâm rồi. Lý Trạch Vũ tự hào đáp lại. Hòa thượng Nhất Trinh không khỏi giơ ngón tay cái lên nói, không hổ là đệ tử của tai. Cùng lúc đó, khi biết Lý Trạch Vũ mới sáng sớm đã đến phái Nga Mi, sư Thái Diệt Tình còn tưởng rằng trong giới võ lâm đã xảy ra chuyện lớn gì, bà nhanh chóng mặc quần áo và đến chính điện. Lý Thiếu Hiệp. Sư Thái. Lý Trạch Vũ chắp tay lại. Sư Thái Diệt Tình lúc này mới nhận ra trong phòng còn có một hòa thượng đang ngồi, bà cảm thấy ông ta trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được ông ta là ai. Khu khụ. Hòa thượng Nhất Trinh hắng giọng nói, Quyên Nhi, nhiều năm xa cách bà có nhớ tôi không? Hai chữ Uyển Nhi khiến Thái Sư Diệt Tình phải nhướng mày. Ơ ó rất ít người biết được tên của bà là Lâm Quyên, nhưng... Ngoài cha mẹ đã quên mất dáng vẻ từ lâu, người duy nhất có thể gọi bà Quyên Nhi chính là người đàn ông đó. Là ông,
Hoàng Triển Chiêu, sao ông còn chưa chết? Giọng nói của sư thái Diệt Tình có hơi run lên, một sự tức giận ngay tức thời ánh lên trong mắt bà. Chuyện gì đấy? Nhìn thấy cảnh này, Lý Trạch Vũ có hơi sửng sốt. Đánh giá tình hình cho thấy, Hòa Thượng Nhất Trinh và sư thái Diệt Tình rất giống như cố nhân, chẳng lẽ giữa hai người bọn họ còn từng có nghiệt duyên sao? Sự thật chứng minh hắn không hề đoán sai. Quyên Nhi, đã nhiều năm trôi qua như vậy, bà vẫn còn trách tôi sao? Hòa Thượng Nhất Trinh nói lời mang đầy day dứt. Hức! Sư thái Diệt Tình hừ lạnh một tiếng, tôi có tư cách gì mà trách ông? Hòa Thượng Nhất Trinh vốn tính tình nóng nảy hiếm khi lại lộ ra một chút dịu. Giang, thở dài, năm đó tôi có lỗi với bà, nhưng đã nhiều năm trôi qua, chúng ta cũng sắp xuống lỗ rồi, bà tha thứ cho tôi có được không? Tha thứ cho ông, Hoàng Triển Chiêu, ông lại còn mặt mũi nói điều này. Sư thái Diệt Tình càng kích động hơn, chỉ vào cửa, đi, mời ông lập tức rời khỏi phái Nga Mi của chúng tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Mẹ nó! Lão Tăng đây đã nhượng bộ bà còn được đằng chân lân đằng đầu. Sắc mặt Hòa Thượng Nhất Trinh đột nhiên tái đi, nói, năm đó nếu không phải tính khí khó ưa này của bà, liệu Lão Tăng tôi có xuất ra không? Tính khí của tôi làm sao? Tên khốn kiếp, sao ông dám nói tôi? Sư thái Diệt Tình tức giận đến mức không chịu được, giơ tay trưởng Hòa Thượng Nhất Trinh một cú. Hòa Thượng Nhất Trinh cũng không nhường, khế trưởng lại một cú. Có gì từ từ nói? Nhìn thấy hai người đột nhiên động tay động chân, Lý Trạch Vũ kịp thời né tránh, chen vào giữa hai người họ, lấy nhu khắc cương hóa giải thế tấn công của bọn họ. Được lắm Hoàng Triển Chiêu, ông còn muốn làm tôi bị thương, tới đây. Tôi đứng ở chỗ này, có ngon thì tới đây giết tôi đi. Đôi mắt của Thái Sư Diệt Tình đỏ hoe. Hòa Thượng Nhất Trinh cong môi, vẻ mặt đầy bất lực. Vừa rồi ông mới chỉ sử dụng 3 phần công lực, đảm bảo sẽ không làm người ta bị thương. Nhưng Thái Sư Diệt Tình không hề hay biết. May mà Lý Trạch Vũ giải thích, Sư Thái, sư phụ của tôi khi nãy đã nhẹ tay lắm rồi. Sư phụ, cậu cũng đi đi, phá Nga Mi bọn tôi không hoan nghênh các người. Sư Thái Diệt Tình vốn còn rất ưa mắt Lý Trạch Vũ, nhưng sau khi biết hắn là đệ tử của Hòa Thượng Nhất Trinh, bà lập tức cảm thấy thằng nhóc này đáng bị đánh. Giống như sư phụ của hắn. Một lúc sau, với sự đánh đuổi của mấy đệ tử, hai sư đồ bị đá ra khỏi phái Nga Mi. Má nói. Đầu Lý Trạch Vũ nặng trĩu, trừng mắt nhìn Hòa Thượng Nhất Trinh, người từng có nghiệt duyên với sư thái Diệt Tình, sao không nói trước cho con biết chuyện này? Con cũng có hỏi đâu. Ngược lại, Hòa Thượng Nhất Trinh lại cảm thấy mình vô tội. Cũng may bây giờ chúng ta đã có xã hội pháp trị, người nên vui mừng vì là sư phụ của con đi, nếu không một lão hòa thượng già như người hôm nay sẽ không thấy được mặt trời lặn đâu. Lý Trạch Vũ phục sát đất. Bớt nói nhảm đi. Hòa Thượng Nhất Trinh tức giận nói, thằng nhóc con cũng khá thông minh, nghĩ cách xem liệu có thể giúp ta hóa giải mâu thuẫn với Quyên Nhi không. Con hóa giải cái rắm, cả hai chúng ta đều bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Lý Trạch Vũ càng nghĩ càng tức. Hòa Thượng Nhất Trinh vò vò vào cái đầu hói của mình, thở dài một hơi. Nhìn thấy vẻ mặt dầu dĩ chán nản của ông, Lý Đại Đương ra cuối cùng cũng mũi lòng. Điềm đạm hỏi, giữa người và sư thái Diệt Tình rốt cuộc là chuyện gì? Nói con nghe thử trước. Thực ra Quyên Nhi là vị hôn thê của ta. Hòa Thượng Nhất Trinh lúng túng nói. Vị hôn thê? Lý Trạch Vũ sửng sốt. Hơn 100 năm trước, Hòa Thượng Nhất Trinh lúc ấy vẫn còn là con của một gia đình giàu có thời nhà Thanh, và nhà ông với sư thái Diệt Tình môn đăng hộ đối, hai người lại là Thanh Mai Trúc Mã, người lớn hai bên đã thay họ định chuyện hôn ước này. Nhưng cảnh đẹp không bao lâu. Không lâu sau đó ngoại tộc xâm chiếm, triều đình nhà Thanh bị lật đổ, người dân khắp cả nước lâm vào cảnh khốn cùng, ngay cả nhà họ Hoàng và nhà họ Lâm cũng không thể tránh khỏi. Trong tình cảnh ăn còn không đủ no, Hòa Thượng Nhất Trinh càng nghĩ đến việc đến một nơi không có khói lửa chiến tranh để kiếm sống, sư thái Diệt Tình sống chết muốn đi cùng ông. Thế là hai người bỏ xứ đến Nam Cảng. Những ngày tháng ban đầu trôi qua khá êm đềm, nhưng tính tình đại tiểu thư của sư thái Diệt Tình thì không thể thay đổi được chút nào. Hòa Thượng Nhất Trinh hàng ngày đến bến tàu làm công việc bốc vác, về đến nhà còn phải hầu hạ sư thái Diệt Tình, dần dần ông hoàn toàn chịu không nổi nữa, sau khi để lại một khoản tiền cho sư thái Diệt Tình, ông một mình rời khỏi Nam Cảng. Sau này, khi hai người gặp lại nhau, một người đã là đại sư đức cao vọng trọng của Thiền Lâm Tự, còn người kia lại là đệ tử đứng đầu của trưởng môn phái Nga Mi. Mọi chuyện là như vậy. Hòa Thượng Nhất Trinh đầy vẻ phiền muộn. Khụ khụ.
Lý Trạch Vũ khế gật đầu và nói, theo con thấy sư thái Diệt Tình quả nhiên có chỗ không đúng, nhưng sư phụ bỏ người ta đi một mạch thì cũng quá đáng, chả. Trách người ta vừa nhìn thấy người là muốn xé xác người. Hòa thượng Nhất Trinh dầu dĩ nói, đừng nói mấy lời mai táng người khác như thế nữa, thằng nhóc con nghĩ thử xem có cách nào giúp ta được không. Lý Trạch Vũ cười khì khì nói, không phải là không có cách, chỉ là phải làm lão già người đây chịu ấm ức rồi. Hòa thượng Nhất Trinh đột nhiên có một dự cảm không lành. Thằng nhóc thối, con đừng có cười như vậy, vi sư sợ. Kế hoạch một ngày bắt đầu từ buổi sáng, khi núi Nga Mi chìm trong màn sương mù, không khí trong lành. Một môi trường như vậy có thể giúp tâm trí con người thoát khỏi những tạp niệm, nhưng tâm trí của sư thái Diệt Tình lại chẳng thể nào yên được. Hơn trăm năm qua, vốn tưởng rằng trái tim mình đã trở nên cứng như sắt đá, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông mình từng nhớ thương, trái tim sắt đá dường như cũng dần trở nên mềm yếu. Sư phụ, Tề Tiên Nhi xuất hiện có hơi bất ngờ. Sư thái Diệt Tình nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ, giả vờ bình tĩnh hỏi, sao con còn chưa đi luyện võ với mọi người? Sư phụ, có người nhờ con truyền đến cho người mấy câu. Đôi mắt đáng yêu nghịch ngợm của Tề Tiên Nhi đảo quanh, tựa như có âm mưu gì đó. Sư thái Diệt Tình khẽ cau mày, ngay lập tức đoán được đệ tử đang muốn truyền lời dùm ai, không khỏi khịt mũi lạnh lùng, là cái thằng nhóc Lý Trạch Vũ bảo cô tới à? Vi sư không muốn nghe, con đi ra ngoài luyện võ với mọi người đi, đừng để tâm những việc không đâu. Dạ. Tề Tiên Nhi gật đầu vâng lời, xoay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sư thái Diệt Tình có hơi đơ ra. Theo cốt truyện thông thường, đệ tử không phải nên khéo léo thuyết phục một chút, sau đó mình sẽ tỏ thái độ giữ vững lập trường, đệ tử bất đắc dĩ mới lui ra ngoài sao? Sư phụ! Đúng lúc sư thái Diệt Tình đang nghĩ trong lòng, Tề Tiên Nhi đột nhiên dừng bước quay người lại. Khụ khụ! Còn chuyện gì nữa? Sư thái Diệt Tình giả vờ hồ nghi. Ai ra? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tề Tiên Nhi thở dài một hơi, muốn nói lại ngập ngừng, cuối cùng lắc đầu bất. Lực nói, cái tên Lý Trạch Vũ đó nói, nếu như sư phụ người không nghe, có thể sẽ hối hận cả đời. Nhìn thấy đệ tử của mình thở dài, vẻ mặt lại nghiêm túc, trái tim của sư thái Diệt Tình chợt run lên. Ai ra, nếu như sư phụ không muốn nghe thì thôi vậy. Tề Tiên Nhi nói xong liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Sư thái Diệt Tình mở lời giữ cô ta lại, do dự một lúc rồi hỏi, thằng nhóc đó muốn nói cái gì? Hắn nói, đại sư Nhất Trinh kỳ thật trong người bị nhiễm kịch độc, không còn sống được bao lâu nữa, trước khi chết chỉ muốn gặp lại người ông yêu thương nhất trong đời. Choang! Tách trà trong tay sư thái Diệt Tình tuột khỏi tay rơi xuống đất, bà đứng phắt dậy, sau đó lại loạng choạng ngồi xuống. Tề Tiên Nhi vội vàng đi tới đỡ bà, tò mò hỏi, sư phụ, người và đại sư Nhất Trinh trước đây từng có quen biết nhau sao? Hơn cả quen biết, ha, sư thái Diệt Tình cười khổ, những ký ức đã cất giữ lúc này tuôn ra như vũ bão. Trong cơn mơ màng, bà dường như nhìn thấy người đàn ông anh Tuấn trong đôi mắt chỉ có mỗi bà. Quyên Nhị, đây là bánh bao thịt nướng bà thích nhất, tôi không đói, bà ăn đi. Quyên Nhi, hôm nay tôi lại kiếm được thêm 2 tệ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ để dành đủ đưa bà về nhà thành thân. Chỉ cần chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau, chút khổ cực này có là gì đâu chứ. Quyên Nhi, những cảnh tượng trong quá khứ lần lượt hiện ra trước mắt, khóe môi sư thái Diệt Tình nhếch lên một nụ cười từ tận đáy lòng. Không thể phủ nhận rằng khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời bà, tiếc thay, những khoảng thời gian tươi đẹp thường hay. Ngắn ngủi. Nhà chúng ta đã sa sút rồi, bà có thể kiềm chế tính tình tiểu thư kia của bà có được không? Triển Chiêu, xin lỗi, tôi. Lâm Quyên, tôi thực sự chịu bà đủ rồi. Nếu bà cứ như thế này, sớm muộn gì cũng có ngày mất đi tôi. Những ngày tháng sau đó chỉ còn lại những cuộc cãi vã vô tận. Vẻ mặt sư thái Diệt Tình trông cô đơn, đôi mắt hiện lên những nỗi buồn vô tận. Năm đó, bà chưa bao giờ tưởng tượng rằng cuối cùng Hòa Thượng Nhất Trinh sẽ để lại một lá thư và bỏ bà một thân một mình ở đó. Bà chỉ hận bản thân mình mù quáng, mắt gắn sau lưng mới đi theo một tên tôi như vậy. Sư phụ, thứ cho đệ tử nhiều lời. Một mối quan hệ tình cảm cần có hai người duy trì. Nếu chỉ một bên dốc hết sức thì mối quan hệ tình cảm như này suy cho cùng cũng sẽ không tồn tại được lâu. Đại sư Nhất Trinh bỏ rơi người quả thật không đúng, nhưng cũng không thể phủ nhận ông ấy lúc đó thật lòng quan tâm đến người, cho dù có mệt mỏi khổ cực ông ấy cũng không bao giờ than trách nửa lời. Khi Tề Tiên Nhi nói đến đây,
sắc mặt sư thái Diệt Tình đã thay đổi. Sư phụ, Tề Tiên Nhi lại nói thêm, mặc kệ trước đây có như thế nào, đại sư Nhất Trinh bây giờ còn rất ít thời gian, lúc này ông ấy còn có thể nghĩ tới sư phụ người, vậy thì vị trí của người trong lòng ông ấy cũng không cần phải nói bằng lời nữa. Nghe đến đây, thân thể già nua của sư thái Diệt Tình khẽ run lên. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Tề Tiên Nhi, sư thái Diệt Tình bước ra cửa lớn của phái Nga Mi. Lúc này, hòa thượng Nhất Trinh đang ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, còn Lý Trạch Vũ thì ở bên cạnh hút thuốc. Nhìn thấy sư thái Diệt Tình bước ra, Lý Trạch Vũ nhanh chóng dập điếu thuốc. Trong miệng, gấp gáp nhắc nhở, đến rồi, sư phụ người đừng có để lộ tẩy đấy. Yên tâm đi, kỹ năng diễn xuất của vi sư đủ để kiếm sống trong giới giải trí. Hòa thượng Nhất Trinh bày tỏ một cách hùng hồn. Lý Trạch Vũ khế gật đầu, sau đó rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nức nở, sư phụ, sư thái bà ấy sẽ không gặp người đâu. Chúng ta đi thôi, những ngày cuối đời của người, đệ tử nhất định sẽ báo hiếu với người. Không. Hòa thượng Nhất Trinh ngay lập tức bước vào trạng thái, vẻ mặt làm ra bộ dạng kiên quyết, nếu như Quyên Nhi từ chối gặp ta, vi sư sẽ ngồi trước cây cổ thụ này, sau khi chết cũng có thể đêm ngày nhìn thấy Quyên Nhi. Nghe một chàng mấy lời xến sẩm này khiến Lý Trạch Vũ nổi hết da gà da vịt. Cách đó không xa Tề Tiên Nhi cũng cảm thấy tương tự. Duy chỉ có sư thái Diệt Tình đột nhiên khựng lại, mơ màng nhìn hòa thượng Nhất Trinh. Đã từng có một tình yêu chân thành bày ra trước mặt vi sư không mảy may trân trọng. Đợi đến khi mất đi rồi mới hối hận cũng không kịp. Ai ra? Hòa thượng Nhất Trinh thở dài một hơi, chuyện đau đớn nhất trên đời chính là thế đấy. Thời này khắc này, một hòa thượng nói một câu nói tình yêu kinh điển với một nỉ cô. Lý Trạch Vũ nhịn cười, đành phải phối hợp làm bộ với vẻ tiếc nuối. Sư phụ, bây giờ nói những chuyện này thì có ích gì chứ? Sư thái bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho người đâu. V.K. Sư biết Quyên Nhi sẽ không tha thứ cho ta, cũng không dám mong đợi bà ấy sẽ tha thứ cho ta. Vi sư chỉ tiếc rằng không thể làm lại cuộc đời. Nếu như ông trời có thể cho ta thêm một cơ hội, ta sẽ nói với Quyên Nhi ba chữ, tôi yêu bài. Nếu như phải cho mối tình này thêm một thời hạn, ta hy vọng là 10.000 năm. Hòa thượng Nhất Trinh khẽ gật đầu, nhìn đỉnh núi phía xa xa, vẻ mặt trở nên vô cùng cô đơn. Ghê thật đấy. Trong lòng Lý Trạch Vũ thầm tung hô. Vốn những lời nói xến sẩm mắc ói này đã thông qua sự diễn dịch không cách nào có thể xỉa sói của Hòa thượng Nhất Trinh, làm cho những lời đó thật hơn, đến nỗi ngay cả hắn cũng thấy có hơi cảm động. Đến cả hắn còn như vậy, huống chỉ là bản thân sư thái Diệt Tình. Triển chiêu. Nghe thấy giọng nói ấy, Hòa thượng Nhất Trinh giả vờ quay đầu lại, ánh mắt đầy trìu mến. Những tia nắng sớm vừa hay chiếu lên cái đầu bóng lưỡng của ông, khiến nó trông càng ấm áp hơn. Quyên Nhi. Triển chiêu. Lúc này, Hòa thượng và Nico đã quên đi mọi thứ trước đây, phá vỡ lời thề trước Đức Phật, quyết định lựa chọn quay lại cuộc sống thế tục. Trước khi đến phái Nga Mi, Hòa thượng Nhất Trinh nói cho Oách là đến đây để bí mật bảo vệ cho vợ của đệ tử, nhưng thực tế ông đã sớm lên kế hoạch nối lại tình xưa với sư thái Diệt Tình. Còn về việc có trở lại cuộc sống thế tục hay không không phải vấn đề quan trọng, dù sao thì ông đây cũng tuân theo tư tưởng Phật giáo của Tế Công. Chỉ cần trong tâm có Phật, thì dù thế nào đi nữa cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Với sự chỉ dẫn của sư thái Diệt Tình, Tề Tiên Nhi đã một mình đưa Lý Trạch Vũ xuống chân núi. Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải nói lời từ biệt, tiễn tới đây thôi là được rồi. Lý Trạch Vũ dừng bước, quay người lại, trong mắt đầy thâm tình. Ít nhất điều mà Tề Tiên Nhi thấy là thế. Nào đâu biết rằng Lý Đại Đương ra lúc không tức giận, lại có một đôi mắt thâm tình như cún. Anh bận lắm hả? Tề Tiên Nhi mím môi. Lý Trạch Vũ nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, gần đây chắc lại sắp bận rồi. Anh có chuyện gì mà bận thế? Tề Tiên Nhi khẽ khịt mũi. Lý Trạch Vũ giải thích. Như người ta vẫn thường hay nói trách nhiệm lớn lao từ trên trời giáng xuống, bổn thiếu phải dốc hết tâm huyết vì nhân dân, vì nước nhài. Dựa vào anh, Tề Tiên Nhi hoàn toàn không tin. Trong mắt cô ta, Lý Trạch Vũ chỉ là một đại thiếu gia, ngoài trêu hoa ghẹo. Nguyệt gia thì ngập trong nhung lụa, vì nước vì dân bốn chữ này hoàn toàn không để ngang hàng với hắn được. Lý Trạch Vũ há hốc miệng, rất muốn nói rằng mình đã diệt trừ tà giáo, chấn chỉnh giới võ lâm. Mấy ngày trước quốc gia còn trao tặng cho hắn huân chương tử kinh cao quý nhất, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt ngược vào trong. Làm người mà, tốt hơn hết là nên khiêm tốn một chút. Trong khoảng thời gian này cô đừng chạy lung tung.
Nếu như nhất định phải rời khỏi phái Nga Mi thì nhớ phải báo với sư phụ tôi một tiếng. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề Tiên Nhi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Lý Trạch Vũ lên xe, khởi động xe rồi mở cửa sổ, đừng hỏi nhiều như vậy, chỉ cần nhớ kỹ lời tôi nói là được. Hắn để lại một câu rồi nhấn ga lái xe đi. Nhìn chiếc xe đã mất dạng, Tề Tiên Nhi lẩm bẩm thở dài, cái tên này đang quan tâm tới mình sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Bên phía nước Hạ đang hỗn loạn, thế giới hắc ám ở phía Tây đã bắt đầu bùng nổ. Bởi vì Long Đế, một trong tứ đế, đã chết. Tứ đế bát phương 12 tướng giống như những vị thần tồn tại trong thế giới hắc ám, trước giờ chưa từng có ai dám thách thức quyền uy của bọn họ. Không ai có thể tin rằng Long Đế sẽ chết, mà người giết ông ta lại chính là Quân Đế vẫn luôn thần bí không thể nào hiểu được. Vậy nên, cả thế giới hắc ám bắt đầu nhốn nháo cả lên. Đầu tiên, Điện Long Thần, một thế lực do Long Đế nắm giữ đã công khai tuyên bố rằng, ai có thể tìm ra tung tích của Quân Đế sẽ được thưởng 1 tỷ đô la Mỹ, nếu có thể bắt hoặc giết được Quân Đế, thưởng 10 tỷ đồng, đồng thời có thể có được tình hữu nghị với Điện Long Thần. Người ta nói phải có người dũng cảm mới nhận được phần thưởng lớn, nhưng không ai dám đảm nhận nhiệm vụ này. Dù sao đối phương cũng là Quân Đế, một trong tứ đế đó. Ngay cả những tổ chức sát thủ hạng nhất cũng không dám xuất đầu lộ diện, giả vờ như chưa nhìn thấy tin tức này. Thấy không có người dám đảm nhận nhiệm vụ này, Điện Long Thần lại ầm ĩ trên web đen. Quân Đế, nếu như ngươi còn là một người đàn ông thì mau bước ra đây. Điện Long Thần bọn ta sẽ chặt cái đầu của ngươi xuống, dùng nó để tỏ lòng tôn kính với Long Đế. Có một câu nói như nào nhỉ, nói lời cay nghiệt nhất, chịu trận đòn ghê gớm nhất. Quân Đế không xuất hiện cũng không hồi âm, nhưng U Linh, cũng là một trong tứ đế đã thay mặt Quân Đế đáp lại Điện Long Thần. Kể từ hôm nay, bất cứ kẻ nào của Điện Long Thần dám tiến vào Điện U Linh sẽ bị giết không thương tiếc. Tin tức này một lần nữa gây chấn động. Phải biết một điều rằng tứ đế trước giờ luôn bằng mặt không bằng lòng, vậy tại sao U Linh lại đứng ra bênh vực cho Quân Đế? Chỉ có những người thông minh mới nhận ra rằng Long Đế đã không còn nữa, nhưng ông ta vẫn còn nắm trong tay rất nhiều của cải. U Linh không hề muốn ra mặt dùm Quân Đế, mà chỉ là muốn tìm cơ hội để nuốt chửng tài sản của Long Đế mà thôi. Đúng như dự đoán. Ngay sau đó, Lang Vương, một trong tứ đế cũng đích thân bày tỏ lập trường của mình trên web đen. Mấy năm nay Long Đế đã dẫn dắt Điện Long Thần làm nhiều điều tàn ác, Quân Đế giết chết Long Đế chính là thay trời hành đạo. Người của Điện Long Thần nếu như không biết hối cải, Điện Lang Nha sẽ đại diện cho công lý mà ra tay. Điện Long Thần chỉ tức điên chứ không dám lên tiếng. Dù sao không có một người mạnh như Long Đế chống lưng, bọn họ vốn cũng không đủ tự tin để thách thức Điện Lang Nha và Điện U Linh. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Long Đế đã chết một cách vô ích, người ở Điện Long Thần phải ngoan ngoãn phục tùng, thì một thế lực đã đứng dậy bày tỏ ý định muốn liên thủ với Điện Long Thần để đối phó với Quân Đế. Hợp khí đạo của Nhật Bản. Tin tức Kawasaki Ichiryu qua đời cũng không phải là bí mật gì. Nhưng rốt cuộc người đã giết kẻ mạnh nhất của Nhật Bản là ai thì người ngoài không ai biết được. Tuy nhiên, thông qua sự việc này, rất nhiều người đang thầm đoán rằng kẻ sát hại Kawasaki Ichiryu rất có thể chính là Quân Đế. Có thêm sự tham gia của hợp khí đạo, người của Điện Long Thần dường như tăng thêm khí thế, họ ngay lập tức tuyên bố rằng nội trong vòng 3 tháng họ sẽ tìm thấy Quân Đế và giết chết. Mấy ngày nay Ngân Hồ đã tổng hợp lại những gì đã xảy ra trong thế giới hắc ám. Và gửi mail đến điện thoại di động của Lý Trạch Vũ. Lý Trạch Vũ vừa bước ra khỏi sân bay Hoàng Thành, vừa xem nội dung trên điện thoại của mình, khuôn miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Hiện tại hắn cần phải xử lý Vô Tình Thần Cung, còn về Điện Long Thần. Một đám hề nhảy nhót, để bọn họ nhảy thêm một chút nữa đi. Thiếu gia, Cẩu Phú Quý lái chiếc xe Hyundai L5 dừng trước mặt Lý Trạch Vũ. Vật Tương Vong xuống xe đích thân mở cửa cho hắn. Sau khi ngồi vào ghế sau, Lý Trạch Vũ dặn dò, trước tiên khoan về nhà nữa, đưa tôi đến Phủ Long Chủ. Thiếu gia, anh lại đi tới Phủ Long Chủ làm gì nữa? Cẩu Phú Quý tò mò hỏi. Phủ Long Chủ không phải là một nơi bình thường, nếu Lý Trạch Vũ muốn đi tới đó, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Hỏi nhiều thế làm gì? Lý Trạch Vũ có hơi mất kiên nhẫn, sau đó lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Vật Tương Vong lập tức quay người bật lửa cho hắn. Lách bách, ánh lửa yếu ớt chiếu sáng trong xe, Lý Trạch Vũ nhìn hai người đi theo mình, bỗng nhiên trầm ngâm. Thiếu gia, anh đang suy nghĩ gì vậy? Nhanh hút một ngụm đi.
Phật Tương Vong thúc giục nói. Giết, hà. Lý Trạch Vũ châm điếu thuốc, bình tĩnh hỏi, Phú Quý, Tương Vong, hai người không thể chơi được nữa. Cậu Phú Quý nghe xong lời này, nhìn qua kính chiếu hậu, thiếu gia, anh có nhiệm vụ gì muốn giao cho chúng em à? Lên núi đao, xuống biển lửa, mãi là anh em trong lòng. Phật Tương Vong vỗ nhẹ mấy cái vào ngực, biểu cảm như muốn nói sông pha núi lửa, không ngại gian nguy. Lý Trạch Vũ đổi chủ đề, hỏi, hai người vừa đạt tới cảnh giới đại thừa có phải không? Hai người nghe xong không khỏi cảm thấy xấu hổ. Trước đây, hai người bọn họ đều là cao thủ trong mắt Lý Trạch Vũ, là cái kiểu có thể đánh bại bất cứ ai trong hoàng thành. Nhưng mà bây giờ, Lý Trạch Vũ có thể hạ gục cả hai người bọn họ chỉ bằng một ngón tay. Hu hu hu, thiếu gia, có phải là anh ghét bỏ tụi em rồi không? Anh yên tâm, về tụi em sẽ chăm chỉ luyện tập, cố gắng đuổi kịp tốc độ của thiếu gia. Thiếu gia, năm 6 tuổi, anh ở nhà trẻ nhìn lén một bé gái đi tè, chuyện oan ức đó em gánh giùm anh, năm 9 tuổi dìu bà cụ qua đường, chuyện nở mặt nở mày này em cũng nhường cho anh. Năm 11 tuổi, những năm qua, hãy niệm tình tụi em không có công lao cũng có khổ lao, xin anh đừng đuổi tụi em đi mà. Vãi, bà ngoại anh ấy không phải nói những chuyện này có đánh chết cũng không được nhắc lại sao. Nghe hai người đi theo kể lại quá khứ huy hoàng, Lý Trạch Vũ có hơi bối rối. Cậu Phú Quý nắm chặt vô lăng nói, em không quan tâm, nếu như thiếu gia muốn đuổi tụi em đi, tụi em sẽ kể cho chị dâu Trần nghe tất cả những việc làm vẻ vang mà anh đã làm trong quá khứ. Má, còn dám uy hiếp tôi? Hai người muốn làm phản phải không? Bum! Bum! Lý Trạch Vũ ném hạt dẻ lên đầu hai bọn họ một cách không thương tiếc. Phật Tương Vong cười khổ nói, có chuyện gì thì từ từ nói. Chúng ta là đàn ông con trai, không thể động tay động chân được. Hai người im miệng đi. Lý Trạch Vũ trừng mắt nhìn hai người họ, tức giận nói, ai nói tôi đuổi các cậu đi. Ba người trần truồng cùng nhau lớn lên, tình nghĩa anh em hơn 20 năm, hắn coi cậu Phú Quý và Vật Tương Vong như những người thân nhất của mình. Thiếu gia, vậy tại sao đang yên đang lành anh lại hỏi thăm thực lực của hai tụi em làm gì? Cậu Phú Quý nghĩ mãi mà không hiểu nổi. Tôi không phải là đang muốn tăng thực lực cho các cậu sao? Dù sao, thực lực ở cảnh giới đại thừa không khác gì gà mờ là mấy. Nếu như người nói lời này không phải Lý Trạch Vũ, cậu Phú Quý và Vật Tương Vong nhất định sẽ đập đầu đối phương thành đầu lợn. Một võ sĩ có sức mạnh ở cảnh giới tiểu thừa có thể đánh bại các nhà vô địch tán thủ bình thường, sức mạnh cảnh giới đại thừa đã có thể so sánh với sức mạnh của nhiều binh vương hợp lực với nhau. Hai người họ chưa tới 30 tuổi đã có sức mạnh ở cảnh giới đại thừa, cho dù có đi đến Tam Thánh Địa Võ Lâm, họ cũng là những người đứng đầu của thế hệ trẻ. Nhưng trong mắt Lý Trạch Vũ lại trở thành gà mờ, ai mà chịu nổi được chứ? Hai người lát nữa đi tìm Lão Tiêu một chuyến, nhờ ông ấy chuẩn bị dược liệu rửa tủy xương càng sớm càng tốt, qua khoảng thời gian này đợi tôi rảnh rỗi sẽ giúp hai cậu rửa tủy xương. Lý Trạch Vũ nghiêm túc dặn dò. Phật Tương Vong nuốt nước miếng ừng ực, ánh mắt ánh lên sắc vàng, hỏi. Thiếu gia, việc rửa tủy xương này có phải giống với thay da đổi thịt trong tiểu thuyết không? Lý Trạch Vũ gật đầu nói, chỉ cần rửa tủy xương thành công, tốc độ tu luyện võ công của hai người sẽ gấp mấy chục lần người bình thường. Rít! Cậu Phú Quý và Vật Tương Vong hít một hơi thật sâu. Điều đó có phải cũng đồng nghĩa rằng tụi em có thể trở thành siêu cao thủ như thiếu gia? Máu của cậu Phú Quý sôi lên. Gần giống thế. Lý Trạch Vũ cười khi nói. Nhưng có điều rửa tủy xương là một thủ pháp rất khó, cơ hội thành công rất thấp, đặc biệt là Phú Quý cậu so với Tương Vong thì xác suất càng ít hơn. Tại sao? Cậu Phú Quý bắt đầu lo lắng khi nghe như vậy. Lý Trạch Vũ nhếch mép cười nói, bởi vì cậu quá dâm dục. Ha ha ha! Phật Tương Vong đắc ý nhìn cậu Phú Quý, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, không có cánh đồng bị tàn phá, chỉ có bỏ kiệt sức mà chết. Bảo cậu kiềm chế một chút mà cậu không nghe. Thời khắc này, gã vô cùng vui mừng vì ban đầu bản thân đã kiên quyết giữ đời trai. Không thể có cả hai thứ cùng một lúc được, người xưa không bao giờ gạt chúng ta mài. Cậu Phú Quý thở một hơi dài thượt. Trong những năm qua, hắn đã hưởng thụ vô số lần những thú vui tình dục. Nam nữ, nhưng cũng vì điều này mà hắn lại có ít cơ hội trở thành cao thủ vô song. Đợi đã, có gì đó không đúng. Cậu Phú Quý ngạc nhiên hỏi, thiếu gia. Lúc đầu anh còn ham muốn tình dục nhiều hơn cả em, tại sao? Cậu có thể so được với tôi chắc, trên mặt Lý Trạch Vũ tràn đầy sự khinh thường. Hắn là kỳ tài hiếm có mấy nghìn năm mới được gặp,
dâm dục quá độ căn bản không ảnh hưởng đến căn cốt của hắn. Trong khi ba người họ đang nói chuyện thì chiếc xe bất giác đã đến phủ Long chủ. Lý Trạch Vũ một mình xuống xe, các lính gác đều biết đây là người đạt huân chương Tử Kinh nên chào đón hắn vào bằng một sự lịch sự khác thường. Nhưng lúc này Tô Cẩn Hoa còn đang xử lý quốc sự, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ ở phòng khách. Đúng lúc này, có một cuộc điện thoại lạ gọi tới. Alo, Lý Trạch Vũ. Một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Lý Trạch Vũ cảm thấy giọng nói này có hơi quen quen, nhưng lại không nhớ mình đã nghe thấy ở đâu, nên tò mò hỏi, là ai vậy? Tôi là Triệu Như Mộng. Triệu Như Mộng. Lý Trạch Vũ khế cau mày, không quen. Chúng ta đã gặp nhau. Triệu Như Mộng quý chữ như vàng. Giọng điệu của đối phương rất lạnh lùng, sau đó lại nói từng gặp mình, Lý Trạch Vũ không khỏi băn khoăn liệu đây có phải là người phụ nữ mà mình đã bỏ. Rơi trước đó hay không? Nghĩ đến đây, hắn nuốt nước bọt, căng thẳng hỏi, cô không phải mang đứa bé đến nhận cha đó chứ? Rất nhiều những chàng trai trẻ tình một đêm với một người phụ nữ lạ xong, nhiều năm sau đó, người phụ nữ ấy sẽ dắt con đến cửa để nhận cha. Những tình tiết máu chó như vậy thường xuyên xuất hiện trong mấy tiểu thuyết hoặc phim điện ảnh, phim truyền hình, Lý Trạch Vũ thực sự lo lắng mình sẽ trở thành khán giả may mắn. Ý anh là sao? Triệu Như Mộng ở đầu dây bên kia rõ ràng là đơ ra. Nghe thấy giọng điệu của đối phương càng lúc càng lạnh lùng, Lý Trạch Vũ hơi hèn, hỏi, con trai hay con gái? Triệu Như Mộng, hai cứ nói thẳng với tôi, cần tôi bồi thường cho cô bao nhiêu? Lý Trạch Vũ thở dài một hơi, nói, về phần đứa nhỏ này, cô cũng đừng lo lắng. Chỉ cần nó là gen của Lý Trạch Vũ tôi, nó sẽ trở thành một nhân vật lợi hại nhất trên thế giới này. Đồ khốn nạn, Triệu Như Mộng trực tiếp cúp điện thoại, Lý Trạch Vũ bỗng nhiên có hơi hoang mang. Lúc này không phải là nên thương lượng trả giá với hẳn sao? Tại sao lại cúp điện thoại? Hắn đang định gọi lại lần nữa thì Tô Cẩn Hoa bước vào. Trạch Vũ. Lão Tô. Lý Trạch Vũ nhanh chóng cất điện thoại và quay lại với việc chính. Tô Cẩn Hoa lấy thuốc lá ra đưa cho hắn một điếu, sau đó tự mình châm một điếu, điềm đạm hỏi, hôm nay cậu đến đây là vì chuyện gì vậy? Chuyện lớn, chuyện vô cùng lớn. Lý Trạch Vũ buột miệng nói. Chuyện vô cùng lớn. Nghe vậy, Tô Cẩn Hoa đột nhiên cũng nín thở tập trung. Dù sao thì chuyện có thể làm cho Lý Trạch Vũ gọi là chuyện lớn, chắc chắn sẽ không nhỏ. Lão Tô, ông có từng nghe qua Vô Tình Thần Cung chưa? Xoẹt! Lý Trạch Vũ vừa dứt lời, Tô Cẩn Hoa suýt nữa nhảy dựng trên ghế. Chỉ thấy vẻ mặt lão khá trịnh trọng, trợn to mắt hỏi, Vô Tình Thần Cung đã biến mất rồi, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Lý Trạch Vũ lúng túng khuyên, xin ông khoan hãy căng thẳng. Cậu nói tôi có thể không căng thẳng được sao? Tô Cẩn Hoa ngắt lời. Bốn chữ Vô Tình Thần Cung không chỉ có thể chấn động giới võ lâm mà còn chấn động cả nước. Nếu không xử lý Vu giáo thích đáng thì sẽ gây tổn hại cho đất nước, nhưng nếu Vu giáo bị thay thế bởi Vô Tình Thần Cung thì sẽ không còn là chuyện đơn giản như dung chuyển quốc gia, thậm chí có thể lật đổ chính quyền. Chả trách Tô Cẩn Hoa lại căng thẳng. Uầy, lão Tô, ông ngồi xuống trước đã, nghe tôi nói. Lý Trạch Vũ xua xua tay, ra hiệu cho đối phương ngồi xuống trước. Tô Cẩn Hoa rít một hơi thuốc dài rồi ngồi lại vào ghế bành. Nhưng khi Lý Trạch Vũ nói rằng Vô Tình Thần Cung không hề biến mất, mà còn sẽ sớm tái thế, Tô Cẩn Hoa lại từ trên ghế nhảy dựng lên, Trạch Vũ, chuyện này tuyệt đối không được đem ra đùa giỡn. Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, lấy chuyện này ra đùa với ông à. Lý Trạch Vũ liếc lão một cái, nói, hôm nay tôi tới đây chỉ là muốn chào hỏi ông, tiện thể nói cho ông biết một tiếng, tôi có thể đối phó với Vô Tình Thần Cung, nhưng... Nói đến đây, hắn cười khúc khích, ý tứ đòi lợi đã khá rõ ràng. Tô Cẩn Hoa nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nói, chỉ cần có thể tiêu diệt Vô Tình Thần Cung, cậu sẽ là anh hùng quốc dân. Con người tôi không quan tâm sự nổi tiếng, Lý Trạch Vũ rút tay lại. Tô Cẩn Hoa biết thiếu niên trước mặt là cao thủ, không dễ gạt được, vì thế thẳng thắn nói đi, cậu muốn cái gì? Tôi không thiếu thứ gì cả, tôi chỉ muốn. Nói đến đây. Điện thoại di động trong túi của Lý Trạch Vũ lại vang lên, hắn lấy ra xem, vẫn là số khi nấy, nghĩ ngợi một hồi rồi mới ấn nút nghe máy. Một giá một, tôi đưa cho cô 10 tỷ, nhưng đứa con phải đưa cho tôi. 10 tỷ, nghe thì chỉ có một hai chữ nhưng số tiền ứng với mấy từ này cũng đủ chất chồng thành núi. Lý Trạch Vũ tự cho rằng mình đã chân thành lắm rồi, đối phương sẽ không có lý do nào để cự tuyệt. Nhưng,
Đồ điên, Triệu Như Mộng ở Tái Bắc xa xôi mắng một câu rồi cúp máy luôn. Đúng lúc này, Yêu Cơ cũng thong thả lại gần, thấy sắc mặt con gái có chút bất thường, bà ta kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì à? Mẹ, mẹ tới đúng lúc quá. Triệu Như Mộng nhíu mày, nói nhiệm vụ mẹ giao cho con lần này. Con sợ rằng mình sẽ không thể hoàn thành. Bảy y sao, Yêu Cơ hơi biến sắc. Trước đây, dù bà ta giao bất cứ nhiệm vụ gì thì con gái cũng chưa bao giờ. Khước từ, luôn dốc hết sức để hoàn thành. Tên kia hình như có vấn đề ở đây. Triệu Như Mộng chỉ vào đầu. Đầu óc có vấn đề. Yêu Cơ cau mày, ngờ vực hỏi, không phải chứ? Nếu đầu óc tên kia thực sự có vấn đề thì làm sao có thể lên làm minh chủ võ lâm, khiến cả đám võ lâm hào kiệt ngoan ngoãn phục tùng. Hơn nữa, cho dù đầu óc của tên thái tử hào môn hàng đầu kia có vấn đề thật thì nhà họ Lý chắc chắn cũng sẽ sử dụng quyền thế để tìm kiếm danh y chữa lành bệnh cho hắn. Do đó, bà ta không hề tin vào lời giải thích của con gái. Xong, sau khi Triệu Như Mộng thuật lại nội dung của cuộc điện thoại vừa nãy, Yêu Cơ trở nên im lặng. Qua một hồi trầm ngâm, bà ta nhìn con gái bằng ánh mắt đầy thâm ý, con và hắn quen biết từ trước à? Mẹ, con chỉ từng gặp hắn một lần thôi. Thấy mẹ nhìn mình bằng ánh mắt lấy làm lạ, Triệu Như Mộng bỗng cảm thấy bực bội khó tả, thầm trách tên đàn ông kia nói bậy nói bạ. Yêu Cơ ngẫm nghĩ rồi nói chuyện qua điện thoại lúc nào cũng bất tiện, thế này nhé, con đến Hoàng Thành gặp hắn trực tiếp đi. Vâng. Triệu Như Mộng tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn nghe theo. Dù sao, từ nhỏ đến lớn cô ta cũng chưa từng từ chối mẹ. Yêu Kỳ chủ, Thánh Vương muốn gặp ngài. Một gã đàn ông tóc ánh kim, thắt kiểu đuôi ngựa tiến vào. Yêu Cơ khế nhíu mày, đáp, tôi biết rồi, cậu ra ngoài trước đi, tôi sẽ tới ngay. Vâng. Đối phương kính cẩn lui ra ngoài. Yêu Cơ quay người nhìn về phía con gái, Như Mộng, việc này không thể chậm trễ, bây giờ con lên đường ngay đi. Nhớ lấy, chỉ cần hắn bằng lòng hợp tác với bên A, chúng ta có thể chấp nhận tất cả điều kiện mà hắn đưa ra. Vâng, con gái hiểu rồi. Triệu Như Mộng đáp. Cùng lúc đó, ở Phủ Long Chủ, Lý Trạch Vũ đột nhiên trở nên đăm chiêu ủ đột. Lý Trạch Vũ ở bên cạnh trầm giọng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay? Không. Chưa Lý Trạch Vũ thở dài, nói, dù có chuyện thì ông cũng không giúp được tôi. Cậu không ngại thì nói một chút xem nào. Tô Cẩn Hoa thủng thỉnh đáp, trong lãnh thổ nước Hạ này có lẽ không có chuyện gì mà tôi không giải quyết nổi. Dẫu sao cũng là người đứng đầu một nước, ông có lòng tin này. Lý Trạch Vũ liếc nhìn đối phương, bĩu môi nói, thôi đi, chuyện này ông cũng không giúp gì được đâu, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Tiếp đó, hắn chuyển chủ đề, sau khi diệt trừ Vu giáo, tôi đã lấy được huân chương tử kinh, nói vậy thì không còn vinh dự nào lớn lao hơn nó hả? Nếu cậu có thể giải quyết vô cùng thần cung, quốc gia có thể trao cho cậu thêm một chiếc khác. Tô Cẩn Hoa nói với vẻ chân thành. Lý Trạch Vũ nhún vai, nói, quên đi, với tôi thì cái huân chương kia chỉ là đồ trang trí thôi, cho dù ông có cho tôi cả trăm cái cũng vô dụng. Rốt cuộc cậu muốn thứ gì? Tô Cẩn Hoa chau mày. Không cần chức quan, tiền tài cũng đổi rào. Gái đẹp càng khỏi phải nói. Bàn về tán gái, không ai qua được công tử bảnh bao như hắn. Ông thực sự không nghĩ ra cái gì có thể làm Lý Trạch Vũ động lòng. Tôi có một điều kiện. Lý Trạch Vũ giơ lên một ngón tay. Tô Cẩn Hoa lập tức giỏng tai lên nghe. Trong vòng trăm năm, chỉ cần người nhà họ Lý trung thành với nhân dân và quốc gia, 300.000 quân hổ khiếu ở Bắc Cương sẽ cùng theo họ Lý. Câu nói ngắn gọn của Lý Trạch Vũ lập tức làm Tô Cẩn Hoa biến sắc nghiêm trọng. Thầm hít vào một hơi lạnh. Tôi không hề nghi ngờ ông Lý, ông nội cậu và Lý Trạch Vũ cậu luôn trung thành với quốc gia, nhưng tôi thực sự không thể chấp nhận yêu cầu này của cậu. Tô Cẩn Hoa không hề do dự mà từ chối ngay. Nói không ngoa, điều kiện của Lý Trạch Vũ là một sự vượt quyền nghiêm trọng. Quân đội là của quốc gia, tuyệt đối không thể nằm trong tay người nào. Hiện tại, lòng trung thành của mấy thế hệ nhà họ Lý đã vượt qua sự thử thách của quốc gia. Nhưng không một ai dám cam đoan hậu duệ của bọn họ cũng sẽ như vậy. Nếu con cháu nhà họ Lý sinh lòng phản nghịch thì không ai có thể lường trước được hậu quả nghiêm trọng mà việc này với quốc gia và nhân dân thế hệ sau này. Dù cho tôi tin tưởng nhà họ Lý cậu và tôi đồng ý thì tòa án binh và hệ thống quân sự cũng sẽ không chấp nhận. Tô Cẩn Hoa bổ sung, được thôi. Lý Trạch Vũ dường như đã sớm tính ra kết quả này, thản nhiên nói, vậy coi như hôm nay tôi chưa từng tới nơi này. Dứt lời. Hắn đứng lên, toan rời đi. Tô Cẩn Hoa vội đứng dậy ngăn cản hẳn, tiểu tử,
cậu không thể đổi điều kiện khác hả? Không thể. Lý Trạch Vũ tỏ ra vô cùng kiên quyết. Cuối cùng, Tô Cẩn Hoa chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bỏ đi, có mấy lần ông muốn mở miệng níu kéo nhưng vẫn không thể đồng ý với điều kiện của hắn. Tô Cẩn Hoa ngồi một mình hút mấy điếu thuốc liền, sau đó sai người liên lạc với các ông lớn khác để mở cuộc họp khẩn. Nếu không thể nhờ vả Lý Trạch Vũ được nữa thì bọn họ phải tính toán chuẩn bị phương án khác. Sau khi rời khỏi phủ Long Chủ, Lý Trạch Vũ kịp về đến nhà thì điện thoại trong túi lại một lần nữa reo chuông. Vẫn là số điện thoại kia. Lý Trạch Vũ dứt khoát nghe điện, đã nghĩ kỹ chưa vậy? Chúng ta gặp nhau đi. Triệu Như Mộng ở đầu dây bên kia ngượng ngùng lên tiếng. Là phúc thì không phải họa, là họa lại không tránh nổi. Lý Trạch Vũ thẳng thừng ra quyết định, địa điểm tùy cô chọn. Triệu Như Mộng khế đáp, tôi đang trên đường đến Hoàng Thành, anh chọn địa điểm đi. Kinh Tây Hồ, không gặp không về. Lý Trạch Vũ đề nghị. Ok. Triệu Như Mộng toan cúp máy. Lý Trạch Vũ vội bổ sung, nhớ, đưa con đến nhé. Anh bị thần kinh à. Triệu Như Mộng ghét bỏ mắng mỏ. Bên trong xe rất yên lặng, vì vậy toàn bộ cuộc trao đổi của hai người đều lọt vào tai Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong. Thiếu gia, có chuyện gì ạ? Vật Tương Vong ngờ vực hỏi. Ai ra? Lý Trạch Vũ thở dài thườn thượt, họa từ thói phong lưu. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong nhìn nhau, có vẻ đã lờ mờ đoán ra. Thiếu gia, tuyệt đối đừng để các chị dâu biết chuyện này. Cẩu Phú Quý vỗ ngực, đến lúc đó hãy nói đó là con của Imo. Lý Trạch Vũ lập tức bật ngón cái khen, Phú Quý, cậu vẫn là đứa có nghĩa khí nhất. Thiếu gia, giấy không gói được lửa đâu. Câu nói của Vật Tương Vong giống như chậu nước lạnh dội lên đầu hai người kia. Thiếu gia, hay là thẳng thắn nói ra đi. Vật Tương Vong tiếp tục đề nghị, dù sao cũng là lỗi lầm ngày xưa mà, các chị dâu chắc hẳn sẽ tha thứ cho anh thôi. Nghe vậy, đôi mắt Lý Trạch Vũ lập tức bừng sáng, cảm thấy ý kiến này rất hợp lý. Cổ nhân đã nói, kẻ biết lỗi, biết sửa đổi còn quý hơn vàng. Lý Trạch Vũ cũng cảm thấy thà chủ động thú nhận còn tốt hơn là sau này để chuyện này bung bét ra, vì vậy hắn quyết định chia sẻ niềm vui lên trước cha này. Cho các cô nghe. Tút tút tút. Alo. Trần Thanh Tuyết mơ màng nhận điện thoại. Khụ khụ. Lý Trạch Vũ hắng giọng, nói, à thì, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bây giờ là lúc nào rồi? Chuyện của anh quan trọng lắm hả? Trần Thanh Tuyết dần dần tỉnh táo lại. Lý Trạch Vũ gãi đầu, nói, cũng không quan trọng lắm, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên báo với cô thì tốt hơn. Vậy anh nói đi, tôi nghe. Trần Thanh Tuyết nhẹ nhàng đáp. Ặc. Lý Trạch Vũ bỗng có cảm giác cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đang mắc kẹt ở bên trong, lời đã đến miệng lại không thể nói ra thành tiếng. Sao lại không nói nữa? Trần Thanh Tuyết cảm thấy khó hiểu. Tôi có con. Trần TNS Tuyết ở bên kia có cảm giác như bị sét đánh trúng, đầu óc trống rỗng. Alo, này, Lý Trạch Vũ gọi mấy tiếng. Sau một hồi im lặng, giọng nói nghẹn ngào của Trần Thanh Tuyết vang lên, có phải là với Diệp Khuynh Thành hay không? Phản ứng đầu tiên của cô là đổ dồn sự nghi ngờ lên đầu Diệp Khuynh Thành, dù sao trước đây Lý Trạch Vũ cũng từng mây mưa với Diệp Khuynh Thành, ai mà biết dạo này họ có làm gì hay không? Không, không phải. Lý Trạch Vũ ngại ngùng đáp. Không phải là Diệp Khuynh Thành, là cô gái phái Nga Mi à? Hay là bạch thánh nữ của Tiêu Giao Cung? Nói đến đây, Trần Thanh Tuyết bỗng cao giọng, anh đừng có nói với tôi là cô nhỏ của Diệp Khuynh Thành nhé. Mặc dù cô đã sớm chuẩn bị tinh thần chấp nhận những phụ nữ bên cạnh Lý Trạch Vũ nhưng khi biết đứa con đầu lòng là con của người khác, cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, rất muốn khóc. Cũng không phải. Lý Trạch Vũ cười khổ. Cũng không phải, ngoại trừ các cô ấy, anh vẫn còn phụ nữ khác bên ngoài. Tút tút tút. Trần Thanh Tuyết giận tới mức lập tức cúp điện thoại. Lý Trạch Vũ cảm thấy ung hết cả đầu, ngượng ngùng đặt điện thoại xuống, nhất thời không biết phải làm sao. Thiếu gia, anh còn ổn không? Vật Tương Vong quan tâm thăm hỏi một câu. Lý Trạch Vũ nghiêng đầu liếc xéo gã, cậu thấy bây giờ tôi có ổn được không? Vật Tương Vong câm miệng liền. Lý Trạch Vũ không gọi điện thoại nữa, hắn định nhắn tin báo cho các cô nàng khác, như vậy sẽ không còn khó xử nữa. Có lẽ vì đã khuya, các cô đều ngủ cả rồi, tin nhắn gửi đi như hòn đá ném vào. Rộng, hoàn toàn không có ai hồi đáp. Hít sâu một hơi, Lý Trạch Vũ phất tay lên, đi, đến Kinh Tây Hồ, ông đây muốn xem mẹ của con mình rốt cuộc là thần thánh phương nào. Cẩu Phú Quý đạp chân ga, xe lao vút đi.
Khoảng vài giờ sau, sắc trời dần hửng sáng. Lý Trạch Vũ ngồi ở bên hồ rít mười mấy điếu thuốc, chợt nghe thấy tiếng ô tô lái tới gần, nghiêng đầu nhìn, thấy một chiếc Land Cruiser vững vàng dừng lại. Cạch, cửa xe mở ra, một đôi chân dài bước xuống trước tiên. Lý Trạch Vũ thoáng chốc tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Ngay sau đó, một bóng dáng thướt tha xuất hiện, cô gái khoác chiếc áo lông chồng màu đen, bên trong mặc một bộ trang phục bó sát màu trắng, vừa thời thượng vừa toát lên vẻ đoan trang nhã nhặn. Mẹ của con hắn có gu thật đấy, Lý Trạch Vũ thầm nghĩ. Nhưng, khi nhìn vào khuôn mặt đối phương, hắn nhất thời không biết phải làm sao. Hiển nhiên, hắn nhận ra người vừa tới, đó chính là người phụ nữ đã cứu Hách Liên vô tình khỏi tử ngục. Thảo nào nghe giọng thấy quen lắm. Lúc này, tâm trạng Lý Trạch Vũ rất khó diễn tả bằng ngôn từ, chỉ có thể âm thầm văng đờ mờ liên tục trong lòng. Thiếu gia, cô gái kia đẹp quá. Gái đẹp như này gặp mặt một lần cả đời khó quên, sao anh không có ấn tượng vậy thiếu rồ? Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong dán mắt nhìn Triệu Như Mộng mà không chớp mắt. Triệu Như Mộng nắm chặt trường kiếm, đề phòng Lý Đại Đương ra ra đòn sát thủ. Một bước, hai bước. Càng đến gần Lý Trạch Vũ, Triệu Như Mộng lại càng có thể cảm nhận được lửa giận trên người đối phương, cô ta không khỏi sinh lòng ngờ vực. Lẽ nào người này giận việc mình cứu Thánh Vương? Chắc là vậy rồi, Lý Công Tử. Triệu Như Mộng ấp úng lên tiếng, có phần bứt rứt lo lắng hơn giọng điệu lạnh băng thường ngày. Lý Trạch Vũ nhíu mày thật chặt, nói, cô còn dám tới gặp tôi. Lý Công Tử chớ kích động, tôi gặp anh là vì muốn hợp tác với anh. Triệu Như Mộng vội vàng mở lời. Ha ha, tôi và các người có thể hợp tác gì chứ? Vừa nghĩ tới việc người phụ nữ kia biến hắn thành trò cười cho thiên hạ, hắn liền tức điên cả người. Có. Triệu Như Mộng vội nói, chẳng lẽ Lý Công Tử không muốn bắt Thánh Vương? Nực cười, Lý Trạch Vũ cười khinh. Hắn cố tình thả cho Hách Liên vô tình tẩu thoát, nếu muốn bắt hay giết lão ta thì hắn đã ra tay ngay từ khi còn ở tử ngục rồi. Nếu hôm nay cô đã tới đây thì đừng đi nữa. Giọng điệu Lý Trạch Vũ tức khắc trở nên lạnh lùng, trên người đột nhiên tỏa ra khí thế hừng hực. Triệu Như Mộng biến sắc, thậm chí không còn cơ hội mở miệng lần nữa. Nơi Lý Trạch Vũ vốn đứng chỉ còn lại một bóng ảo ảnh, còn hắn bỗng hiện ra trước mặt cô ta như một bóng ma. Bụp, keng, kiếm của Triệu Như Mộng chưa kịp rút ra đã bị đôi tay Lý Trạch Vũ giữ chặt, trường kiếm rơi thẳng xuống đất. Dừng tay, trước hết anh phải tôi nói hết câu đã chứ. Triệu Như Mộng hốt hoảng hô lớn. Tôi và cô không có gì để nói. Bịch. Ngay khi dứt lời, Lý Trạch Vũ lấy cổ tay đánh ngất Triệu Như Mộng, hai tay đặt chung một chỗ rồi giữ chặt, tiếp đó khiêng lên vai, động tác vô cùng liền mạch. Khi tỉnh lại, Triệu Như Mộng phát hiện bản thân đang ở trong một chiếc lồng sắt của gánh xiếc thú, tuy tay chân không bị trói nhưng lại không thể vận khí kình trong cơ thể lên được. Hiển nhiên đã có người phong tỏa đan điền của cô. Tôi tới là để hợp tác với anh. Triệu Như Mộng phát hiện, Lý Trạch Vũ đang ngồi bắt chéo chân trên khán phòng, miệng còn ngậm một điếu thuốc. Tôi cũng nói rồi, giữa chúng ta không có gì hay ho để hợp tác. Bộp bộp, Lý Trạch Vũ cười châm chọc, sau đó vỗ tay vào nhau. Growl, tiếng mãnh thú gầm chợt vang lên. Cách, keng. Triệu Như Mộng nghe tiếng nhìn lại, một con hổ trưởng thành ở một chiếc lồng khác đang bước qua cửa lồng, tiến lại đây. Con hổ nhìn Triệu Như Mộng chòng chọc như đang quan sát con mồi, cô nàng lập tức tái mặt vì sợ. Cô dám chắc chắn, con hổ này không phải thú được gánh xiếc thuần phục, chỉ có thú hoang dã mới có uy lực mãnh liệt đến mức này. Dâm! Ngay khi con hổ định vồ lấy Triệu Như Mộng, một chiếc lồng sắt nhỏ bất ngờ giáng xuống, bao vây nó một cách chuẩn xác. Lúc này, Triệu Như Mộng mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp sau đây tôi sẽ hỏi cô vài vấn đề, chỉ cần cô khai báo đàng hoàng. Có lẽ tôi sẽ tha mạng cho cô đấy. Hắn lại buông lời trêu chọc. Lý Trạch Vũ xoay người sang chỗ khác, phát hiện Lý Trạch Vũ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng mình. Vô sĩ! Triệu Như Mộng giận đến nỗi mắng một câu, nói, mau thả tôi ra, bằng không anh nhất định sẽ phải hối hận. Lý Trạch Vũ cười đầy ẩn ý, hoàn toàn không quan tâm lời cô nói ra. Tốt nhất là cô nên trả lời câu hỏi của tôi một cách đàng hoàng, cảm giác múa máy với hổ không dễ chịu đâu. Trong tình huống không có vũ khí, Triệu Như Mộng hoàn toàn không dám chắc mình sẽ giết được con hổ trưởng thành, huống hổ đan điền của cô ta còn đang bị phong tỏa. Một khi con hổ thoát khỏi lồng sắt nhỏ, cô ta chỉ có thể biến thành bữa trưa của nó. Nghĩ vậy, nhịp thở của Triệu Như Mộng dần trở nên gấp gáp. Vô tình thần cung có bao nhiêu cao thủ,
Lý Trạch Vũ bắt đầu đặt câu hỏi. Triệu Như Mộng trừng mắt nhìn hắn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp ánh lên lửa giận, tôi chân thành tới đây để hợp tác với anh mà. Không cần hợp tác, cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi là được. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ nghiêm túc, tôi đếm 3 tiếng, nếu cô không chịu phối hợp thì đi mà khiêu vũ với Hổi. 3, 2, 1. Thấy Triệu Như Mộng vẫn tỏ ra thờ ơ, Lý Trạch Vũ sa sầm mặt mày, hắng giọng hô lên, thả Hổi. Thiếu gia, đáng tiếc quá, cô nàng xinh đẹp thế mà, ngộ nhớ bị con hổ cắt nát một bên mặt, ôi. Em thật sự không dám tưởng tượng đến hình ảnh ấy. Vật Tương Vong nói với giọng điệu tiếc rẻ. Nghe vậy, Triệu Như Mộng chợt có cảm giác không rét mà run. Lý Trạch Vũ nghiêm mặt đáp, nói mấy lời vô dụng làm gì, thả Hổi. Giỏi. Cẩu Phú Quý ngồi ở bàn điều khiển lập tức nhấn vào chốt lồng sắt nhỏ. Cạch. Chiếc lồng sắt nhỏ được kéo lên không trung, con hổ bên trong gầm một tiếng, gần như nhào tới tấn công Triệu Như Mộng ngay trong khoảnh khắc được thoát khỏi chiếc lồng. Cạch cạch cạch. Mặc dù nội lực bị phong bế nhưng cơ thể Triệu Như Mộng vẫn linh hoạt hơn người bình thường nhiều, cô ta nhanh nhẹn leo lên trên lồng sắt. Vù. Con hổ vồ vào không khí, nhưng nó không định buông tha, dù sao nó cũng bị bỏ đói mất ngày nay, hiện giờ nó đang rất cần thức ăn. Triệu Như Mộng cảm thấy hai chân mình có phần nhũ ra, ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ dường như ẩn chứa một luồng tam muội chân hỏa, hận không thể thiêu cháy đối phương. Yo, bản lĩnh chỉ có thế thôi. Lý Trạch Vũ chẳng biết tìm đâu ra cái xẻng, ném thẳng về phía chiếc lồng sắt Lý Trạch Vũ đang túm lấy. Keng. May mà Triệu Như Mộng lanh tay lẹ mắt nên mới tránh được. Cú đầu tiên không được thì lại nhanh chóng đập cú thứ hai, thứ ba, mục tiêu của Lý Trạch Vũ là ép Triệu Như Mộng phải nhảy xuống dưới. Hai tay Triệu Như Mộng luân phiên tránh né, nhiều lần suýt rơi xuống đất. Lý Đại Đương ra làm như đang chơi đùa, đập tay xong lại đập bằng chân, tứ chi thay phiên. Lý, Trạch, Vũi. Giọng điệu của Lý Trạch Vũ lạnh lẽo đến cực độ, nếu có đủ sức mạnh. Cô nàng nhất định sẽ khiến đối phương phải nếm trải cảm giác dưới bị mãnh hổ rình rập, trên bị tiểu nhân bức ép. Tôi ở đây, cô có thể trả lời. Lý Trạch Vũ nhếch mép cười khẩy, đồng thời ném một xẻng thật mạnh tới chỗ lồng sắt mà Triệu Như Mộng đang dán bụng vào. Keng keng. Chiếc lồng sắt phát ra tiếng kêu đinh tai, cũng may Triệu Như Mộng nắm rất chắc, bằng không rất có thể sẽ bị rung cho rơi xuống dưới. Anh là đồ khốn kiếp, thả tôi ra ngoài. Triệu Như Mộng hoảng đến độ tròng mắt đỏ hoe. Dù sao cũng là đàn bà con gái, từ bé đến lớn cô ta chưa từng rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm thế này, tâm lý thật sự không chịu nổi. Tuy vậy, Lý Trạch Vũ vẫn không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc chút nào. Xem ra chỉ cần Triệu Như Mộng không nói, cho dù không ra đồn khiến đối phương rơi xuống khiêu vũ với hổ thì hắn cũng phải hù dọa cho cô nàng sợ đến mức sống dở chết dở. Cao thủ của thần cung nhiều như mây, cường giả cảnh giới tông sư có không dưới trăm vị, cường giả cảnh giới võ thánh có hơn 40 người. Ngay cả cường giả cảnh giới thiên nhân cũng có thể miễn cưỡng đạt tới hai chữ số. Dưới tình thế cấp bách, Triệu Như Mộng phải khai ra sự thật. Lý Trạch Vũ bây giờ mới chịu dừng tay, ngay đến hắn cũng bị chấn động bởi những con số này. Tông sư hơn trăm, võ thánh suýt soát 50, cường giả cảnh giới thiên nhân ngoài kia hiếm hoi như lông phượng sừng lân ngoài kia cũng có thể miễn cưỡng đạt tới hai chữ số. Nói không ngoa, đội hình như vậy đủ sức tung hoành toàn bộ giới võ lâm. Dù là tam đại thánh địa cũng không thể cản nổi. Hèn gì ngay cả long chủ như Tô Cẩn Hoa cũng tỏ ra thất thố khi nghe đến vô tình thần cung. Sao huyệt của vô tình thần cung ở đâu? Thế lực chủ yếu dàn trải ở bao nhiêu địa phương? Các cô có bao nhiêu thành viên? Lý Trạch Vũ hỏi một lèo ba vấn đề. Khuôn mặt Triệu Như Mộng toát lên vẻ khó xử. Để lộ những thông tin này đồng nghĩa với việc phản bội vô tình thần cung. Đến lúc ấy... Cho dù mẹ cô ta có là kỳ chủ thì bà ta cũng không thể bảo vệ được cô. Nói mau. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ âm hiểm, thúc giục, nếu không nói, cô có tin ông đây sẽ cho con hổ có thêm bạn hay không? Tôi không thể nói, tôi thật sự không nói được. Triệu Như Mộng nóng ruột đến mức không thể ăn nói mạch lạc. Mẹ kiếp, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Trạch Vũ hừ lạnh, một lần nữa vận sức ném chiếc xẻng trong tay về phía lồng sắt. Keng. Lực rung khủng khiếp khiến cánh tay Triệu Như Mộng trở nên tê dại, suýt nữa đã làm cô ta không thể bám vững và rơi xuống. Growl. Con hổ bên dưới dường như cũng biết Lý Trạch Vũ ở bên ngoài đang giúp nó hăng hái nhảy lên cao. Xoẹt xoẹt xoẹt. Triệu Như Mộng phản ứng nhanh nhẹn, vội vàng leo lên mấy bước, tuy đã tránh khỏi miệng hổ trong gang tấc nhưng quần áo trên người vẫn bị móng vuốt của nó xé toạc.
Lý Trạch Vũ, có giỏi thì anh giết chết tôi luôn đi. Triệu Như Mộng gào thét một cách điên dại. Giết người là phạm pháp, tôi không ngu đâu. Lý Trạch Vũ làm bộ ngơ ngáo, cười ha hả rồi nói, nhưng nếu cô bị con hổ ăn thịt thì chẳng liên quan gì đến tôi. Anh đã bắt tôi tới đây. Triệu Như Mộng nhắc nhở. Lý Trạch Vũ chề môi, cười lạnh, ai thấy tôi bắt cô tới đây. Dứt lời, hắn quay sang nhìn Vật Tương Vong, cậu có thấy không? Vật Tương Vong vội vàng lắc đầu. Lý Trạch Vũ nhìn về phía cậu Phú Quý đang ngồi ở bàn điều khiển, chưa kịp hỏi thì đối phương đã lắc đầu nguê nguẩy, em cũng không thấy gì. Triệu Như Mộng trợn mắt lườm cả ba người, ngón tay đang bám vào lồng cũng siết thành nắm đấm. Triệu Như Mộng thầm thề trong lòng, chỉ cần mình thoát khỏi kiếp nạn hôm nay, sau này có cơ hội mình nhất định sẽ băm thây tên vô sỉ Lý Trạch Vũ thành ngàn vạn mảnh. Keng! Nói mô! Lần này Lý Trạch Vũ đã vận thêm sức, đập mạnh vào lồng sắt. Lực va chạm khổng lồ khiến chân Triệu Như Mộng không thể đứng vững nữa, hơi tụt xuống dưới một chút. Growl! Con hổ sáng bừng mắt, dùng hết sức nhảy lên trên. SSS! A! Mặc dù Triệu Như Mộng phản xạ rất nhanh, lập tức leo lên nhưng lớp quần ở bắp chân vẫn không may bị cào rách. Ông đây muốn xem cô có thể cứng miệng đến đâu. Nói xong, Lý Trạch Vũ lại chuẩn bị đánh vào chiếc lồng. Dừng tay, tôi nói. Triệu Như Mộng vội hô lên, anh thả tôi ra trước đã. Không thành vấn đề. Lý Trạch Vũ chẳng thèm nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, có vẻ không hề lo rằng cô nàng này dám lừa gạt mình. Dẫu sao đã bắt nhốt được cô ả lần đầu thì cũng có thể nhốt được lần hai. Cậu Phú Quý trước bàn điều khiển từ từ di chuyển lồng sắt bên trên lên phía trên con hổ, âm một tiếng, quây nhốt nó một cách vô cùng chuẩn xác. Triệu Như Mộng thở hắt ra một hơi nặng nề, vừa nhảy xuống đất là chạy ngay về phía cửa sắt nhỏ. Lý Trạch Vũ cũng rất hợp tác, mở cửa ra. Bây giờ đã nói được chưa? Anh là đồ khốn kiếp. Nhớ lại trải nghiệm vừa nấy. Triệu Như Mộng vẫn cảm thấy hãi hùng, khoảnh khắc lao ra khỏi lồng sắt, lớp phòng ngự của cô nàng hoàn toàn sụp đổ, không khỏi òa khóc nức nở. Hu hu, hu hu hiu. Mới đầu, Triệu Như Mộng kiêu ngạo như tiên nữ giáng trần, coi tất cả mọi người như con kiến hôi. Xong, sau khi bị Lý Trạch Vũ dạy dỗ một phen, tiên nữ cũng bị kéo ngã khỏi thần đàn, để lộ phương diện người phàm. Mỹ nhân vốn xinh đẹp tuyệt trần lúc này đang rưng rưng đẫm lệ, ai cũng cảm thấy thương cảm. Đáng tiếc, Lý Đại Đương ra dường như không hiểu thương hoa tiếc ngọc là gì, hắn nghiêm mặt quát lớn, còn không mau nói đi. Anh! Triệu Như Mộng có chút sụt rè lo sợ, nghẹn ngào nói, anh dựa vào đâu mà giữ với tôi như thế? Lý Trạch Vũ bật cười ha hả, đáp, dựa vào việc tôi là người có quyền định đoạt gánh xiếc thú này, đến cả mãnh hổ trong núi cũng phải nghe lời tôi bảo chúng nó cần ai thì bọn chúng sẽ căn kẻ đó. Nhớ lại khoảng thời gian ở trong cùng lồng giam với con hổ. Triệu Như Mộng chợt cảm thấy khiếp đảm. Xem chừng cô nàng sẽ bị ám ảnh với lũ hổ cả đời. Thần cung ở Tái Bắc, 16 tỉnh đều có các kỳ chủ riêng, dưới trướng bọn họ cụ thể có bao nhiêu người thì tôi không biết rõ lắm, cơ mà cộng đồn lại cũng không ít hơn 30.000 người đâu. Triệu Như Mộng run rẩy tiết lộ tất cả những gì mình biết. 30.000 người. Lý Trạch Vũ lẩm bẩm nhắc lại. Nếu vô tình thần cung chỉ có ngần ấy thành viên, Tô Cẩn Hoa cũng sẽ không lo lắng như thế. Xét cho cùng, nước Hạ có hơn 1 triệu quân đồn trú, số lượng quân nhân đã giải ngũ có thể trở lại bất cứ lúc nào cũng không dưới 10 triệu người, 30.000 người thật sự chẳng thấm vào đâu. Hắn đoán rằng có rất nhiều thế lực quyền quý đằng sau có dính dáng với vô tình thần cung. Ngay cả Vu giáo cũng có mấy trăm con rối trẻ con, thế lực khổng lồ ngày xưa từng thống nhất các tà giáo như vô tình thần cung ắt sẽ chỉ có nhiều hơn chứ. Không hề kém cạnh. Nghĩ tới đây, Lý Trạch Vũ lại hỏi. Có những thế lực quyền quý nào qua lại gàn gũi với vô tình thần cung? Cái này, đôi mắt xinh đẹp của Triệu Như Mộng nheo lại chìm trong do dự. Nhưng ngay giây sau đó, Phú Quý, thả hồi. Lý Trạch Vũ vừa ra lệnh vừa kìm chặt cổ tay Triệu Như Mộng. Buông ra, tôi nói. Trấn Bắc Phương Hách Liên Khiếu, Tổng binh Sơn Hải quan Lưu Trấn Nam, hai người này bí mật liên hệ với mẹ tôi, những chuyện khác thì tôi thật sự không biết. Triệu Như Mộng thật sự sợ hãi. Nếu Thánh Vương biết mình phản bội, chắc chắn lão sẽ cho mình ăn quả đắng, nhưng nếu bây giờ không chịu khai báo thành thật thì tên ác ma trước mắt cũng không tha cho mình. Hơn nữa, so sánh người trước và người sau, người trước ít nhất cũng sẽ cho mình được dễ chịu hơn. Không giống Lý Trạch Vũ, người này có lẽ sẽ hành hạ mình đến mức suy sụp tinh thần,
cuối cùng cho mình ăn thêm một dao. Hách Liên Khiếu, Hách Liên Vô Tình. Hai kẻ này cùng họ, rất có thể là người trong tộc. Trấn Bắc Vương và Trấn Nam Vương, một người trấn giữ Đông Bắc, một người trấn giữ phía Nam, có thể nói là những kẻ nắm quyền thế lớn nhất bên cạnh. Những thế lực lớn ở Hoàng Thành. Tổng binh Sơn Hải Quan cũng là một chức danh không tầm thường, số lượng binh lính dưới quyền có thể điều động chí ít cũng lên đến 100.000 người. Nếu số nhân mã này cấu kết với nhau, trong ứng ngoại hợp cùng Vô Tình Thần Cung. Zzzz, Lý Trạch Vũ không khỏi hít sâu một hơi. Trước mắt, hắn chỉ biết Hách Liên Khiếu và Lưu Trấn Nam, còn có bao nhiêu người mà hắn chưa biết. Trước khi nước Hạ được lập nên, Vô Tình Thần Cung đã có mối quan hệ mật thiết với các thế lực quân phiệt. Khi ấy nếu Thái Tổ không có bản lĩnh siêu việt, thủ đoạn vô biên thì thiên hạ ngày nay rất có thể đã rơi vào tay Vô Tình Thần Cung rồi. Lúc này, hắn mới lờ mờ cảm nhận được áp lực mà Vô Tình Thần Cung mang đến cho Tô Cẩn Hoa. Cô không thành thật. Lý Trạch Vũ định bụng sẽ nghiêm hình bức cung Triệu Như Mộng thêm một lần nữa, nhưng dọa nữa dọa mãi, đối phương vẫn nhất quyết khẳng định mình không biết gì. Lý Đại Đương ra từng tập trung nghiên cứu tâm lý học, hắn cảm nhận được. Cô nàng này không hề nói dối, vì vậy hắn ra lệnh cho cậu Phú Quý và Vật Tương Vong, nhốt cô ta lại trước đã. Lý Trạch Vũ, anh đã nói sẽ thả tôi đi mà. Triệu Như Mộng lòng như lửa đốt, anh là đàn ông, không thể nói lời mà không giữ lời. Đồ thần kinh. Lý Trạch Vũ liếc nhìn cô nàng, cười khẩy, tôi có nói sẽ thả cô đi, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải bảo người ta gửi tiền chuộc tới đây. 10 tỷ, một xu cũng không được thiếu. Được, không thành vấn đề, tôi báo người chuyển tiền ngay đây. Triệu Như Mộng không hề lưỡng lự mà chấp nhận luôn. Thấy vậy, Lý Trạch Vũ không khỏi sửng sốt. 10 tỷ đấy, không phải 100 đồng. Trong toàn nước Hạ này, người có thể lấy ra khoản tiền lớn như vậy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, xem ra Vô Tình Thần Cung thật sự tiền nhiều như nước. Đầu óc hắn nhảy số rất nhanh, lập tức lật mặt, cái gì mà 10 tỷ, cô nghe nhầm rồi, tôi nói là 100 tỷ. Triệu Như Mộng tuy chưa trải nhiều sự đời nhưng cũng không phải đứa ngu, cô ta vừa nhìn đã hiểu Lý Trạch Vũ đang cố tình thổi giá, không nhịn được mà mắn NS quá hèn hạ, đã nói là 10 tỷ, tại sao đùng một cái đòi tăng lên gấp 10 lần. Tôi luôn nói là 100 tỷ, chỉ có cô nghe nhầm thôi. Lý Trạch Vũ mặt dày, nhất quyết không thừa nhận mình nói hớ. Anh! Triệu Như Mộng tức nghẹn, nhưng chẳng thể làm gì được đối phương. Dù sao tôi cũng ra giá rồi, nếu không có tiền, tôi sẽ giam cô đến hết đời. Lý Trạch Vũ tỏ rõ thái độ tôi không nói đùa lên mặt. Tôi cho anh! Triệu Như Mộng cắn răng, một lần nữa chấp nhận, Lý Trạch Vũ đứng hình tại chỗ. Vô Tình Thần Cung giàu là cái chắc rồi, nhưng sao lại có nhiều tiền đến vậy? Được, cả 100 tỷ mà không hề nhăn mặt chút nào. Và lại người này chỉ là Triệu Như Mộng, nếu đổi thành Hách Liên Vô Tình thì tăng giá gấp 10 lần cũng không quá đáng nhỉ. 1.000 tỷ, vãi lòng, Lý Trạch Vũ thầm tự trách bản thân lúc trước không vơ vét một khoản lớn từ Hách Liên Vô Tình, hắn ngấm ngầm hạ quyết tâm lần sau gặp mặt đối phương phải bắt trói lấy người rồi mới nói tiếp. Tôi sẽ đưa tiền cho anh, bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc tử tế được không? Triệu Như Mộng bất ngờ chuyển chủ đề. Lý Trạch Vũ sửng sốt, chúng ta có gì để bàn? Hợp tác? Thật sự không cần hợp tác. Chẳng lẽ anh không muốn diệt trừ Thánh Vương? Triệu Như Mộng nhíu mày hỏi. Lý Trạch Vũ lắc đầu, nói, nếu tôi không muốn, cô vẫn cho rằng lần trước. Mình chỉ cần dẫn theo một đám nhãi nhép kia là có thể giải cứu Hách Liên Vô Tình hả? Triệu Như Mộng nhíu mày, hoảng sợ ra mặt, ý anh là. Anh cố tình để Thánh Vương trốn thoát. Lý Trạch Vũ nhếch mép cười lạnh, xem ra bé hổ như cô chưa ngu ngốc đến mức hết thuốc chữa. Nghe xong, Triệu Như Mộng câm lặng. Cô ta từng chứng kiến sức mạnh của Lý Trạch Vũ, lúc đó Hách Liên Vô Tình cũng không phải đối thủ của hắn. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm với Hách Liên Vô Tình, cô ta suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không tìm ra lý do Lý Trạch Vũ không truy đuổi mình. Đến giờ mới hiểu. Người ta cố ý cho Hách Liên Vô Tình đào tẩu. Anh làm như vậy để làm gì? Triệu Như Mộng tò mò hỏi. Không thể bật mí với cô được. Lý Trạch Vũ ra vẻ thần bí. Nhưng, đầu óc Triệu Như Mộng dường như vừa được khai quang, cô ta thốt lên, anh làm vậy là để nhổ tận gốc thần cung. Ha! Lý Trạch Vũ liếc nhìn đối phương tỏ vẻ đánh giá cao hơn, thật sự không ngờ cô hổ này thật sự không ngốc, hóa ra vẫn thông minh lắm. Triệu Như Mộng không nhịn được mà trừng mắt với hắn. Từ nhỏ đến lớn,
ai gặp Triệu Như Mộng cũng khen thông minh trời sinh, chỉ có Lý Trạch Vũ mới chê cô ta ngốc. Nếu đã vậy thì anh càng nên hợp tác với chúng tôi. Lý Trạch Vũ không thể hiểu lý do Triệu Như Mộng muốn bắt tay hợp tác để cùng diệt trừ Hách Liên Vô Tình. Xét cho cùng, nếu cô nàng này và mẹ cô ta thật sự có lòng phản nghịch thì tại sao lại phải tìm trăm phương ngàn cách cứu Hách Liên Vô Tình ra ngoài? Triệu Như Mộng giải thích một cách ngắn gọn, nói rằng tất cả đều do mẹ cô A căn dặn, cô ta chỉ biết thi hành mà thôi. Lý Trạch Vũ đột nhiên rất muốn gặp mặt mẹ của Triệu Như Mộng, hắn bình tĩnh hỏi, cô vừa nói gì cơ? Tôi nên hợp tác với các người hả? Đúng. Triệu Như Mộng gật đầu đáp, trước khi tới đây, mẹ tôi bảo tôi nhắn với anh một câu. Câu gì? Lý Trạch Vũ hỏi. Mẹ tôi bảo, nếu anh muốn nước Hạ được hưởng thái bình, hãy diệt trừ Vô Tình Thần Cung, nhưng tuyệt đối không được giết Hách Liên Vô Tình. Triệu Như Mộng lặp lại lời yêu cơ. Các người chính là muốn tôi giết Hách Liên Vô Tình, kẻ khuyên tôi không giết Hách Liên Vô Tình cũng là các người, coi ông đây là thằng ngu à? Lý Trạch Vũ vốn đã mờ mịt, lúc này càng như lọt vào màn sương mù. Triệu Như Mộng hạ giọng đáp, tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng ngày trước mẹ từng nói cho tôi biết, tuy Thánh Vương bị giam cầm nhưng ba người áp chế lão ta cũng không dám xuống tay giết lão. Lời này khiến Lý Trạch Vũ không khỏi nhớ lại những gì đạo sĩ Vô Trần từng nói, hình như Hách Liên Vô Tình xuất thân từ gia tộc ẩn giật thì phải. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể giết Hách Liên Vô Tình. Lý Trạch Vũ không hiểu biết nhiều về các gia tộc ẩn giật lắm, nhưng nếu có thể làm ba vị sư phụ của mình phải kiêng kỵ thì thế lực của chúng cũng sẽ không yếu. Rất nhiều thắc mắc đang lởn vởn trong đầu Lý Trạch Vũ. Hãy hợp tác với mẹ tôi, ta có thể tiêu diệt toàn bộ Vô Tình Thần Cung trong vòng ba thánh. Triệu Như Mộng nói một câu không mặn không nhạt. Nghe giọng điệu tràn đầy tự tin của đối phương, Lý Trạch Vũ thốt ra điều mình thắc mắc trong tận đáy lòng, tại sao tôi phải tin tưởng các người? Mẹ tôi đã nói rồi, chỉ cần anh chịu bắt tay hợp tác, bà ấy sẵn lòng trong ứng ngoài hợp với anh. Mẹ cô là gì ở Vô Tình Thần Cung? Kỳ chủ chính Bạch Kỳ. Triệu Như Mộng trả lời với giọng tự hào. Hậu duệ Triều Thanh có Bát Kỳ, Bát Kỳ cũng phân ra hai kỳ chính, phó, vì vậy Vô Tình Thần Cung có 16 kỳ chủ. Yêu cơ năm giữ chính Bạch Kỳ. Trong cả Vô Tình Thần Cung này chỉ phải nghe lệnh của một người duy nhất là Hách Liên Vô Tình, địa vị bà ta cực cao, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Lý Trạch Vũ cười lạnh, nói vậy, Vô Tình Thần Cung là hậu duệ của Triều Thanh. Không phải. Triệu Như Mộng lắc đầu, giải thích, năm xưa Triều Thanh bị lật đổ, thiên hạ to lớn nhưng con cháu Bát Kỳ lại không có chỗ dung thân, Thánh Vương thời đó đã cưu mang bọn họ. Ra là vậy. Thật ra Lý Trạch Vũ rất nể phục Hách Liên Vô Tình. Một người sáng lập nên thế lực khổng lồ như Vô Tình Thần Cung, không chỉ thống nhất mọi thế lực tà đạo mà còn có quan hệ mật thiết với các tập đoàn quân phiệt. Có thể giao du với cả giang hồ và triều đình, hơn nữa còn có sức ảnh hưởng khủng khiếp. Từ cổ chí kim, người làm nên sự nghiệp vĩ đại thế này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Được rồi, tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Lý Trạch Vũ giơ lên một ngón tay, các người tìm đến hợp tác với tôi vì mục đích gì? Mẹ tôi đã sớm đoán được rằng anh sẽ hỏi như thế. Triệu Như Mộng khẽ mỉm cười, chờ đến khi Vô Tình Thần Cung bị tiêu diệt hoàn toàn, phiền anh bắt sống Hách Liên Vô Tình rồi giao cho mẹ tôi xử trí. Bắt sống Hách Liên Vô Tình. Lý Trạch Vũ nhíu mày, thật sự không đoán ra dụng ý của hai mẹ con này. Sau một hồi trầm ngâm, hắn nhếch mép cười tà, về nói cho mẹ cô biết, tôi đồng ý hợp tác với bà ta, nhưng bà ta phải làm giúp tôi một việc trước đã. Dùng việc này để chứng minh thành ý của các người. Anh muốn mẹ tôi làm gì? Triệu Như Mộng đột nhiên cảm thấy không rét mà run. Mẹ cô phải gả cô cho tôi. À, Triệu Như Mộng há hốc miệng, cằm suýt tụt xuống đất. Rất rõ ràng, cô ta hoàn toàn không ngờ Lý Trạch Vũ lại đưa ra một yêu cầu gây sốc đến vậy. Ha ha ha, đùa thôi. Lý Trạch Vũ cười phá lên. Triệu Như Mộng thực sự sợ Lý Trạch Vũ không nói đùa. Bởi vì trước khi đến đây mẹ cô ta đã dặn rồi. Chỉ cần Lý Trạch Vũ bằng lòng hợp tác, bà ta có thể đồng ý với bất cứ điều kiện nào. Thế này nhé, về rồi bảo mẹ cô. Lý Trạch Vũ cúi đầu ghé sát vào Triệu Như Mộng, thì thầm nhỏ to. Sau khi hắn nói xong, Triệu Như Mộng nhíu mày thật chặt. Mẹ tôi có thể sẽ không nhận lời anh đâu. Vậy cô cứ nói với bà ta, không đồng ý thì khỏi hợp tác. Lý Trạch Vũ không hề e ngại. Triệu Như Mộng cau mày. Đáp, tôi sẽ nhắn lại toàn bộ những gì anh nói cho mẹ tôi nghĩ, tôi không thể quyết định mẹ tôi có đồng ý hay không. Ok cô đi được rồi đấy.
Lý Trạch Vũ làm tư thế mời. Thiếu gia, cô ta chưa đưa tiền đâu. Cẩu Phú Quý nhắc nhở. À, đúng rồi. Lý Trạch Vũ cũng sực nhớ ra, này, phiền Triệu cô nương giao tiền chuộc. Gương mặt Triệu Như Mộng dần giật lên, bất mãn nói, chúng ta chuẩn bị hợp tác mà anh còn đòi tiền chuộc nữa. Ha ha, chưa bắt đầu hợp tác mài. Lý Trạch Vũ làm bộ chân thành, hơn nữa chính cô cũng nói mẹ cô chưa chắc sẽ đồng ý. Ặc, Triệu Như Mộng nhất thời cứng họng. Được rồi, đợi tiền được chuyển khoản thì cô có thể đi, huyệt đạo đan điền cô cũng sẽ tự động được giải sau 3 giờ nữa. Lý Trạch Vũ để lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong ở lại trông chừng Triệu Như Mộng. Triệu cô nương, hy vọng tiền sẽ tới đây trong vòng 3 giờ, ngàn vạn lần đừng để bọn tôi khó xử. Vật Tương Vong một cách khách sáo. Triệu Như Mộng hừ lạnh với hai người, sau đó lập tức lấy điện thoại ra để liên lạc, tìm cái tên kim tài chủ được lưu trong danh bạ rồi bấm gọi. Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong đưa mắt nhìn đối phương, tư tưởng lớn gặp nhau, cùng dự tính sẽ để Lý Trạch Vũ bắt lấy tên kim tài chủ kia. Người kia nhất định giàu lắm cho xem. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ rời khỏi gánh xiếc thú, chặn một chiếc taxi, chuẩn bị về nhà đánh mọt giấc thật ngon. Nhưng mới vừa lên xe thì các cuộc gọi kéo đến ầm ầm không ngớt. Người đầu tiên gọi tới là Diệp Khuynh Thành, hỏi người mang thai có phải Trần Thanh Tuyết hay không. Lý Trạch Vũ lúc này mới nhớ đến sai lầm trước đó của mình, vì vậy hắn lập tức múa mép nói dối, ăn mừng ngày cá tháng tư sớm thôi, đùa đấy. Chưa hết năm mà, sao lại chơi ngày cá tháng tư sớm vậy? Diệp Khuynh Thành giận quá hóa mắng, nhưng thật ra lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu bây giờ Lý Trạch Vũ làm Trần Thanh Tuyết có thai thì vị trí chính cung nương nương của cô ta sẽ hoàn toàn vững vàng, không có bất cứ người phụ nữ nào lay chuyển nổi. Được rồi, tạm thời thế nhé, tôi phải về ngủ. Qua chỗ tôi mà ngủ. Không biết là vô tình hay cố ý, Diệp Khuynh Thành bạo gan nói một câu. Ặc, Lý Trạch Vũ nhất thời muốn đứng núi này trông núi nọ, thử dò hỏi lại, cô chắc chứ? Chắc chắn. Diệp Khuynh Thành nói xong liền cúp máy ngay. Có lẽ là vì quá xấu hổ. Lý Trạch Vũ cất điện thoại, lập tức nói với tài xế taxi, bác tài, đi Tuyên Thành. AI. Tài xế quay đầu liếc nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ, người anh em, nơi này cách Tuyên Thành hơn 1.000 cây số, cậu khẳng định mình không nói đùa chứ. Bổn thiếu gia cần đùa giỡn với anh à. Lý Trạch Vũ mạnh vì gạo bạo vì tiền, lôi ra một xấp tiền mệnh giá 100 đồng. Không đủ thì nói, xuống xe tôi sẽ chuyển khoản thêm cho ông. Ok, tài xế nhận tiền mặt, lập tức chuyển hướng đến Tuyên Thành. Về phần Lý Trạch Vũ, hắn tính ngủ một giấc, buổi tối cũng vừa khéo đến Tuyên Thành, lúc ấy mới có tinh lực đại chiến 300 hiệp với cô nàng kia. Cùng với sự trỗi dậy của khoa học kỹ thuật Vân Dương, Tuyên Thành từ một đô thị cấp 3 ngày xưa đã trở thành đô thị đạt chuẩn cấp 1. Khi màn đêm buông xuống, xe cộ tấp nập, đèn neon lấp lánh lung linh. Tập đoàn Long Thịnh. Dạo gần đây Lý Trạch Vũ khá rảnh việc trong quân đội. Mỗi khi không bận gì sẽ rủ cháu gái đi dạo phố shopping. Tuy ngoài miệng nói là thư giãn, nhưng thật ra chỉ có Diệp Khinh Nhu biết bản thân muốn xem người đàn ông kia liệu có tới nơi này hay không, để mình có thể vô tình gặp mặt hắn, cho dù chỉ được nhìn thoáng qua một cái cũng đã thỏa mãn rồi. Tinh! Cửa thang máy mở ra, Diệp Khinh Nhu bước vào trong. Khi cửa thang máy sắp khép lại, một bàn tay đột nhiên thò vào, cánh cửa lại mở ra một lần nữa. Một nhóm ba người gồm hai nam một nữ lục tục tiến vào. Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Khinh Nhu khế nheo lại, bởi vì ba người trước mặt đều là người phương Tây. Tập đoàn Long Thịnh không phải doanh nghiệp nhỏ, họ hợp tác với khá nhiều công tu nước ngoài, vì vậy cũng thường xuyên có người nước ngoài lui tới công ty. Nhưng, hiện giờ đã là hơn 7 giờ tối, phần lớn nhân viên tan làm rồi. Sự cảnh giác đầy nhạy cảm khiến Diệp Khinh Nhu tin chắc rằng ba người nước ngoài trước mắt rất khả nghi. Một lát sau, cửa thang máy mở ra, bốn người đều lên một tầng lầu. Hai nam một nữ cố ý dừng bước để Diệp Khinh Nhu đi trước. Vì không để đánh rắn động cỏ, Diệp Khinh Nhu lịch sự gật đầu cảm ơn bọn họ rồi một mình rời khỏi thang máy. Tinh! Tiếng cửa thang máy khép lại vang lên. Diệp Khinh Nhu mặc dù không quay người lại nhưng vẫn có thể nhận ra ba người kia cũng đã rời khỏi thang máy, chỉ là bọn họ không đi theo cô mà thôi. Cô bước nhanh hơn nữa, đi đến văn phòng tổng giám đốc. Cô nhỏ, SSSL, Diệp Khinh Nhu lập tức đặt ngón trỏ lên đôi môi đỏ để ra ám hiệu. Diệp Khuynh Thành nhận ra biểu cảm của cô nhỏ có chút bất thường, cô cũng phối hợp với đối phương, không dám lên tiếng.
két két. Diệp Khinh Nhu mở chốt an toàn của khẩu súng lục luôn mang bên người, dán người vào sau cánh cửa. Một hồi sau, xoảng, cửa phòng làm việc bị người ta đá tung. Diệp Khinh Nhu gần như lao ra từ sau cửa ngay lập tức, họng súng trên tay quả quyết nhằm thẳng ra bên ngoài cửa. Đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng vang lên, nhưng tất cả số đạn đều bắn trượt. Diệp Khinh Nhu biết tình hình không ổn, nhưng chưa kịp rút lui thì một đôi chân dài đi giày cao gót đã xuất hiện. Bù pi. Bịch. Diệp Khinh Nhu dính một chiêu ở bụng, loạng choạng lùi về phía sau. Lúc này, người phụ nữ tóc vàng mắt xanh ở thang máy đã hiện ra như một bóng ma. Chỉ trong chớp mắt đã tiến lại trước mặt Diệp Khinh Nhu. Bịch. Diệp Khinh Nhu hoàn toàn không kịp bóp cò, cô bị người phụ nữ kia giáng một đòn nặng nề, khẩu súng ngắn trong tay cũng bị tuột mất. Cô nhỏ, Lý Trạch Vũ lo lắng vô cùng, thét lên một tiếng. Vù vùi. Hai bóng người một trước một sau mở cửa sải bước vào trong, mục tiêu chính là Diệp Khuynh Thành. Diệp Khinh Nhu ra một quyền ép người phụ nữ tóc vàng lùi lại, định qua cứu cháu gái. Nhưng vì quá sốt ruột nên cô đã phớt lờ đòn tấn công của cô ả tóc vàng. Đằng sau, rầm, người phụ nữ tóc vàng lại giáng một đòn khủng khiếp lên người Diệp Khinh Nhu, khiến cô ấy bay ngược về phía sau, đập vào tường. Khu, Diệp Khinh Nhu phun ra một ngụm máu tươi, cô vội vàng cảnh cáo đối thủ, nếu các người dám làm tổn thương nó, Lý Trạch Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Là quân đế sao? A. À. Gã đàn ông mũi lõ trong số đó tỏ vẻ khinh thường lồ lộ, chúng tôi sẽ giết hắn nhanh thôi. Trong lúc gã lên tiếng, tên đàn ông tóc xoăn còn lại cũng dục dịch ra tay, định bóp cổ Diệp Khuynh Thành. Láo xược, một giọng nói già nua tràn đầy vẻ phẫn nộ vang lên. Tên tóc xoăn cảm thấy như vừa gặp ma. Khi bàn tay hắn ta còn chưa kịp chộp vào cổ Diệp Khuynh Thành, một lão đạo sĩ ngậm điếu thuốc chẳng biết từ đâu hiện ra trước mắt, cổ tay hắn tay cũng bị đối phương ghìm chặt. Làm sao có thể? Tên tóc xoăn muốn rút tay về nhưng lại có cảm giác cánh tay mình đang bị bàn ê, tô kẹp chặt. Rắc rắc. Sau đó là tiếng xương nứt vỡ. Đạo sĩ vô trần chỉ hơi vận sức, cổ tay tên tóc xoăn đã bị bẻ gấy. Cảnh tượng này khiến ả tóc vàng và gã mũi lõ lấy làm kinh hãi. Phải giới chiến thần, hai người bọn chúng còn thua kém hắn ta rất nhiều. Phải biết rằng, tên tóc xoăn có sức mạnh sánh ngang với cường giả cảnh giới chiến thần. Hai người bọn chúng còn thua kém hắn ta rất nhiều. Lão đạo sĩ trước mặt có thể dễ dàng khuất phục tên tóc xoăn, điều đó chứng tỏ hai người bọn chúng cũng không phải là đối thủ của người kia. Kẻ nào dám đụng đến vợ của đồ nhi ta? Đạo sĩ vô trần nhả ra một làn khói trắng khỏi miệng, đồng thời đá văng tên tóc xoăn. Dâm! Tên tóc xoăn đập người vào tường, tiếp đó ngã bịch ra đất, chỉ hơi ngóc đầu lên một chút rồi không có động tĩnh gì nữa. Một đòn chết ngay. Mũi lõ và ả tóc vàng khiếp đảm ra mặt. Bọn chúng biết tối nay đã đụng phải cao thủ rồi, gần như không hề suy nghĩ mà chọn cách chạy trốn. Muốn chạy hả? Đạo sĩ vô trần kẹp điếu xì gà bằng tay trái, tay phải cầm phất trần. Vưu một tiếng, chặn trước mặt hai người kia. Xoạch xoạch. Cây phất trần trong tay ông linh hoạt như một cánh tay bình thường, chỉ đâu đánh đó. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt ả tóc vàng và tên mũi lõ xuất hiện vài vệt máu. Pháp khắc. Mũi lõ tung quyền tấn công. Xoạt. Phất trần trong tay đạo sĩ vô trần vung lên, quấn chặt cổ tay gã mũi lõ, nhẹ nhàng kéo về phía trước. Z. Một tiếng thét đau đớn xé gan xé ruột vang lên. Cánh tay của gã mũi lõ bị phất trần giật đứt lời khỏi thân, máu tươi văng đầy đất. Chứng kiến cảnh này, Diệp Khuynh Thành cảm thấy da đầu tê dại, bịt mắt không dám nhìn thẳng. Áp tóc vàng hoàn toàn không thèm để ý đến sự sống chết của đồng bọn, lách người qua hòng tiếp tục chạy trốn. Bù pi. Phất trần của đạo sĩ vô trần dễ dàng quấn quanh cổ người phụ nữ tóc vàng. Tiền bối, giữ người sống. Khi đạo sĩ vô trần định hạ đòn sát thủ, Diệp Khinh Nhu vội vàng lên tiếng khuyên can, tóc vàng mới may mắn sống sót. Nhưng, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Đạo sĩ vô trần nhấc chân đạp xuống. Người phụ nữ tóc vàng lập tức ôm bụng nằm co que ắp trên đất, đau đớn đến mức con người suýt lòi ra ngoài. À, có chuyện gì vậy? Lý Trạch Vũ ung dung bước tới. Tiểu tử tới đúng lúc lắm, đám ngoại quốc này dám làm hại vợ của con, may mà vi sư có mặt kịp thời, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi. Đạo sĩ vô trần mở miệng giải thích. Nghe nói đám người nước ngoài này dám làm hại Diệp Khuynh Thành, ánh mắt Lý Trạch Vũ đùng đùng sát khí,
thế còn giữ lại làm gì, làm thịt luôn đi. Cô bé kia đòi giữ người sống, để dễ tìm ra kẻ giật dây đằng sau. Đạo sĩ Vô Trần chỉ vào Diệp Khinh Nhu. Lý Trạch Vũ xua tay, nói, không cần đâu, bản thân con có thể tra rõ ngọn ngành. Dứt lời, hắn bất ngờ vươn hai tay ra, liên tiếp đấm hai quyền lên cổ ả tóc vàng và gã mũi lõ. Rắc rắc, hai tiếng, hai người kia không kịp mở miệng cầu xin tha tội, chết ngay lập tức. Cô không sao chứ? Trước tiên, Lý Trạch Vũ đưa tay đỡ Diệp Khinh Nhu vẫn còn dính máu đầy miệng đứng dậy. Tôi không sao, Diệp Khinh Nhu cảm thấy ấm áp vô cùng. Lý Trạch Vũ đằng đằng sát khí cất giọng nói, sư phụ, người đưa hai cô ấy rời khỏi đây trước đi, để con thu dọn tàn cuộc ở chỗ này. Đạo sĩ Vô Trần không dây dưa làm gì, ông vẫy tay với hai cô gái, đi thôi, vi sư đưa các cô đi ăn bún ốc. Lát sau, trong phòng làm việc chỉ còn một mình Lý Trạch Vũ. Đầu tiên, hắn lấy điện thoại ra liên hệ với Long Thiên Quân tới đây dọn dẹp, sau đó lại bấm gọi một dãy số quốc tế. Huy động toàn thể quân U Minh lên đường, tôi muốn diệt sạch Điện Long Thần. Quân U Minh chỉ là một đội quân nhỏ chưa tới 200 người, mới xuất hiện và tung hoành trong thế giới ngầm từ 3 năm trước. Không ai biết rõ danh tính của các thành viên, bởi vì bọn họ đều đeo một kiểu mặt nạ thống nhất mỗi khi lên đường làm nhiệm vụ. Năng lực chiến đấu của đội quân nhỏ này đặc biệt mạnh mẽ, từ khi thành lập đến nay đã trải qua vô số lần chinh chiến nhưng chưa bao giờ gặp được đối thủ xứng tầm. Do đó, bọn họ được mệnh danh là đội quân thần thoại. Có thể nói, bất cứ người nào bị quân U Minh nhắm đến cũng sẽ phải chìm trong ác mộng cả ngày lẫn đêm. Bởi lẽ cái chết không còn xa nữa. Tuy nhiên, vào nửa năm trước, đội quân này đã lặng lẽ mai danh ẩn tích, mãi tới tối nay, đội quân thần bí này mới xuất hiện trở lại. Hơn nữa vừa xuất hiện đã tạo nên động thái rất rầm rộ. Quân U Minh công khai tuyên bố trên web đen rằng trong vòng một tháng sẽ quét sạch Điện Long Thần, không chừa một ai. Thông tin này làm thế giới ngầm sôi sục hẳn lên. Mặc dù Long Đế đã chết nhưng Điện Long Thần vẫn luôn là thế lực đáng gờm mà bất cứ kẻ nào cũng không dám coi thường. Ngược lại, quân U Minh cũng là biểu tượng thần thoại bất bại. Hai thế lực khổng lồ giao chiến, rốt cuộc ai sẽ chết dưới tay ai? Mòn mỏi chờ mong sau một tháng nữa. Keng keng, Thảo Nguyên tái Bắc. Những tiếng kim loại va chạm chát chúa định tai vọng ta từ một chiếc lầu xa hoa. Hách Liên vô tình đấm xuyên qua các tấm khiên được luyện chế từng nguyên liệu đặc biệt bằng tay không, bộc phát sức mạnh vốn không thuộc về nhân loại. Chúc mừng Thánh Vương luyện thành thần công, Yêu Cơ chắp tay chúc mừng. So với tình trạng thảm hại trước đó, lúc này Hách Liên vô tình trông hết sức dạng người, thương tích trên người không chỉ sắp lành hẳn mà sức mạnh của lão A cũng đã trở lại thời kỳ đỉnh cao. Nếu các ngôi không tới cứu bổn tọa thì bổn tọa cũng vẫn có thể luyện thành thần công trong vòng nửa năm tới. Khi ấy bốn sợi xích huyền thiết kia đừng hòng trói buộc bổn toại. Hách Liên vô tình hưng phấn lên tiếng, giọng điệu hết sức oai phong lãm liệt. Yêu Cơ ôm quyền, không dám ôm quyền, không dám bỏ tay xuống, giải thích lại lần nữa, Thánh Vương, đêm nào thuộc hạ cũng trăn trở nghĩ cách cứu ngài về, chỉ là tả trung nhân. Bổn tọa hiểu rõ trong lòng, người không cần nói nhiều lời. Hách Liên vô tình xua tay ngắt lời. Đúng lúc này, một gã đàn ông tiến vào lều bẩm báo rằng, Thánh Vương, Tả Kỳ Chủ và Tứ Đại Kỳ Chủ Tây Bắc đã tới, đang đứng bên ngoài cầu kiến Thánh Vương. Cho bọn họ vào. Hách Liên vô tình bình thản cất giọng. Vâng. Gã đàn ông xoay người lui ra ngoài. Một lát sau, mành lều lại bị vén lên, một ông già để râu quai nón ngoài 70 tuổi bước vào trước tiên, theo sát đằng sau là ba lão già trạc tuổi ông ta, nhưng họ lại ăn mặc theo kiểu khác. Trung nhân bái kiến sư phụ. Ông già râu quai nón quỳ xuống đầu tiên. Tham kiến Thánh Vương. Tham kiến Thánh Vương. Ba lão già còn lại lần lượt quỳ xuống. Tả trung nhân hơi ngước đầu lên, chăm chú nhìn Hách Liên vô tình, chân thành nói, sư phụ, biết tin ngài bình an trở về, đồ nhi lập tức từ Tây Bắc về đây, dọc đường đã cưỡi chết bốn con ngựa, chỉ bởi mong sớm ngày gặp lại sư phụ. Cưỡi chết bốn con ngựa, phì, Yêu Cơ thật sự không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bà ta rất muốn nói với tả trung nhân một câu, đại thanh diệt vong từ đời rồi. Bây giờ mọi người đi đâu cũng đi tàu hỏa hay máy bay, có ai dừng mớ cưỡi. Ngựa chứ. Nhưng, Hách Liên vô tình dường như đã trở nên lú lẫn vì bị giam quá nhiều năm, chẳng những không cảm thấy không ổn mà còn xúc động đến mức rơi. Nước mắt bởi lời nói của tả trung nhân, đứng lên đi, các ngươi đều có tâm mài tạ ơn sư phụ. Tạ ơn Thánh Vương, đám người lục tục đứng dậy. Tả trung nhân vô tình nhìn thấy trong lều vải có những tấm khiên bị đánh vỡ. Tan.
ông ta khẽ nheo mắt lại. Với khả năng quan sát của mình, ông ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra các tấm khiên này bị đánh tan bởi nắm đấm, mà người làm được hành động ghê gớm này ắt hẳn cũng rất mạnh. Rất hiển nhiên, ông ta đoán ra Hách Liên vô tình đã khôi phục được thực lực ban đầu. Chỉ có các ngươi tới à, những người khác đâu? Hách Liên vô tình đột nhiên cất cao giọng. Tả Trung Nhân ôm quyền đáp lời, sư phụ, những người khác đều đang trên đường tới đây, chắc hẳn sẽ đến nơi nhanh thôi. Quả nhiên là vậy, khoảng 2-3 giờ sau, kỳ chủ của 16 tỉnh đều đã đến Tái Bắc. Những người này cơ bản đều là người già 70 tuổi, chỉ có Yêu Cơ thoạt nhìn trẻ trung một chút, nhưng dù sao cũng phải hơn 5-60 tuổi rồi. Hách Liên vô tình ngồi trên vị trí chủ tọa, kỳ chủ 16 tỉnh xếp thành hai hàng quỳ trước mặt lão ta, giống như thần tử thời cổ đại bái lại quân vương. Vậy, tất cả đứng lên đi. Hách Liên vô tình khế cất tiếng. 16 người đứng dậy, đứng về hai bên trái phải. Kỳ chủ chính, phó của ngũ kỳ bên dưới nghe lệnh. Sau khi Hách Liên vô tình mở lời, Tả Trung Nhân và 9 kỳ chủ khác đồng thời bước ngang một bước. Bây giờ, bổn tọa lệnh cho các ngươi triệu tập nhân mã, 3 ngày sau san bằng Thiếu Lâm Tự, Đạo Môn và Tiêu Giao Cung cho bổn tọa. Bổn tọa muốn 3 tông môn này bị tiêu diệt sạch, không chừa một yêu. Hách Liên vô tình đằng đằng sát khí ra lệnh. Mỗi khi nhớ lại những năm tháng bị ba người Ngọc Linh Linh trấn áp ở địa cung tối tăm không thấy ánh mắt trời, lão ta hận không thể đích thân băm vằm ba người kia thành ngàn vạn mảnh. San bằng tam đại thánh địa chỉ là thu lại chút lãi mà thôi. Đợi đến khi công lực của lão ta được củng cố hoàn toàn, lão sẽ đích thân đi bắt ba người kia rồi hành hạ đến chết, như vậy mới có thể chút được mối hận trong lòng. Tả Trung Nhân ôm quyền hành lễ, cười nhạt, sư phụ, không cần tốn đến 3 ngày. Con và mọi người sẽ tiêu diệt tam đại thánh địa ngay lập tức. Hừ, Hách Liên vô tình khẽ nhíu mày, lão ta không hiểu vì sao đệ tử của mình lại tự tin đến vậy. Và lại người của chúng ta cũng không cần ra tay, đệ tử chỉ cần gọi một cú điện thoại là sẽ có người giải quyết chuyện này thay chúng ta. Tả Trung Nhân vừa nói vừa lấy điện thoại ra, thuần thục bấm gọi một dãy. Tu tu, cuộc gọi được kết nối rất nhanh. Lập tức dẫn quân bao vây tam đại thánh địa Võ Lâm, dù là một con ruồi cũng không buông thai. Giỏi. Cuộc gọi kết thúc, Tả Trung Nhân lần nữa ôm quyền, sư phụ, trước khi trời sáng, thứ gọi là tiêm đại thánh địa kia sẽ biến mất trên xứ sở này. Hách Liên vô tình híp mắt lại. Đã mấy nhiều thập kỷ trôi qua, xem ra lão ta đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng và các mối quan hệ của thuộc hạ rồi. Không lâu sau khi Tả Trung Nhân cúp máy, quân khu Dự Châu, quân khu Ngạc Châu và quân khu Tàng Nam lần lượt huy động hơn 1 vạn quân được trang bị súng đạn thật của mình. Ngoài ra, họ còn điều động trực thăng trang bị vũ trang và 10 mấy cỗ xe. Tăng ra trận, chia thành 3 hướng tiến công tam đại thánh địa. Cùng lúc đó, ở Tuyên Thành, Lý Trạch Vũ vừa chạy đến quán bún ốc cùng mọi người thì nhận được cuộc gọi từ Long Thiên Quân. Đã dọn sàn sạch sẽ chưa? Long Thiên Quân ở đầu dâu bên kia nhất thời im lặng. Đường đường là Long Vương nước Hạ lại trở thành chuyên viên tẩy rửa, nếu Long Thanh Phong không khuyên can, hắn ta rất muốn làm cho ra nhẽ với Lý Trạch Vũ. Có chuyện cần báo cho cậu biết. Nói. Lý Trạch Vũ xì ra một chữ. Long Thiên Quân nói với giọng nghiêm trọng, mới vừa bấy, có 3 quân khu lớn đồng thời điều động 1 vạn quân, lấy danh diễn tập quân sự rồi chia làm 3 hướng hành quân về phía Tam Đại Thánh Địa. Hử. Lý Trạch Vũ liếc nhìn đạo sĩ Vô Trần đang ngồi bên cạnh. Tiếp đó đứng dậy đi sang một góc, hạ thấp âm lượng, hỏi, ai hạ lệnh diễn tập quân sự? Hiện tại vẫn chưa rõ. Mệnh lệnh lớn như vậy mà không biết do ai đưa ra. Long tổ các người là... đám ăn hại hay sao? Lý Trạch Vũ chửi ầm lên. Long Thiên Quân có chút bất đắc dĩ, phủ tổng quân và tòa án binh đều có người có thể hạ lệnh này, chúng tôi cần thời gian để điều tra. Nghe vậy, Lý Trạch Vũ thầm cười lạnh. Hắn dám khẳng định 3 quân khu lớn đồng loạt điều binh kia hoàn toàn không có thiện chí với Tam Đại Thánh Địa, đợi người của Long Tổ điều tra xong thì trinh nữ cũng biến thành đàn bà rồi. Anh đi báo tin cho ông Tô, 3 quân khu lớn kia có lẽ sắp khiến máu chảy. Thành sông, bảo ông ấy chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là qua điện thoại, Long Thiên Quân vẫn có thể cảm nhận được sát khí khủng bố ấy, không khỏi nhắc nhở, Lý Trạch Vũ, tự ý ra tay với người của quân khu là mất đầu đấy, cậu nhất định không được làm loạn. Tút tút tút. Hắn ta chưa kịp nói hết câu thì Lý Trạch Vũ đã dập máy. Long Thiên Quân lòng như lửa đốt, lập tức gọi điện cho sư phụ mình. Bây giờ là mấy giờ rồi? Có chút đạo đức nào không?
ngày mai ông già này còn phải đi làm đấy. Long Thanh Phong buồn bực nhận máy. Long Thiên Quân không thể giải thích nhiều lời như vậy, lập tức thuật lại việc ba quân khu lớn xuất binh và những lời Lý Trạch Vũ nói trước khi cúp máy. Trong chớp mắt, Long Thanh Phong chợt tỉnh hết cả người. Bất kể ra sao, nhất định phải ngăn cản tiểu tử kia. Nếu hắn dám động thủ với người của quân khu, cho dù có là ông Lý cũng không cứu nổi. Vừa qua giờ Tí, Thiếu Lâm Tự. Hàng vạn vạn lính trang bị súng đạn thật bao vây ngôi chùa, toàn bộ tăng nhân trong chùa đều bị đánh thức bởi động tĩnh khổng lồ này. Hòa thượng Đức Viễn dẫn theo mười mấy đệ tử ra ngoài, nhất thời bị thế trận trước mắt làm cho sửng sốt. Tướng lĩnh chỉ huy đội quân tiến lên phía trước, phương trưởng Đức Viễn, chắc hẳn ông biết tôi nhỉ. Các hạ là vương tướng quân của quân khu Dự Châu. Hòa thượng Đức Viễn nhớ rằng mình từng đến nhà tắm hơi cùng đối phương vài lần. Vương Sơn gật đầu cười, đúng vậy, chính là bổn tướng. Vương tướng quân, đêm hôm khuya khoắt, sao ông lại đưa nhiều người đến Thiếu Lâm Tự tôi thế này? Thấy là người quen, hòa thượng Đức Viễn nhẹ lòng hẳn, ông lấy một bao thuốc lá hoa tử ra khỏi tay áo rồi đưa cho đối phương. Đừng lôi kéo làm thân với bổn tướng. Vương Sơn xua tay ngăn cản, giọng nói vang dội, có người tố cáo Thiếu Lâm Tự làm trái pháp luật, bây giờ bổn tướng sẽ đưa tất cả các người về thẩm trai. Làm trái pháp luật. Hòa thượng Đức Viễn vẫn còn mờ mịt, giải thích, vương tướng quân, trong. Đây liệu có sự hiểu lầm gì không? Chúng tôi đều là hòa thượng, làm sao có thể làm trái pháp luật? Vô sỉ. Vương Sơn tức giận quát lớn, lên giọng hách dịch, bổn tướng phụng mệnh làm việc, các người có làm trái pháp luật hay không, cứ đi theo tôi hãng nói tiếp. Bịch bịch bịch, một lượng lớn binh sĩ lập tức vọt vào bên trong bắt người. Từ từ đãi. Hòa thượng Đức Viễn không ngốc, đối phương bất ngờ ụp một tội danh lên đầu Thiếu Lâm Tự, đòi đưa tất cả tăng nhân đi, đi rồi sẽ rất có thể sẽ không trở về. Được nữa, phương trưởng Đức Viễn, ông muốn chống lại lệnh bắt hay sao? Vương Sơn lạnh lùng cười nói, bổn tướng cảnh cáo ông, nếu các người cả gan chống đối lệnh bắt, bổn tướng có quyền xử quyết các người tại trận. Hòa thượng Đức Viễn chau mày, vương tướng quân, ông có thể cho lão nạp gọi điện hay không? Không được, Vương Sơn tỏ thái độ kiên quyết. Những lời Hòa thượng Đức Viễn nói ra rõ ràng đang nhắc nhở đối phương là ông cũng có quan hệ với người của triều đình, mong ông ta hãy tạo điều kiện cho mình. Xong, Vương Sơn không thèm nghĩ ngợi mà thẳng thừng cự tuyệt. Vì vậy, Hòa thượng Đức Viễn càng tin chắc rằng nếu người trong chùa bị Vương Sơn bắt đi thì 100% lành ít dữ nhiều. Đưa đi, Vương Sơn vung tay lên, quân lính lập tức xông vào trong chùa. Sư thúc của tôi là Lý Trạch Vũ. Bản thân vương tướng quân hãy suy nghĩ cho kỹ. Hòa thượng Đức Viễn nhíu chặt mày, không thể làm gì, nếu chống lại lệnh bắt, người ta chắc chắn sẽ nổ súng bản chết họ. Nghe thấy ba chữ Lý Trạch Vũ, khuôn mặt Vương Sơn thoáng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng nó biến mất rất nhanh. Bổn tướng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi, sư thúc của ông có là lão thái gia nhà họ Lý cũng vô dụng. Vương Sơn sẵn giọng đáp trả. Hơn nửa giờ sau. 3.000 đệ tử lớn nhỏ của Thiếu Lâm Tự đều đã bị khống chế, cuối cùng bị trở đi bằng 60-70 chiếc xe tải quân sự. Đồng thời, ở Đạo Môn, gần 2.000 đệ tử cũng lục tục bị áp giải lên xe tải quân sự. Trước lúc lên xe, đạo sĩ Thanh Phong định lén gọi điện đi nhưng lại bị tướng lĩnh chỉ huy phát hiện, ông không chỉ bị cướp mất điện thoại mà còn ăn thêm một cú vả miệng. Cha! Thấy cha chịu nhục, Trương Bách Khâm lập tức đấm một cú lên mặt gã tướng lĩnh kia. Nhưng chưa kịp chạm tới đối phương đã bị 4-5 tên lính đè nghiến xuống đất. Bịch bịch bịch, bọn lính tay đấm chân đá Trương Bách Khâm một cách không thương tiếc. Đạo sĩ Thanh Phong vội vàng cầu xin, Lưu tướng quân, con nhỏ dại dội, xin ngài đừng chấp nhận nó làm gì. Lưu tướng quân hoàn toàn chẳng thèm quan tâm. Lúc bị bắt lên xe, Trương Bách Khâm đã gần như hấp hối, miệng vẫn lầm bầm, sư thúc tổ của tao. Là Lý Trạch Vũ, chúng mày chờ chết đi. Cùng một thời điểm. Tiêu Giao cung. Ngọc Phượng Hoàng không ở trong cung, Bạch Tố Y nắm toàn quyền quản lý tông môn. Cô nàng là người thông minh, chẳng mấy chốc đã nhận ra đám binh lính kia đang cố ý nhắm vào Tiêu Giao cung. Vì để sư tỷ sư muội không bị đả thương, cô hạ lệnh cho mọi người bó tay chịu trói, không được phản kháng. Bạch Thánh Nữ đúng là người thức thời. Nữ tướng quân cầm đầu buông lời châm chọc. Bạch Tố Y nhíu mày đáp, Tiêu tướng quân. Cô cũng biết Lý Trạch Vũ của nhà họ Lý ở Hoàng Thành là sư thúc tổ của Tiêu Giao cung tôi nhỉ? Nữ tướng quân bật cười khinh thường, nói, đương nhiên là biết. Nếu Tiêu tướng quân đã biết, tại sao còn làm khó Tiêu Giao cung?
Bạch Tố Y cảm thấy khó hiểu. Nữ tướng quân lạnh lùng đáp, bổn tướng quân chỉ phụng mệnh làm việc thôi, không làm khó làm dễ gì cả. Nữ tướng quân vừa nói vừa lấy ra điện thoại rồi đưa tới trước mặt Bạch Tố. Tiêu tướng quân, cô định. Bạch Tố Y ngờ vực. Nữ tướng quân nói nhỏ, cầu cứu sư thúc tổ của cô đi. Bạch Tố Y mừng rỡ, đã tạ, tiêu tướng quân. Dứt lời, cô trực tiếp cầm lấy di động bấm dãy số điện thoại mình đã sớm thuộc lòng. Alo, giọng Lý Trạch Vũ truyền đến, tiêu giao cung xảy ra chuyện rồi. Bạch Tố Y đi thẳng vào nội dung chính, giải thích tình hình trước mắt một cách ngắn gọn. Yên tâm đi, Lý Trạch Vũ chỉ nói ba chữ liền dập máy. Bụp. Nữ tướng quân đột nhiên giật chiếc điện thoại trong tay Bạch Tố Y, nhếch mép cười khẩy, Bạch Thánh Nữ, cô biết tên của bổn tướng quân không? Bạch Tố Y sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại hỏi vặn, chẳng phải tiêu tướng quân tên là Tiêu Mai à? Nữ tướng quân nở nụ cười bí ẩn, nói, đó chỉ là tên hiện tại thôi, tên cũ của tôi là Tiêu Thiến Thu. Tiêu Thiến Thu. Trong phút chốc, Bạch Tố Y cảm thấy lòng mình chấn động. Cô mơ hồ hồi tưởng lại thời điểm mình mới gặp mặt Lý Trạch Vũ trên núi Thương Nam. Khi ấy, đối phương đang quyết chiến với con thứ của nhà họ Khương là Khương Mộ Bạch. Lúc hấp hối, Khương Mộ Bạch nói mình vẫn còn một mối bận tâm lớn, hắn A có một đứa con gái tên Tiêu Thiến Thu ở thành phố Kim Lăng, hy vọng Lý Trạch Vũ nếu có cơ hội hãy giúp đỡ cô ấy. Cô đang nghĩ rằng tên đàn ông kia có thể cứu được các người, đúng chứ? Ha ha ha! Tiêu Thiến Thu bật cười khinh thường. Hắn không những không cứu được các người mà còn sẽ bị bổn tướng quân dồn vào đường chết, không có chỗ chôn. Bạch Tố Y lắc đầu, thản nhiên như không, người phải chết, chắc chắn không phải hắn. Ha ha ha! Tiêu Thiến Thu không nhịn được mà cất giọng cười lớn, có lẽ Bạch Thánh Nữ không hiểu về triều đình rồi. Ở nước Hạ này, bất cứ người nào dám động thủ với quân đội đều sẽ bị khép tội mất đầu. Nghe vậy, Bạch Tố Y nhất thời ngộ ra. Vừa nãy đối phương cố tình cho cô liên lạc với Lý Trạch Vũ là để dụ hắn đến đây. Tài Bắc, Đại Thảo Nguyên. Trung nhân, con nói với ta đêm nay sẽ khiến Tam Đại Thánh Địa biến mất, nhưng sao bây giờ đã là quá 3 giờ mà chẳng có động tĩnh gì. Hách Liên vô tình thưởng thức trà thơm, mười mấy kỳ chủ ngồi nghiêm chỉnh ở hai bên. Tả Trung nhân đứng dậy ôm quyền nói bảo đảm sẽ không làm ngài phải thất vọng. Sư phụ, ngài đừng nóng vội, đồ nhi. Nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của ông ta, Hách Liên vô tình khẽ mỉm cười, đáp, được, bổn tọa tin tưởng con, mong là con có thể làm cho bổn tọa hài lòng trước khi mặt trời mọc. Xin sư phụ cứ yên tâm, Tả Trung nhân tiếp tục cam đoan. Đúng lúc này, điện thoại của Yoga khẽ rung lên, thấy tin nhắn là do con gái gửi đến, bà ta đứng dậy xin phép Hách Liên vô tình, Thánh Vương, thuộc hạ ra ngoài một chuyến. Không đợi Hách Liên vô tình trả lời, Tả Trung nhân hỏi bóng gió. Đã muộn thế này mà yêu cơ có định đi đâu? Tôi đi đâu cần phải báo cáo với tả kỳ chủ sao? Ông quản rộng quá nhỉ? Yêu cơ cười lạnh. Trong vô tình thần cung, địa vị của bà ta là ngang hàng với tả trung nhân, ngoại trừ Hách Liên vô tình, bà ta không cần nghe theo lệnh của bất cứ ai. Tả trung nhân cười bâng quợ, nói, tôi chỉ tò mò thôi mà, không có ý gì khác, yêu kỳ chủ chớ nên để trong lòng. Thấy bầu không khí giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng. Hách Liên vô tình phất tay áo với Yêu Cơ, ý bảo bà ta có thể rời đi. Yêu Cơ chắp tay hành lễ, tiếp đó ung dung ra khỏi lều. Bên ngoài, Triệu Như Mộng đã đứng chờ trong gió rét được một hồi lâu. Đi theo mẹ. Yêu Cơ vẫy vẫy tay. Triệu Như Mộng rảo bước đuổi theo. Hai người đi vòng qua mấy dãy lầu bạt, cuối cùng ra khỏi bộ lạc, đến bên một con sông. Tiểu tử kia nhận lời chưa? Yêu Cơ ân cần hỏi. Triệu Như Mộng gật đầu. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Có chuyện gì ư? Yêu Cơ nhăn mày. Hắn muốn mẹ thay hắn làm một việc thì mới chịu đồng ý. Triệu Như Mộng ấp úng đáp. Yêu Cơ trầm giọng, không phải mẹ đã dặn con rồi sao, chỉ cần hắn đồng ý, mẹ sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của hắn. Nghe vậy, trái tim Triệu Như Mộng giật thót lại, bỗng nhớ đến lúc Lý Trạch Vũ đưa ra yêu cầu quá đáng kia. May mà đối phương nói đùa, bằng không, nhìn vào thái độ của mẹ. 100% là không từ chối. Bắc Cương, phủ tổng quân của quân Hổ Khiếu. Một chiếc máy bay trực thăng vững vàng hạ cánh giữa đêm đen, mười mấy quân nhân lập tức bao vây quanh nó. Đây là nơi trọng địa của quân khu, người ngoài không được tiếp cận. Xin hãy rời khỏi đây ngay, bằng không sẽ bị bắn chết mà không cần luận. Tội sĩ quan dẫn đầu nghiêm túc lên tiếng. Cạch, cửa cabin mở ra, Lý Trạch Vũ một mình nhảy xuống.
Sĩ quan dẫn đầu thấy đối phương cả gan nhảy xuống, lập tức phất tay lên. Tạch tạch tạch, những người lính lao nhao chĩa họng súng nhắm vào Lý Trạch Vũ. Tất cả đều bỏ súng xuống cho ông. Chỉ thấy Châu Hổ mặc áo khoác quân đội thong dong tiến lại đây. Cộp, ông ta gõ đầu sĩ quan dẫn đầu rồi khiển trách, đây là thiếu soái, ánh mắt hằm hằm này của cậu là sao? Thiếu soái, các binh sĩ xung quanh lấy làm kinh hãi. Bọn họ đều là binh lính lâu năm, cũng nghe nói Lý Nguyên soái của họ có một đứa cháu trai là công tử bột ở Hoàng Thành. Cơ mà, công tử bột sẽ chỉ biết chơi bời trác táng thôi chứ, sao lại biết lái máy bay trực thăng thế này? Ngẩn ra đấy làm gì, mẹ kiếp, sao còn không mau tránh đường cho ông đây? Châu Hổ lại gầm lên. Các binh sĩ đang sửng sốt lao nhau định thần lại, kính cẩn chào Lý Trạch Vũ theo nghi thức quân đội tiêu chuẩn. Xin thiếu soái thứ tội, xin thiếu soái thứ tội. Chuyện này không trách các ông được, ngược lại các ông còn làm rất tốt. Lý Trạch Vũ bật ngón tay cái với các binh sĩ. Quân nhân, nhất cả quân nhân nước Hạ, vĩnh viễn là những người đáng được khâm phục nhất trên thế giới này. Hắn vừa nói vừa bá vai Châu Hổ, nói, chú Châu, chúng ta không cần khách sáo với nhau làm gì, dẫn cháu đi gặp lão Lý nhà cháu đi. Đi thôi, Lý Nguyên Soái biết cháu sắp tới nên đã thức dậy chờ từ lâu. Dưới sự dẫn đường của Châu Hổ, Lý Trạch Vũ thuận lợi tiến vào phủ tổng quân của quân đoàn Hổ Khiếu. Lý Định Quốc vừa ngáp một cái đã thấy Châu Hổ đưa Lý Trạch Vũ vào. Lão Lý Trạch Vũ lên tiếng trước. Tiểu tử, sao khuya thế này lại đột ngột đến đây, có phải lại mới gây họa không? Mặc dù Lý Trạch Vũ từ sau khi trở về đã thay đổi nghênh trời lệnh đất nhưng tên này cũng từng gây họa khá nhiều, vì vậy mới vô thức buột miệng hỏi. Nói linh tinh gì thế, cháu có thể gây họa gì chứ? Lý Trạch Vũ cười khan. Lý Định Quốc nửa tin nửa ngờ nói, cháu dám chắc mình không gây họa. Thế thì cháu tới đây tìm ông làm gì? Mượn binh, Lý Trạch Vũ thẳng thắn đáp. Lý Định Quốc và Châu Hổ bốn mắt chạm nhau, sau đó cùng nhìn về phía Lý Trạch Vũ một cách ăn ý, trên mặt hai người cùng tỏ rõ sự thắc mắc. Lý Trạch Vũ bĩu môi, nói, cháu cũng không mượn nhiều đâu, cho cháu mượn 100.000 người là được. Hát, zzz, khóe miệng Châu Hổ co giật mấy lần. Quân đoàn Hổ Khiếu có tổng cộng khoảng 300.000 người, cậu nhoáng cái đòi mượn 1/3 mà còn dám nói không mượn nhiều lắm. Dầm, Lý Định Quốc đập bàn thật mạnh, quát lớn, tiểu tử, đêm hôm khuya khoát đến đây là để chọc tức ông phải không? Ôi, cấp bách lắm rồi, cháu không thể giải thích cho ông, tóm lại ông cứ cho cháu mượn binh là được. Lý Trạch Vũ thúc giục. Lý Định Quốc nghiêm mặt quát, 100.000 người không phải là 10 người, nếu không có lệnh từ phủ tổng quân hay tòa án binh, ngay cả ông cũng không thể tự tiện điều động nhiều người đến thế, không lẽ cháu? Cháu biết, Lý Trạch Vũ xua tay ngắt lời. Vì vậy cháu đến chuyến này là để cướp binh. Cướp binh. Lý Định Quốc và Châu Hổ xứng người, chỉ thấy Lý Trạch Vũ đã vòng qua Lý Định Quốc, đi tới chiếc két an toàn của ông. Đoành. Chiếc két đặc chế từ nguyên liệu đặc biệt bị hắn đấm mở tung, tiếp đó hắn lấy ấn xoái điêu khách một con mãnh hổ sống động như thật ra ngoài. Thằng danh kia, cháu đặt xuống cho ông. Lý Định Quốc giận điếng người. Không được sự cho phép của ông mà dám tự ý lấy đi ấn xoái, ông thậm chí còn có thể trừng trị hắn vì tội đoạt quyền. Cạch cạch cạch. Lý Trạch Vũ không thèm để ý, lập tức đặt ấn nguyên soái vào phần lõm trên đài chỉ huy trung tâm. Yêu 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 yêu. Chỉ chốc lát sau, tiếng còi báo động cấp 1 chỉ có thể khởi động trong thời chiến vang lên khắp quân khu. Chưa đầy 2 phút sau, đại quân 300.000 người trong quân khu nhanh chóng tập hợp. Lý Định Quốc trợn mắt khiển trách, thằng nhóc thối, cháu không muốn sống nữa hải. Tự ý đoạt quyền sẽ bị mất đầu, nếu làm thật thì cụ của cháu cũng không cứu nổi đâu. Lý Trạch Vũ bình tĩnh đáp lại, cháu biết rõ mình đang làm gì, lão Lý không cần lo lắng. Bụp! Vừa dứt lời, Lý Định Quốc đã bị hắn đánh ngất. Châu Hổ nuốt nước bọt, còn chưa kịp hé răng. Chú Châu, chú có dám chơi một ván lớn với cháu hay không? Yên tâm, cháu sẽ chịu mọi hậu quả, Lý Trạch Vũ đã hỏi trước. Nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt hắn, Châu Hổ kìm nén những lời khuyên can đang định nói ra, gật đầu đáp, có gì mà không dám. Giờ phút này, ông ấy tin tưởng Lý Trạch Vũ trước mặt, cũng như tin tưởng Lý Thần Quân năm xưa từng kề vai chiến đấu với ông. Phủ Tổng Quân. Mười mấy ông lớn khoác quân phục ngồi ở bàn tròn, vẻ mặt nghiêm trọng. Sắc mặt Tô Cẩn Hoa lại càng âm u hơn cả, ánh mắt sắc bén quét qua từng người một ở đây. Đồng chí Lâm Hữu Hằng, phiền ông giải thích lý do ba quân khu lớn là Dự Châu,
Ngạc Châu và Tàng Nam đột nhiên điều động hàng chục nghìn quân. Ninh Trạch Bình nhìn chằm chằm vào một ông già đeo cầu vai năm sao. Lâm Hữu Hằng hơi há miệng, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ông đừng nói ông không biết chuyện này nhé. Ninh Trạch Bình chợt cất cao giọng. Lâm Hữu Hằng nuốt nước bọt, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thân là người đứng đầu phụ trách phủ tổng quân, quân khu địa phương muốn điều động một lượng lớn quân sĩ đều phải được ông ta phê duyệt. Lão Lâm, hy vọng ông có thể trình bày rõ ràng. Nếu ông thật sự không biết chuyện này thì tình hình sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa. Tô Cẩn Hoa trịnh trọng nói. Nếu có người có thể vượt mặt phủ tổng quân và trực tiếp điều động binh lực từ quân khu địa phương, vậy chẳng khác nào người ở cấp dưới không coi phủ tổng quân ra gì. Có lẽ Lâm Hữu Hằng cũng đã ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, ông ta hiểu rằng mình phải bảo vệ tiền đồ, không nên che giấu sự thật nữa, bèn nghiêm túc trả lời, Long chủ, thủ phụ, chuyện này là do tôi không làm tròn chức trách, tôi đảm bảo sẽ điều tra sự việc rõ ràng, chuyện xử phạt tội danh này hãy. Nói sau nhé. Long chủ, chúng tôi tin tưởng Lão Lâm. Bao năm qua Lão Lâm luôn cần mẫn chăm chỉ, tôi tin ông ấy luôn trung thành với quốc rồ. Long chủ, hãy cho Lão Lâm một cơ hội lấy công chuộc tội. Rất nhiều ông lớn lần lượt đứng lên xin tội cho Lâm Hữu Hằng. Tô Cẩn Hoa cũng tin tưởng Lâm Hữu Hằng, bởi vì để có thể ngồi vào vị trí hôm nay, phẩm hạnh và lòng trung thành với quốc gia cũng như với nhân dân của ông ấy đều đã vượt qua nhiều cuộc thử thách nghiêm ngặt. Nhưng, nếu không phải đêm nay ba quân khu lớn ở ba địa phương bất ngờ xuất binh thì bọn họ vẫn sẽ không biết gì cả. Và lại, Lý Trạch Vũ cũng nói Vô Tình Thần Cung năm xưa từng giao du với giang hồ và triều đình chưa hề bị tiêu diệt, những năm qua vẫn luôn ngủ đông, âm thầm ẩn mình. Nếu Vô Tình Thần Cung là thế lực đứng sau thao túng toàn bộ chuyện này, Tô Cẩn Hoa không dám nghĩ tiếp nữa. Tạm thời bãi miễn tất cả chức vụ của đồng chí Lâm Hữu Hằng, giao cho đồng chí Ninh Trạch Bình điều tra sự việc này, mọi người có ý kiến không? Nghe xong, Lâm Hữu Hằng bất lực thở dài trong lòng, nhưng ông cũng không trách cứ ai cả. Chỉ tự trách mình đã quá dễ dãi trong những năm qua. Không có ý kiến. Không có ý kiến. Tô Cẩn Hoa đã đưa ra kết luận, không ai dám cầu xin cho Lâm Hữu Hằng. Nữa, thủ phụ Ninh Trạch Bình đích thân tiếp quản phủ tổng quân, không chỉ điều tra ba quân khu Dự Châu, Ngạc Châu và Tàng Nam mà còn thanh tra cả các địa phương khác, cam đoan không để con cá nào lọt lưới. Long chủ, có một sự việc cấp bách vừa mới xảy ra. Đúng lúc này, một thiếu tướng sải bước tiến vào trong. Mọi người đồng loạt nhìn về người vừa tới. Tô Cẩn Hoa bỗng có một dự cảm xấu, ông hỏi, có chuyện gì? Thiếu tướng kia ngập ngừng nói, ngay khi nãy, quân khu Bắc Cương đột nhiên tập trung toàn bộ binh lực, đại quân 100.000 người đã được điều động rời khỏi Bắc Cương. Cái gì, cộp cộp cộp. Sau khi nghe thấy tin này, toàn thể ông lớn đang có mặt ở đây không khỏi đứng bật dậy. Sắc mặt Tô Cẩn Hoa hết sức trầm trọng, hỏi, chẳng lẽ là nước Hùng ở bên kia không kiềm chế được nữa? Trong những năm qua, nước Hùng và nước Hạ luôn tỏ ra là láng giềng hữu nghị với nhau, nhưng cổ nhân có câu nói này rất hay, không chung một tộc, ắt sẽ khác lòng. Khi có chung lợi ích, hai nước đều là láng giềng thân thiện. Nhưng nếu xung đột lợi ích nổ ra, cả hai sẽ là kẻ địch không đội trời chung. Những năm qua, nước Hùng vẫn luôn tơ tưởng vùng lãnh thổ rộng hàng trăm nghìn cây số vuông ở Đông Bắc. Cũng may, giữa hai quốc gia còn có một nước toàn là thảo nguyên, nhờ có nước nhỏ này làm vùng đệm nên hai bên mới không thể dễ dàng xảy ra xung đột vũ trang với nhau. Chỉ khi chiến sự nổ ra và đại diện ngoại giao không thể xoa dịu ngừng chiến thì nước Hạ mới cử quân đoàn hổ khiếu vốn có binh lực mạnh nhất đến trấn thủ ở đó. Lúc này, nghe tin quân khu Bắc Cương điều động gần như 1/3 binh lực, người đang có mặt ở đây lập tức dồn sự nghi ngờ lên đầu nước Hùng. Song, trái với dự đoán của mọi người. Thiếu tướng lắc đầu, trịnh trọng nói, Lý Trạch Vũ đến quân khu Bắc Cương, cướp mất ấn soái, cưỡng ép điều động 100.000 quân hổ khiếu. Cái gì, Tô Cẩn Hoa không thể tiếp tục ngồi yên, dầm một tiếng, đứng phát dậy. Tiểu tử nhà họ Lý quả là to gan lớn mật, hắn không muốn sống nữa hay sao? Lão Lý làm sao vậy? Thứ vô cùng quan trọng như ấn soái, thế mà lại bị thằng cháu kia. Một ông lớn nói đến đây thì ngập ngừng không nói được nữa. Tất cả mọi người bỗng tỉnh cả người, cùng hiểu ra. Nếu Lý Định Quốc không âm thầm ủng hộ, ai có thể cướp mất ấn nguyên soái? Tiểu tử kia đưa 100.000 quân hổ khiếu đi đâu? Tô Cẩn Hoa sốt ruột hỏi. Thiếu tướng kia cũng đáp lại ngay, theo tin tức được quân khu Bắc Cương. Truyền về, 100.000 quân hổ khiếu đang chia làm ba hướng tiến về Dự Châu, Ngạc Châu và Tàng Nam.
Nghe được tin này, mọi người ở đây trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là người già lọc lõi, chỉ mới liếc mắt một cái đã nhận ra Lý Trạch Vũ rất có thể sẽ động thủ với ba quân khu lớn kia. Tiểu tử này điên rồi sao? Người lớn không hiểu chuyện thì thôi, đến cả lão Lý cũng hồ đồ theo. Tiểu tử kia muốn khiến nhà họ Lý lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục đây mài. Dưới sự chỉ huy của Lý Trạch Vũ, 100.000 quân hổ khiếu chia ra ba ngả đường. Châu Hổ dẫn theo một phần binh lính đi đến Ngạc Châu, một phần khác theo. Đô thống của quân đoàn hổ khiếu là Lưu Đào Hoa tới Dự Châu. Lý Trạch Vũ đích thân chỉ huy số binh lực còn lại tức tốc chạy tới Tàng Nam. Có chuyện gì vậy? Chiến tranh nổ ra ư? Những chiếc xe tải quân sự nối đuôi nhau lao vào đường cao tốc làm tất cả nhân viên canh chốt sợ ngây người. Cùng lúc đó, quân khu Tàng Nam. Dưới mệnh lệnh của Tiêu Thiến Thu, toàn bộ đệ tử Tiêu Giao Cung bị giam giữ trong thao trường được quây bằng lưới sắt. Xung quanh có đến hàng trăm binh sĩ trang bị vũ trang canh gác. Thánh nữ, chúng ta phải làm sao đây? Liệu họ có giết chúng ta hay không? Tôi không muốn chết. Đa số đệ tử chưa từng trải qua trận chiến như vậy, bọn họ không thể kiểm soát nỗi sợ trong lòng. Bạch Tố Y trừng mắt nhìn Tiêu Thiến Thu, đối phương cũng đáp trả cô bằng ánh mắt châm chọc. Trước khi trời sáng, nếu Lý Trạch Vũ không dám đến đây, vậy đừng có trách tôi. Tiêu Thiến Thu nhếch mép cười lạnh. Bạch Tố Y siết chặt nắm đấm, cảm giác bất lực sâu sắc trỗi dậy trong lòng. Đối với bất kỳ người nào, nơi này cũng là đầm rồng hang hổ, cô thật sự không muốn thấy người đàn ông kia tới đây để chịu tổn thương. Nhưng, nếu Lý Trạch Vũ không đến, tất cả sư tỷ sư muội xung quanh đều sẽ phải chết. Hay là chúng ta cược một ván nhé? Tiêu Thiến Thu nói với giọng mỉa mai, tôi cá là tên kia không dám tới đây, vì vậy tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Không. Bạch Tố Y lắc đầu, ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Tiêu Thiến Thu cười sâu xa, nói, Bạch Thánh Nữ, cô cho rằng tên kia sẽ đến. Nghe vậy, gương mặt Tiêu Thiến Thu càng trở nên sầu muộn. Cô hiểu Lý Trạch Vũ, đối phương nhất định sẽ đến, cho dù có là nơi nguy hiểm trùng trùng cũng sẽ không cản nổi bước chân hắn. Tắc Bắc, lúc sắc trời hơi sáng. Tả Trung Nhân hăng hái đứng dậy, đệ tử không phụ phó thác của sư phụ, tất cả mọi người ở Tam Đại Thánh Địa đã bị bắt toàn bộ. Ồ, ánh mắt của Hách Liên vô tình điềm nhiên như không. Chỉ một cú điện thoại đã có thể chỉ huy người của quan phủ nhổ tận gốc Tam Đại Thánh Địa, thủ đoạn của người đệ tử trước mặt này quả thực ngoài dự liệu của lão ta. Khi nhận thấy vẻ mặt của Hách Liên vô tình lạ lùng, Tả Trung Nhân thầm nghĩ trong lòng tắc trách rồi. Hắn ta hiểu rõ tính cách sư phụ của mình, từ trước đến nay là nghe gió ra mưa, thường xuyên nghỉ thần nghi quỷ. Mình nóng lòng biểu hiện xuất sắc ở trước mặt lão ta, đột nhiên thể hiện mạng lưới quan hệ lớn mạnh này, lão quỷ này nhất định lại bởi vậy mà nghỉ kỳ. Sư phụ trong những năm ngài không ở đây, đệ tử đã giấu tài, chỉ vì để ngày sư phụ trở về có thể hỗ trợ sư phụ mấy việc vặt vãnh, để báo ơn chi ngộ của sư phụ. Lúc này Tả Trung Nhân đã tỏ thái độ. Lời này ý là nói cho Hách Liên vô tình biết rằng, mấy năm nay mọi sức mạnh ngưng tụ đều là vì giúp sư phụ, tấm lòng trung thành của tôi trời đất chứng giám. Quả nhiên, gương mặt đang nghiêm của Hách Liên vô tình đã hòa hoãn lại, khế cười nói, Trung Nhân, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Sư phụ quá khen rồi, Trung Nhân có thể có hôm nay hoàn toàn không thể thiếu đi công vun trồng của sư phụ. Tả Trung Nhân lại bày tỏ lòng trung thành. Rất tốt. Hách Liên vô tình hài lòng, nhẹ gật đầu, nói, thằng tay xử tử người của Am Đại Thánh Địa, một tên cũng không để lại. Tả Trung Nhân chắp tay nói, sư phụ yên tâm, đệ tử đã dặn dò xong rồi, chờ đến khi những người kia đó được áp giải đến nơi sẽ xử lý toàn bộ, cái gọi là Tam Đại Thánh Địa sẽ hoàn toàn biến mất. Yêu Cơ ở bên cạnh như có điều suy nghĩ, bà ta cầm điện thoại đặt ở sau lưng, cho dù không có nhìn màn hình nhưng vẫn có thể soạn tin nhắn thuần thục, đồng thời gửi đi chuẩn xác. Bên kia, sau khi Triệu Như Mộng nhận được tin nhắn của mẹ, trước tiên là gọi điện thoại cho Lý Trạch Vũ. Người của Tam Đại Thánh Địa đã bị khống chế, bọn hắn đang gặp nguy hiểm, mẹ tôi bảo nên làm như thế nào sẽ do anh quyết định. Biết rồi. Lý Trạch Vũ nói xong hai chữ thì cúp điện thoại. Nhưng dù là cách điện thoại Triệu Như Mộng vẫn có thể cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ khủng bố tản ra trên người cái tên này. Cùng lúc đó, biên giới Ngạc Châu. Từng chiếc xe tải quân dụng khắc họa đầu hổ được lái ra cao tốc, mười mấy phút sau đã thuận lợi đi vào khu trực thuộc quân khu vùng ngoại thành. Tạch tạch tạch, binh sĩ quân khu Ngạc Châu như lâm đại địch, hơn nghìn người đồng loạt chặn ở trước cổng chính,
nhắm họng súng ngay quân đoàn Hổ Khiếu đang lần lượt xuống xe. Chúng bây thuộc quân khu nào? Vì sao tự ý vượt biên? Một tên là sĩ quan đứng đầu cao giọng hỏi. Trong đoàn sĩ binh quân đoàn Hổ Khiếu đông đảo đang chen chúc nhau, Châu Hổ hất áo quân đoàn nhanh chân hướng tiến lên phía trước, vung tay lên, bao vây nơi này cho ông đây, một con ruồi cũng không được tha. Giỏi! Cộc cộc cộc! Mấy vạn binh sĩ thuộc quân đoàn Hổ Khiếu phân chia một cách chỉnh tề. Bao vây toàn bộ quân khu Ngạc Châu. Đây đều là chiến sĩ mậu biên dũng mãnh thiện chiến, há lại là binh sĩ quân. Khu địa phương có thể so. Sĩ binh quân Ngạc Châu lập tức như lâm đại địch. Toàn bộ quân khu bọn họ cộng lại cũng chỉ mới 1-2 vạn người, về mặt quân số rõ ràng đối phương đã thắng bọn họ, hơn nữa vũ khí người ta trang bị cũng tiên tiến hơn nhiều. Cùng một thời gian, còn trong đại doanh quân khu Ngạc Châu, các đệ tử đạo môn vừa mới bị đuổi xuống xe. Tất cả đều ôm đầu ngồi xuống. Lưu tướng quân đằng đằng sát khí ra lệnh. Tạch tạch tạch, các binh sĩ nhắm họng súng ngay các đệ tử đạo môn. Trưởng giáo, chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta không làm gì hết, bọn họ dựa vào cái gì bắt chúng ta? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Các đệ tử đạo môn dưới sự uy hiếp của họng súng, không thể không ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Trương Bách Khâm đang thoi thóp cố nén đau đớn đứng dậy, yếu ớt nói, sư thúc tổ tôi là đại thiếu gia nhà họ Lý, chúng bây chờ chết đi. Lưu tướng quân cầm một cây súng lục, bỗng nổ súng về phía Trương Bách Khâm. Cũng may phản ứng Thanh Phong đạo nhân mau lẹ, ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên đã đột một túm kéo lê con trai, nhờ đó người phía sau mới. Tránh được một kiếp, con mẹ nó đã sắp chết rồi, còn dám ở đây uy hiếp bố mày. Lưu tướng quân bộc lộ khí phách, lập tức phung tay lên, giải quyết tại chỗ toàn bộ phản tặc này. Bốn chữ giải quyết tại chỗ vừa dứt, mấy trăm tên quân sĩ binh Ngạc Châu nhao nhao kéo bảo hiểm của súng ống. Chúng tôi không phải phản tặc, mấy người không thể giết chúng tôi. Oan uổng, thả chúng tôi ra. Đừng có giết chúng tôi không muốn chết. Các đệ tử đạo môn khóc ròng ròng cầu xin tha thứ, thế nhưng Lưu tướng quân cứ như không nhìn thấy, dường như trong mắt Lưu tướng quân những đệ tử đạo môn này chỉ là con sâu con kiến, tùy ý giẫm chết cũng không sao. Tướng quân, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một tên binh lính vội vã chạy vào, ngắt ngang hành động đang muốn nổ súng của những binh lính khác. Lưu tướng quân sầm mặt lại, chuyện gì? Tướng quân, toàn bộ quân khu chúng ta đều bị bao vây, đối phương bảo. Chúng ta lập tức thả người, nếu không sẽ tiêu diệt chúng ta. Cùng một thời gian, Lưu Đào Hoa cũng mang theo hơn 3 vạn quân thuộc quân đoàn Hổ Khiếu đi tới quân khu Dự Châu, tại thời khắc mấu chốt cứu mấy ngàn tên hòa thượng trong chùa. A-di-đà Phật, Phật Tổ Hiển Linh, mặt mũi hòa thượng Đức Viễn vẫn còn hơi sợ hãi. Lưu Đào Hoa lạnh nhạt cười nói. Không phải Phật Tổ Hiển Linh, là thiếu soái của chúng tôi Hiển Linh. Vị tướng quân này, không biết thiếu soái nhà các vị là người phương nào? Hòa thượng Đức Viễn lo lắng hỏi. Lý Trạch Vũ từ trong miệng Lưu Đào Hoa thốt ra 3 chữ. A-di-đà Phật. Hòa thượng Đức Viễn lột áo cà sa đi đến trước mặt Vương Sơn đang ôm đầu ngồi xổm dưới đất. Lão Nạp đã nói, Lý Sư Thúc chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta, hiện tại Vương tướng quân đã tin chưa? Vương Sơn nở nụ cười làm lành nói. Đức Viễn phương trưởng, đều là hiểu lầm thôi mà. Chúng tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, ngài tuyệt đối đừng để trong lòng. Phương trưởng, lúc trước Vương tướng quân nói, coi như lão thái gia nhà họ Lý là sư thúc tổ của chúng ta cũng vô dụng. Một người đầu chọc ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Hòa thượng Đức Viễn nhẹ gật đầu, lập tức đánh một quyền vào lòng ngực của Vương Sơn. Vương Sơn kêu rên một tiếng đau đớn. Sai rồi, lão Nạp thế mà phá giới. Hòa thượng Đức Viễn ngoài miệng thì nói sai rồi, nhưng tay thì không dừng lại, nắm đấm miễn phí chào hỏi lên người Vương Sơn. Vương Sơn liên tục cầu xin tha thứ, phương trưởng hãy dừng tay, hai ta còn từng cùng tắm kỳ cho nhau mài. Bà ngoại mày, ban nãy suýt nữa đã làm lão Nạp sợ tè ra quần, bây giờ mày. Còn kết giao tình với lão Nạp. Nghĩ đến chuyện ban nãy mình đưa điếu thuốc Trung Hoa nhưng đối phương hoàn toàn không nể tình. Hòa thượng Đức Viễn đã giận uất nghẹn ở cổ. Quân khu Tàng Nam. Tiêu Thiến Thu nhìn thoáng qua mặt trời ban mai đang dần dần nổi lên, sau đó quay đầu nhìn về phía đệ tử của Tiêu Giao Cung. Xem ra chúng bây đã bị bỏ. Dứt lời, cô ta vung tay lên, binh sĩ bốn phía đồng loạt giơ súng lên, miệng súng nhắm chuẩn vào đệ tử Tiêu Giao Cung. Bạch Tố Y nhìn sư tỷ muội đồng môn run lẩy bẩy, trong lòng xuất hiện cảm giác bất lực sâu sắc. Tiêu Giao Cung sắp đi đời rồi sao?
Không. Ầm ầm. Một tiếng đàn pháo đỉnh tai nhức óc phá tan bầu trời vang lên. Mặt đất dâng lên một khói nhỏ mây hình nấm, đó là kiệt tác của tên lửa C-74, cả quân khu Tàng Nam lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Tiêu tướng quân, binh sĩ của quân khu khác đã vây quanh quân khu của chúng tiêu. Một binh sĩ xông vào báo cáo. Tiêu Thiến Thu không chút hoảng loạn, tựa như đã liệu được người đến là ai, bình tĩnh nói, không cần ngăn cản, cho những người đó vào. Thao trường trống trải đủ chứa hơn mười mấy vạn người, hai vạn binh sĩ Tàng Nam tập kết một chỗ. Dưới hàng trăm cặp mắt đang nhìn, chỉ thấy vô số quân hổ khiếu tiến vào. Quân khu. Những binh sĩ bình thường ở nơi bình yên không thể nào so được với những binh sĩ bò ra từ cõi chết. Đôi bên còn chưa giao đấu với nhau, khí thế của binh sĩ hổ khiếu đã chấn áp lại quân Tàng Nam. Là sư thúc tổ. Sư thúc tổ đến cứu chúng ta. Toàn bộ đệ tử Tiêu Giao Cung đều vui mừng. Tiêu Thiến Thu nhìn chằm chằm chàng thanh niên đi phía trước. Trong miệng anh ngậm một điếu thuốc, bước đi mang theo cơn gió, gương mặt anh tuấn hiện rõ một vẻ hời hợt. Lý Trạch Vũ, anh đến rồi. Khoe môi Tiêu Thiến Thu cong lên cười lạnh, tôi đợi anh lâu lắm rồi. Lý Trạch Vũ thoáng giật mình, bởi vì anh không hề quen cô gái trước mặt. Cô ta là Tiêu Thiến Thất. Bạch Tố Y nhắc nhở một tiếng. Hử. Lý Trạch Vũ dừng bước chân, giống như nhớ ra người có tên gọi này là ai. Tiêu Thiến Thu nhìn anh từ trên xuống dưới đánh giá, rất có hứng thú hỏi nói, phát pháo vừa rồi là do anh bắn đúng không? Cấp dưới của tôi chết hơn mười mấy người, anh có biết điều đó mang ý gì không? Tôi biết. Sắc mặt Lý Trạch Vũ bình tĩnh. Tiêu Thiến Thu nhíu mày lại, nếu biết, chẳng lẽ anh không sợ ư? Sợ, ông đây có cái gì phải sợ? Giọng Lý Trạch Vũ không lớn, lại hiện rõ khí phách. Ha ha ha! Tiêu Thiến Thu cười lớn nói, dám ra tay với người của quân khu, dù cho quyền thế nhà họ Lý các ngươi có lớn đến đâu, thì cũng đừng mong có thể bình yên vô sự. Cô đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Lý Trạch Vũ giả vờ ngây ngốc nói, các ngươi đều là phản quân. Ông đây nhận lệnh đến đây bình định mà thôi. Phản quân. Tiêu Thiến Thu có chút thất thần, lập tức lại nhìn không được cười nói, bổn tướng đây là đô thống tối cao nhất ở quân khu Tàng Nam, mày dựa vào cái gì mà nói chúng ta là phản quân? Ha ha ha. Hít một hơi thuốc lá, Lý Trạch Vũ bình tĩnh từ tốn nói, tao nói bọn bây phải thì là PS. Hả? Tiêu Thiến Thu lại lần nữa ngẩn người, hiển nhiên là bị khí phách của đại đương gia nhà họ Lý trấn áp rồi. Lý Trạch Vũ đảo mắt nhìn hơn hai vạn binh sĩ quân khu Tàng Nam, ngay sau đó liền cao giọng nói, các ngươi đều là lính tốt của nước hạ, chuyện ngày hôm nay các ngươi đều vô tội, hiện tại chỉ cần các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, tôi cam đoan các ngươi có thể bình an vô sự. Tất cả binh sĩ quân khu Tàng Nam hai mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía Tiêu Thiến Thu. Mày cảm thấy bọn họ sẽ nghe mày hay nghe tao? Tiêu Thiến Thu như chẳng có vẻ gì sợ hãi. Mày đúng là ả đàn bà phiền phức. Lý Trạch Vũ trừng mắt nhìn cô ta một cái, cau mày nói, nể tình Khương Mộ. Bạch từng gửi gắm, giờ chỉ cần mày ngoan ngoãn đi theo tao, tao có thể tha cho mày một mạng. Tha cho tao một mạng, ha ha ha. Tiêu Thiến Thu khinh thường cười nói, tao đứng ở đây không động đậy, mày có dám giết tao không? Mày cho rằng tao không dám giết mày ư? Lý Trạch Vũ bỗng nâng cao ngữ khí. Sau khi anh dứt lời, toàn quân Tàng Nam tất cả đều nhìn anh chằm chằm. Còn binh sĩ hổ khiếu cũng đồng thời vào tư thế chuẩn bị, trăm khẩu đài pháo nhắm chuẩn binh sĩ quân khu Tàng Nam. Chỉ cần Lý Trạch Vũ hiệu lệnh một tiếng, bọn họ tuyệt đối nắm chắc trước. Khi mấy ngàn quân sĩ Tàng Nam kịp phản kích đã bị tiêu diệt trước. Tiêu tướng quân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tiêu tướng quân, bọn họ đều là chiến sĩ biên cương, năng lực tác chiến cực mạnh, hơn nữa vũ khí của bọn họ cũng tiên tiến hơn chúng ta, sợ rằng chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Tiêu tướng quân, theo tôi thấy hay là trình báo lên cấp trên trước, tránh. Toàn bộ im miệng hết cho tôi. Tiêu Thiến Thu quát lạnh ngắt lời bọn họ. Sau đó cô ta lập tức lại nhìn về phía Lý Trạch Vũ, tao không tin mày dám giết tao. Vếu vếu. Liên tiếp hai cây ngân châm từ trong tay Lý Trạch Vũ bắn ra, chuẩn xác. Không sai xiên vào cổ họng của Tiêu Thiến Thu. Khu. Từ trong miệng cô ta phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu tướng quân. Tiêu tướng quân. Quân khu Tàng Nam lập tức rối loạn lên. Liều mạng với bọn chúng. Ầm bùm bùm. Tiếng súng, tiếng đạn pháo điếc tai nhức óc. Tiêu Thiến Thu ngã xuống mặt đất nhưng không hề khiếp sợ cái chết, khóe miệng còn hiện lên nụ cười mơ hồ. Xê tổ.
một dáng người xuất hiện trước mặt cô ta. Giờ mày còn cảm thấy ông đây không dám giết mày nữa không? Giọng điệu Lý Trạch Vũ rét lạnh chất vấn nói. Không, không sao, dù gì, mày cũng chết chắc rồi. Tiêu Thiến Thu đứt quãng khó khăn mở miệng nói. Lý Trạch Vũ ngồi xổm trước mắt cô ta cười lạnh nói, khi xuống dưới đó nhớ giải thích với Khương Mộ Bạch, ông đây đã cho mày cơ hội, là tự mày không biết quý trọng. Tiêu Thiến Thu hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nhưng ý cười trên môi lại càng đậm. Từ đầu đến cuối cô ta không có ý định có thể tự tay giết chết Lý Trạch Vũ, hết thảy tất cả chỉ là vì muốn dẫn dụ người phía sau cô ta, sau đó là bức ép anh phải ra tay với binh sĩ. Cứ như vậy Lý Trạch Vũ khó mà thoát được kiếp nạn này, cô ta đã có thể trả thù thay người trong lòng của mình. À tao quên nói với mày một chuyện. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười một cái bổ sung nói, ông đây có kim bài miễn tử, đừng nói là ra tay với binh sĩ Tàng Nam. Dù cho có hủy diệt cả quân khu Tàng Nam cũng không ai dám động tới tao. Kim bài miễn tử, lúc tắt thở, Tiêu Thiến Thu bỗng trợn tròng hai mắt, hình như là nhớ ra điều gì, cuối cùng chết không nhắm mắt. Binh sĩ Tàng Nam tuy là phát động công kích trước, nhưng năng lực tác chiến so với Hổ Khiếu không chỉ cách xa một xíu. Khai hỏa chiến đấu không đến mười mấy phút, binh sĩ Tàng Nam chết ít nhất cũng hơn 2.000 người, Hổ Khiếu quân hoàn toàn áp đảo tàn sát. Thế là... dưới sự khuyên can và cam đoan của Lý Trạch Vũ, toàn quân Tàng Nam đều buông vũ khí xuống. Tắc Bắc, bản mặt già của Hách Liên vô tình dữ tợn, có thể thấy giờ lão ta đang rất giận. Mà người đang quỳ trên mặt đất Tả Trung Nhân ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Trung Nhân, chẳng lẽ ngươi không có lời giải thích nào với bổn tọa ư? Hách Liên vô tình không giận tự uy mà nói. Sư phụ, đệ tử cũng không ngờ sẽ như vậy. Sắc mặt Tả Trung Nhân khó coi hơn cả nuốt phải ruồi. Yêu Cơ bên cạnh cười nói, kỳ chủ Tả trêu đùa Thánh Vương, chẳng lẽ một câu, không ngờ đến thì có thể lắp kiếm cho qua ư. Yêu Cơ, bà đừng có ngâm máu phun người, tôi khi nào dám trêu đùa sư phụ. Tả Trung Nhân không kìm được giận chất vấn. Yêu Cơ chỉ trời chiều bên ngoài lều, giống như cười mà không phải cười nói, chính kỳ chủ Tả tự mình hứa trước khi trời sáng sẽ khiến cho Tam Đại Thánh Địa triệt để biến mất. Nhưng bây giờ thì sao? Bà! Thấy bà ta dậu đổ bìm leo, Tả Trung Nhân lên cơn tức giận. Đủ rồi! Hách Liên vô tình lạnh giọng ngăn cuộc đối thoại của hai người lại. Trung Nhân, bổn tọa cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội, nếu ngươi làm tốt, bổn tọa có thể không nhắc tới chuyện cũ, nếu như làm hư chuyện, đừng trách bổn tọa không niệm tình sư đồ. Xin sư phụ dặn dò, đệ tử nhất định làm thỏa đáng. Mày được! Người bắt Lý Trác Vũ đến đây cho bổn tọa. Lý Trạch Vũ, Tả Trung Nhân nỉ non một tiếng. Những năm gần đây tuy ông ta ẩn núp trong bóng tối, nhưng gần đây nhất ông ta cũng thường nghe tên của chàng trai trẻ tuổi này. Đệ nhất công tử bột, thiên tài võ thuật, võ lâm minh chủ. Đây đều là danh hiệu của Lý Trạch Vũ. Chuyện xảy ra trong tử tù Tả Trung Nhân không hề được biết, cho nên không rõ Hách Liên vô tình tại sao lại muốn ông ta đi bắt Lý Trạch Vũ. Nhưng mà... không rõ không có nghĩa là ông ta có thể từ chối. Dù sao bởi vì chuyện Tam Đại Thánh Địa không bị tiêu diệt, đã khiến Hách Liên vô tình sinh lòng bất mãn, giờ phút này mà từ chối lệnh của vị sư phụ này, thì rất có thể mạng nhỏ này không giữ được. Sư phụ yên tâm, trong một ngày đệ tử nhất định khiến thằng nhóc đó xuất hiện ở trước mặt sư phụ. Tả Trung Nhân leng keng dõng dạc nói. Gương mặt cứng đơ của Hách Liên vô tình mời từ từ hòa hoãn lại, trầm. Ngâm nói. Hy vọng ngươi đừng để bổn tọa thất vọng, nếu không thì. Nói đến câu cuối giọng điệu lão ta cực kỳ lạnh, ý uy hiếp không cần nói cũng. Tả Trung Nhân âm thầm dùng mình một cái, chắp tay nói, sư phụ yên tâm, đệ tử không những đem thằng nhóc đó bắt đến đây, đồng thời đệ tử còn đích thân dẫn người tiêu diệt cái Tam Thanh Địa kia. Thế lực của ba thằng già kia cứ để đó đã, chỉ cần ngươi dẫn được Lý Trạch Vũ đến trước mặt bổn tọa là được. Hách Liên vô tình bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi. Lúc trước lão ta sở dĩ chiến đấu triền miên mấy ngày, cuối cùng chung quỷ kế của người khác mà bị nhốt hơn 40 năm, có thể nói tất đều bắt đầu từ ngự. Long thần công mà ran Lý Trạch Vũ. Hách Liên vô tình thừa nhận người trẻ tuổi này cực kỳ có thiên phú võ đạo. Vô cùng, nhưng đối phương tuổi đời còn trẻ lại có thực lực ngang bằng với lão ta, e hẳn đã luyện ngự long thần công. Trước mặt ngoại từ bá nghiệp to lớn và báo thù ra, chuyện quan trọng nhất chính là đoạt lại môn thần công này. Vậy được. Giờ đệ tử lập tức xuất phát đi bắt tên nhóc kia. Tả Trung Nhân đề nghị. Trong mắt người bình thường gia tộc hào môn đứng đầu là núi cao không thể chạm đến,
nhưng trong mắt ông ta cũng chỉ thường thôi. Cho nên ông ta cảm thấy nhiệm vụ bắt Lý Trạch Vũ này thực sự quá dễ dàng. Tả Trung Nhân không hề chú ý tới Yêu Cơ đứng bên cạnh cắn môi, cơ mặt hung hăng co giật, vẻ mặt muốn cười lại không dám cười. Ba quân khu lớn Dự Châu, Ngạc Châu và Tàng Nam đều có tổn thất lớn nhỏ không giống nhau, nhưng tổn thất nặng nhất chính là Tàng Nam. Vỏn vẹn chết hơn 2.000 người. Lý Quân, Sư Thúc, Bạch Tô Y kịp thời thay đổi cách gọi, đuổi theo Lý Trạch Vũ suốt chặn đường. Lý Trạch Vũ dừng bước quay người nói, sao thế? Tôi không hiểu rõ pháp luật của thế tục, nhưng trước đó Tiêu Thiến Thu từng nói nếu có người to gan dám đối phó với người của quân khu, thì chỉ có con đường chết để tạ tội. Nói đến đây Bạch Tô Y vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Lý Trạch Vũ có thể cảm nhận được sự quan tâm thật lòng từ nữ sư điệt này, nhất thời có chút cảm động nói, không cần lo lắng, tôi không có chuyện gì đâu. Thật sao? Bạch Tô Y nửa tin nửa ngờ. Lý Trạch Vũ tự tin cười một cái, tôi đâu cần gạt cô. À, đùng dối. Nói rồi anh từ trên người lục ra một cuốn sách trong có chút cổ xưa, đưa đến trước mặt Bạch Tố Y. Đây là, sắc mặt Bạch Tố Y hiếu kỳ. Lý Trạch Vũ hi hi cười nói, mở ra xem chẳng phải là biết liền sao. Nghe vậy, Bạch Tố Y hai tay nhận sách, xem vài trang sau lập tức thần sắc đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nói, đây là nửa bộ tâm quyết nửa bộ sau của Niết Bàn Trưởng. Thị lực không tệt. Lý Trạch Vũ khen một câu nói, tặng cho cô đó. Bạch Tố Y trong lúc nhất thời vô cùng vui mừng, cảm ơn. Cảm ơn thì không cần, đều là người một nhà. Lý Trạch Vũ phất phất tay, dặn dò nói, sớm chút dẫn người về Tiêu Giao Cung. Dứt lời bèn quay người rời đi. Nhìn bóng lưng uy nghiêm của anh, tim Bạch Y bắt đầu đập nhanh thình thịch. Anh nói mình với anh là người một nhà. Cô ấy nỉ non một tiếng. Nháy mắt mặt cô gái nhỏ đỏ ửng. Sau khi cứu cháu nội của Tam Đại Thanh Địa ra ngoài, trước tiên Lý Trạch Vũ cho Hổ Khiếu Quân quay về Bắc Cương, còn anh cũng một mình về đến Hoàng Thành. Vừa xuống máy bay, cũng chưa kịp đi ra sân bay. Một đội hơn chiến sĩ đặc chủng hơn 100 người đã vậy chọn nguyên cái máy. Bay, hành khách vừa mới bước xuống máy bay đều sợ hãi. Duy chỉ có Lý Trạch Vũ bình tĩnh tự nhiên. Chiến sĩ đặc chủng né ra một lối đi nhỏ. Chỉ thấy Long Thanh Phong dẫn theo mấy nhân viên ở Long Tổ đi lên trước, cả mặt cười khổ nói, nhóc con lần này chơi lớn quá rồi. Chuyện nhỏ, không cần lo lắng. Lý Trạch Vũ vẫn thái độ vẫn như gió nhẹ mây bay. Long Thanh Phong bất lực tức giận nói, cướp đi ấn soái, tự ý điều binh, còn đối phó với ba quân khu lớn, bất kỳ một tội danh nào cũng đều đủ cho cái đầu của cậu rời xuống đất, còn dám nói là chuyện nhỏ. Dạ, đúng là chuyện nhỏ. Lý Trạch Vũ cười tâu tuét nói, đi thôi, đừng có dọa chết hành khách. Chứ, Long Thanh Phong gật đầu, vung tay ra lệnh, thu đội. Một đoàn người rời khỏi sân bay bằng lối đi đặc biệt. Lý Trạch Vũ không bị đưa đến Long Tổ, mà bị đưa thẳng đến Phủ Tổng Quân. Một đám lãnh đạo cấp cao do Tô Cẩn Hoa dẫn đầu đang đợi nhiều giờ. Thấy Lý Trạch Vũ được dẫn vào, lập tức có một lãnh đạo cấp cao đứng dậy khiển trách, Lý Trạch Vũ, gan của ngươi to bằng trời. Vừa mới nói được nửa câu thì dừng lại im bặt. Gầm. Chỉ thấy Lý Trạch Vũ rất tùy ý ném lên bàn tròn một đồ vật gì đó, định thần bình tĩnh nói, dùng cái món đồ chơi này có thể đặc xá tội của tôi không? Có thể, nhất định có thể. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người ở tại đó. Huân chương tử kinh, chỉ cần không làm ra chuyện phản quốc, cho dù phạm phải tội lớn thấu trời cũng có thể được đặc xá một lần. Chuyện đêm qua Lý Trạch Vũ làm mặc dù vô cùng ác liệt, nhưng dựa trên bản chất sự việc thì anh không hề phản quốc, cho nên chỉ cần dựa vào tấm huân chương này đủ để triệt tiêu hắn tất cả sai lầm. Khoan đất Tô Cẩn Hoa đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người bao gồm luôn cả Lý Trạch Vũ trong đó đều cùng hướng ánh mắt nhìn lão. Chỉ thấy chính tay Tô Cẩn Hoa cầm huân chương từ trên bàn lên rồi lại đẩy về trước mặt Lý Trạch Vũ. Hành động này khiến cho đám đông đều thấy lơ ngơ không hiểu. Lão Tô, ông đây là... Ninh Trạch Bình khó hiểu hỏi. Tô Cẩn Hoa nhạt nhàn cười một tiếng, tôi thấy chuyện tối qua cậu ấy làm là công tội bù nhau. Nghe những lời này, ngay cả Lý Trạch Vũ cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Đoạt ấn soái, điều đại quân, còn ra tay với tạm đại quân phủ, những tội danh này chính xác có thể thành lập, nhưng mà... Tô Cẩn Hoa nói đến đây liền rời ánh mắt nhìn về phía Lý Trạch Vũ. Nội dung câu thoại liền thay đổi ngay, các ngài suy nghĩ thật kỹ, nếu như không phải nhờ cậu ấy ra tay kịp thời, Thiền Lâm Tự, Tiêu Giao Cung và cả đạo môn ba phái võ lâm cộng lại cũng có hơn ngàn tính mạng,
mà mạng sống của họ chính là nhờ cậu ấy cứu giúp. Đúng đúng đúng. Mạng sống của quyền quý là mạng sống của dân thường cũng là mạng. Đôi mắt Lý Trạch Vũ tỏa sáng, nhanh chóng cất huân chương tử kinh vào trong túi, rồi thuận theo lời nói của Tô Cẩn Hoa, Tam Đại Quân Phủ không có lệnh bắt giữ đã tự tiện bắt người, nếu như không phải tôi ra tay kịp thời, mấy ngàn mạng sống kia đã không còn rồi. Lời này khiến cho những lãnh đạo cấp cao ở đó nghe xong kìm lòng không được đều gật đầu đồng ý. Quân khu địa phương không chịu khống chế, suy cho cùng vấn đề vẫn là nằm ở phủ tổng quân. Mặc dù huân chương tử kinh trong tay Lý Trạch Vũ là kim bài miễn tử nhưng nếu thật sự muốn trị tội thằng nhãi này thì một cái huân chương không đủ để bù đắp hết những tội ác của hắn. Euro ó điều, Tô Cẩn Hoa không những không cho rằng Lý Trạch Vũ có tội, thậm chí lão còn giải vây cho hắn. Người sáng suốt đều nhìn ra được, lão đang bảo vệ Lý Trạch Vũ. Vậy nên dù Lý Trạch Vũ có giữ im lặng thì các đại lão trong phủ tổng quân cũng sẽ không bắt bẻ hắn nữa. Tan họp. Lý Trạch Vũ vừa bước chân ra khỏi phủ tổng quân đã bị lính cảnh vệ của Tô Cẩn Hoa gọi lại. Long chủ bảo tôi chuyển lời lại với anh, chỉ cần làm tốt những chuyện vì bá tánh vì quốc gia là được, còn những chuyện khác ngài ấy sẽ ủng hộ anh vô điều kiện. Nhưng lần sau anh không nên lỗ mãng như thế. Tôi hiểu rồi, Lý Trạch Vũ ngầm hiểu, hắn cười gượng mấy tiếng. Sau khi tên lính cảnh vệ rời đi, Long Thanh Phong đứng đợi đã lâu cũng đi tới. Có thể nói chuyện chút không? Long Thanh Phong cười nói. Tôi không có thời gian, tôi phải đi giải quyết. Lý Trạch Vũ lắc đầu, hắn đáp, nói được một nửa, tự nhiên Lý Trạch Vũ bỗng nghĩ tới điều gì đó, vì thế nên hắn đã chuyển chủ đề, tôi mời ông uống rượu, được không? Uống rượu ư? Long Thanh Phong cũng hơi lớn tuổi, đầu óc không thể nhanh nhạy được. Như lúc trẻ, ông ấy vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Trạch Vũ kéo lên xe. Ô ô ô, Lý Trạch Vũ giẫm chân ga hết cỡ, chiếc xe lao nhanh như con ngựa hoang thoát cương. Long Thanh Phong nắm chặt đai an toàn, ông ấy nhắc nhở, thằng nhóc này, cậu có thể chạy chậm lại chút được không? Tôi già rồi, tim tôi không chịu được đòn đả kích nào đâu. He he, Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười nói, tôi có chứng chỉ tay đua chuyên nghiệp đấy, ông yên tâm. Người chết đuối thường là người biết bơi, chàng trai trẻ. Mẹ nó, cậu lái chậm thôi. Hơn 10 phút sau, khi xe dừng lại, khuôn mặt già nua của Long Thanh Phong đã tái nhợt đi vì sợ hãi. Lý Trạch Vũ liếc ngang ông ấy một cái, sau đó nói với giọng khinh thường, thực lực của ông cũng không tệ lắm, vậy mà ngồi cái xe thôi cũng sợ đến mức. Này rồi, đúng là không có tương lai gì cả. Thằng nhóc nhà cậu. Long Thanh Phong định hờn dỗi lại mấy câu. Nhưng Lý Trạch Vũ đã bước vào câu lạc bộ trước mặt, rơi vào đường cùng, ông ấy chỉ đành theo sát phía sau. Tại câu lạc bộ tập trung toàn những nhân vật nổi tiếng, hàng loạt người đẹp đứng xếp hàng trước mặt Lý Trạch Vũ và Long Thanh Phong. Lão Long, ông chọn mấy cô đi, hôm nay tôi mời. Lý Trạch Vũ tạo dáng mời ông. Trông Long Thanh Phong có phần ngượng ngùng, không phải ông ấy chưa từng uống rượu với gái, lúc còn trẻ ông ấy cũng chơi bời mấy năm trời rồi. Chỉ có điều... giờ ông ấy đã có tuổi, lại đi uống rượu chơi gái với một người bằng tuổi cháu mình, nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì ông ấy cũng không biết giúp cái mặt già này đi đâu. Yên tâm đi, chỗ này kín đáo lắm, không có ai biết đâu. Vậy sao, vậy thì tôi không khách sáo. Long Thanh Phong trà lòng bàn tay vào nhau, chọn một lèo ba người đẹp. Nửa ngày trôi qua, bên trong căn phòng thuê có vô số vỏ chai rượu. Khuôn mặt Long Thanh Phong ửng đỏ, rõ ràng là ông ấy uống cũng khá nhiều. Bình thường trông ông già này rất nghiêm túc, nhưng thực ra nội tâm lại khá hoang dã, uống có mấy ly rượu là bắt đầu thả lỏng, quên luôn cả mục đích tới tìm Lý Trạch Vũ. Chúng ta tung xúc sắc đi, chơi 067, được không? Một người đẹp đề nghị. Long Thanh Phong cười he he, vui vẻ đồng ý, chơi xúc sắc ấy hả? Lúc ông đây còn trẻ, không ai dám làm đối thủ của tôi trong trò này đâu. Loảng xoảng. Đột nhiên, cửa phòng riêng bị ai đó đá văng chỉ bằng một chân. Giây tiếp theo, một ông già khoảng 70 tuổi bước vào, đằng sau là hai người đàn ông trẻ tuổi. Mẹ nó! Đang vui lại bị người khác quấy rầy, Long Thanh Phong tức đến nỗi tím mặt. Ông già kia không thèm để ý tới Long Thanh Phong mà nhìn thẳng Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt sắc bén hòng đánh giá. Ông là ai? Có biết ông đây là ai không hả? Long Thanh Phong thấy mình bị ngó lơ thì lại càng tức tối hơn. Câm miệng, một người đàn ông trẻ tuổi lớn tiếng quát. Ông có biết ông cụ nhà tôi là người phương nào không? Ha ha, ha ha ha. Long Thanh Phong tức giận đến bật cười, nói, nào, nói cho ông đây biết địa vị của các người đi.
Bọn họ là người của Vô Tình Thần Cung. Lý Trạch Vũ giới thiệu một cách hờ hững. Vô Tình Thần Cung thì đã sao? Ông đây là... Long Thanh Phong chợt tỉnh táo lại, ông ấy trừng mắt nhìn Lý Trạch Vũ, cậu vừa mới nói cái gì cơ? Bọn họ là ai? Thằng nhóc như cậu mà cũng biết thân phận của tôi đây. Tả Trung Nhân có vẻ ngạc nhiên, Lý Trạch Vũ nhún vai đáp, tôi chỉ đoán bừa thôi, ai ngờ lại đoán chúng. Đoán bừa thôi ư, hừ. Mặc dù Tả Trung Nhân không tin nhưng ông ta cũng không để ý lắm, mở miệng nói với giọng điệu cao cao tại thượng, nếu đã biết ông già này là ai thì cậu chọn thành thật với tôi, hay là muốn tôi dùng chút thủ đoạn đưa cậu đi. Hỗn láo. Vi vi ù, Long Thanh Phong xuất hiện trước mặt Tả Trung Nhân. Bốp bốp. Hai gã đàn ông trẻ kia định ra tay nhưng không kịp, họ vẫn đang hoa mắt đã bị Long Thanh Phong đánh bay. Bộp, Tả Trung Nhân đứng dậy, thản nhiên đá một cú về phía Long Thanh Phong. Dầm. Long Thanh Phong giơ hai tay ra chặn, cả người lùi về sau vài bước rồi lại lao vọt lên. Lần này Tả Trung Nhân không dám khinh thường nữa, ông ta đứng dậy khỏi ghế sofa, cùng giao đấu với Long Thanh Phong. Không lâu sau, thời gian một tách trà nhỏ trôi qua. Thực lực của hai người họ ngang nhau, giao đấu mấy chục chiêu vẫn chưa phân thắng bại, không ai thu được chút lợi nào. Lão Long, đừng đánh nữa. Lý Trạch Vũ hô lên, là Tài Long Thanh Phong và Tả Trung Nhân không hẹn mà cùng ngừng tay. Mấy người ra ngoài trước đi, Lý Trạch Vũ nói với mấy cô gái xinh đẹp sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt. Dạ, mấy người phụ nữ sợ lại thành cá trong chậu bị vạ lây nên chạy như chạy trốn. Lý Trạch Vũ vừa châm điếu thuốc vừa mở miệng hỏi, Tả Trung Nhân, chắc quan hệ giữa ông với Hách Liên Vô Tình cũng chẳng ra gì đâu nhỉ. Hả? Tả Trung Nhân ngẩn tò te, ông ta nói, thằng nhãi danh, cậu nói bậy bạ gì vậy? Tôi và sư phụ coi nhau như cha con ồ. Ông lừa quỷ, Lý Trạch Vũ nói với giọng khinh thường, nếu Hách Liên Vô Tình đối xử tốt với ông thật thì ông ta đã không ép ông đi tìm cái chết. Tìm cái chết ư? Ha ha ha, Tả Trung Nhân cười khinh thường, nói, nhãi danh, thực lực của người đi bên cạnh giúp đỡ cậu hôm nay đúng là không tồi, nhưng thật đáng tiếc, một mình ông ta không giữ nổi cậu đâu. Bốp bốp, dứt lời, ông ta vỗ tay mấy cái, kéo kẹt, cánh cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa, lần này là một ông già đầu chọc, mặt đầy nếp nhăn, dáng người khom khom bước vào. Khoảnh khắc ấy, đồng tử của Long Thanh Phong bỗng co rụt lại. Ông già nhìn bề ngoài có vẻ bình thường vô hại, nhưng cơ thể gầy gò nhỏ bé ấy lại tản ra một luồng khí thế bàng bạc. Long Thanh Phong có thể khẳng định thực lực của người này chắc chắn trên mức cảnh giới võ thánh. Tả Trung Nhân khoanh hai tay trước ngực, nhìn với góc độ từ trên cao nhìn xuống, nói, Lý Trạch Vũ, tôi biết thực lực của cậu không phải vừa, nhưng ông đây. Khuyên cậu nên ngoan ngoãn đi với ông đây, nếu không thì. Ha ha ha, ai ra, Lý Trạch Vũ thở dài, hắn đứng dậy nói. Biết tại sao tôi lại nói Hách Liên Vô Tình cố tình đẩy ông vào chỗ chết không? Hả, Tả Trung Nhân lại sững sờ thêm lần nữa. Một tiếng vèo, vang lên. Lý Trạch Vũ như biến mất ngay giữa không trung, khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ngay trước mặt ông già kia. Người anh em, cậu tưởng có thể dùng mấy chiêu đó với ông đây ư? Ông già kia nói cực nhỏ, có vẻ như không có chút sức lực nào. Đau, ha. Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc lá trong miệng. Làn khói trắng bay lơ lửng trước mặt hắn. Hắn nói, đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn đánh chết hai vị, hoặc là bị hai vị đánh chết. Câu nói kinh điển của tà thần phát ra từ miệng Lý Trạch Vũ, nghe ngông cuồng đến cực điểm. Cũng ngay tại khoảnh khắc này, ông già kia cảm nhận được luồng khí thế đủ để xé rách không gian tỏa ra từ người Lý Trạch Vũ. Mạnh thật! Một cơn gió lớn xuất hiện giữa không trung, Lý Trạch Vũ bay lên không, sau đó hắn tung một chưởng lên trời. Ông già kia không dám khinh thường, vận động toàn bộ khí kình vào lòng bàn tay. Bốp bốp, lượng khí kình cực lớn khiến chiếc bàn trà bằng thủy tinh vỡ toang, ngay cả. Tả Trung Nhân đứng hơi gần cũng phải lảo đảo lùi về sau mấy bước. Vẻ on ông già bị đẩy mạnh về sau, khóe miệng xuất hiện vệt máu. Thấy cảnh tượng như vậy, Tả Trung Nhân kinh hãi. Tả Trung Nhân biết rõ thực lực của ông già kia, có thể nói ông già đó là người mạnh nhất trong số những người bên cạnh ông ta. Nhưng giờ lại bị thương khi giao đấu với Lý Trạch Vũ ở ngay chiêu thức đầu tiên. Điều này thật sự không đúng khoa học chút nào. Dầm, lại là một âm thanh của nắm đấm và lòng bàn tay va vào nhau. Lý Trạch Vũ bước mấy bước về phía ông già với tốc độ cực nhanh như bóng câu qua khe cửa. Vào khoảnh khắc ấy, ông già kia chỉ còn cách căng ra đầu chống đỡ đòn tấn công mạnh mẽ của Lý Trạch Vũ. Ông già, ông chưa ăn cơm sao?
Sau khi Lý Trạch Vũ tung đòn khiến ông già bị đẩy lùi về sau, hắn cũng không quên mở miệng trêu chọc mấy câu. Hừ! Ông già tức giận hừ một tiếng, quát, nhận một trưởng của ông đây. Dầm! Lý Trạch Vũ hoàn toàn không có ý định né tránh, thản nhiên tung ra một quyền. Thực lực của ông già này còn yếu hơn đạo sĩ Vân Trung hoặc là Hòa Thượng Tố Nhân một bậc, Lý Trạch Vũ vốn không để đối phương vào mắt. Uỳnh! Khoảnh khắc hai đòn tấn công va vào nhau, ông già bay ngược về sau như một con diều bị đứt dây rồi ngã mạnh xuống nền đất. Lão Hầu! Tả Trung Nhân nuốt nước miếng, ông ta sợ hãi thật sự. Phụt! Ông già phun một ngụm máu tươi lớn, cơ thể bị thương nặng nên không còn sức lực chiến đấu nữa. Lý Trạch Vũ bước tới trước mặt ông ta, nhìn với góc độ từ trên cao nhìn xuống, nói, có lẽ ông đã sống đủ lâu rồi, kiếp sau nhớ an phận chút đi. Răng rắc! Lý Trạch Vũ vừa dứt lời, cổ ông già đã bị giãm gãy đôi, bỏ mạng ngay tại chỗ. Tả Trung Nhân run bần bật, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. Muốn chết hay muốn sống? Lý Trạch Vũ liếc nhìn Tả Trung Nhân, bùm! Tôi muốn sống! Tả Trung Nhân quỳ xuống mà không hề do dự lấy một giây, bốn chữ tham sống sợ chết được ông ta thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đau, ha, Lý Trạch Vũ rít đến hơi thuốc cuối cùng, sau đó lại ngậm một điếu khác. Xoạch, Tả Trung Nhân rất biết điều, ông ta vội lấy một cái bật lửa từ trong người ra. Châm điếu thuốc cho Lý Trạch Vũ. Long Thanh Phong bên cạnh thì mừng ra mặt, ông ấy buông lời trêu ghẹo, này ông già, không phải vừa nãy ông ngông cuồng lắm sao? Tả Trung Nhân cười làm hòa, là tại tôi già cả nên mắt mở ấy mà, xin hai vị đừng chấp nhặt với tôi. Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa, tiếp theo tôi hỏi gì ông đáp đấy, nếu trả lời tốt ông có thể sống. Lý Trạch Vũ mở miệng nói bâng quơ. Tả Trung Nhân cúi đầu khom lưng, cậu Lý cứ hỏi, tôi biết gì sẽ nói hết. Tốt lắm. Lý Trạch Vũ đổi chủ đề, hắn hỏi, ai là người lệnh cho binh lính đại quân phủ Dự Châu, Ngạc Châu và Tàng Nam Tam tới Tam Đại Thánh Địa bắt người. Tôi. Tốt nhất là đừng nói với tôi rằng ông không biết. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười khẩy. Tả Trung Nhân lắc đầu, nói, tôi không lừa cậu Lý, chính là tôi lệnh. Thấy sắc mặt Lý Trạch Vũ có vẻ không ổn, ông ta vội vàng bổ sung thêm, nhưng chính sư phụ là người ra lệnh cho tôi. Vậy ai là người nhận lệnh của ông rồi hạ lệnh với Tam Đại Quân Phủ? Lý Trạch Vũ nheo mắt lại. Hắn thật sự không ngờ. Hạng người tham sống sợ chết trước mặt hắn đây lại có năng lực to lớn như vậy trong bóng tối. Cái này, Tả Trung Nhân muốn nói rồi lại thôi. Bốp! Lý Trạch Vũ giơ tay, giáng một bạt tai lên mặt Tả Trung Nhân. Ai un! Tả Trung Nhân ăn cái tát rồi bị đẩy ngược về sau, ông ta lại bất chấp đau đớn bỏ tới quỳ trước mặt Lý Trạch Vũ, tôi đã sai Tôn Thành Binh đi hạ lệnh. Tôn Thành Binh! Nghe thấy cái tên này, sắc mặt Long Thanh Phong thay đổi hẳn. Bởi vì người này chính là người chỉ huy thứ ba của phủ tổng quân, quyền cao chức trọng. Sau một hồi thẩm vấn, Tả Trung Nhân đã khai toàn bộ gốc gác căn nguyên. Nhưng điều khiến Lý Trạch Vũ ngạc nhiên nhất chính là, tất cả 16 kỳ chủ của Vô Tình Thần Cung đều tập trung lại với nhau. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Đứng dậy, Lý Trạch Vũ ra lệnh. Tả Trung Nhân đứng dậy trong trạng thái nơm nớp lo sợ, ông ta nói, ngài Lý, nếu ngài còn muốn biết chuyện gì nữa thì cứ việc hỏi. Chỉ cần tôi biết, tôi sẽ không lừa ngài. Lý Trạch Vũ không thèm để ý đến Tả Trung Nhân mà túm Long Thanh Phong ra một chỗ, nói, ông biết nên làm thế nào rồi đúng không? Lý Trạch Vũ hỏi. Long Thanh Phong ngờ nghịch, nói với giọng khó hiểu, nên làm thế nào cơ? Lý Trạch Vũ phục ông ấy thật rồi, hắn tức tối nói, người ta đã khai nhận hết sự thật rồi, các quan chức cấp cao của Vô Tình Thần Cung đều liên minh với nhau, giờ chẳng phải lúc bắt hết cá mè một lưới sao? Ồ bấy giờ Long Thanh Phong mới bừng tỉnh. Trước mắt tôi sẽ điều tra tên kia đến cùng, bây giờ ông hãy quay về tập kết người ngay đi, đến lúc đó chúng ta sẽ phối hợp từ trong ra ngoài, xông thẳng vào. Hang ổ của Vô Tình Thần Cung, ý kiến hay, Long Thanh Phong vô cùng hưng phấn. Được tham gia hành động diệt trừ Vô Tình Thần Công, chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn. Long Thanh Phong rời đi trước, một lát sau Lý Trạch Vũ mới đưa Tả Trung Nhân ra khỏi câu lạc bộ. Tài Bắc Thảo Nguyên lớn, Hách Liên vô tình nhìn bầu trời đầy sao rồi lại rơi vào trầm tư. Lam Chí Hợp, kỳ chủ của chính Lam Kỳ lặng lẽ xuất hiện phía sau lão ta, Thánh Vương. Nghe thấy tiếng động, Hách Liên vô tình mới hoàn hồn, có việc gì sao? Bẩm Thánh Vương, kỳ chủ Tả đã đi suốt một ngày rồi, đến giờ vẫn chưa thấy quay về, sau đó. Lam Chí Hợp trầm ngâm vài giây rồi lại bổ sung thêm,
vừa nãy thuộc hạ đã thử liên lạc với kỳ chủ tả nhưng không được. Nghe tới đây, Hách Liên vô tình cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì lão ta biết rất rõ, tả trung nhân không đủ năng lực để bắt Lý Trạch Vũ, ngược lại có thể còn chết trong tay hắn. Thật ra ngay từ lúc bắt đầu Hách Liên vô tình đã tính toán kỹ lưỡng rồi, lão A muốn mượn tay Lý Trạch Vũ để diệt trừ tả trung nhân. Còn về nguyên nhân thì, không phải chỉ vì tả trung nhân thất bại trong việc diệt trừ tam đại thánh địa, cốt yếu chính nằm ở những điều yêu cơ nói. Lão ta bị bỏ tù mấy năm nay, nhưng không biết tả trung nhân cứ luôn cố ý hay vô tình ngăn cản việc nghĩ cách đi cứu lão ta. Vậy nên lão ta đã muốn diệt trừ loại đệ tử không trung thành này từ lâu rồi. Nhưng nếu lão ta tự tay kết liễu tả trung nhân sẽ khiến người khác nghĩ rằng một thánh vương như lão ta là thứ động vật máu lạnh, đến đồ đệ duy nhất của mình mà cũng giết được. Thế nên lão ta mới mượn tay Lý Trạch Vũ diệt trừ tên nhiệt đồ này giúp mình. Không thể không nói, Hách Liên vô tình có thể đi tới được ngay hôm nay. Ngoài thực lực hơn người ra thì chính là nhờ trí tuệ vượt trội của lão ta. Thánh vương, hay là để thuộc hạ ra ngoài hỏi thăm tình hình. Lam Chí Hợp xin chỉ thị. Hách Liên vô tình lắc đầu nói, không cần thiết đâu. Hả? Lam Chí Hợp cảm thấy khó hiểu, đang tính mở miệng dò hỏi thì một thành viên của vô tình thần cung vội vàng chạy tới, Thánh Vương. Hách Liên vô tình hỏi với giọng lạnh tanh, có chuyện gì? Kỳ chủ tả về rồi, ngài ấy muốn gặp Thánh Vương. Cái gì? Hách Liên vô tình ngẩn tò te. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Lý Trạch Vũ không giết tên nhiệt đồ này chỉ úp lão ta? Bên ngoài lầu trại xa hoa, Triệu Như Mộng nhìn tả trung nhân và Lý Trạch Vũ đang bước từng bước về phía này mà chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Tại sao thằng nhóc này lại tới đây? Hắn lấy đâu ra tự tin để dám bước vào địa bàn của Thánh Vương? Hắn không muốn sống nữa sao? Chào cô Triệu, lâu rồi không gặp, Lý Trạch Vũ chủ động chào hỏi. Triệu Như Mộng nghe xong mới hoàn hồn, sự buồn bực thoáng hiện trong đôi mắt to tròn của cô ta. Cả hai mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà, tính ra cũng chỉ tầm hơn mười mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Hai người quen nhau à? Tả trung nhân tỏ vẻ ngạc nhiên. Liên quan quái gì tới ông? Lo mà dẫn đường cho tốt đi. Lý Trạch Vũ tức tối quát lớn. Tả trung nhân cau mày thật chặt. Trước đó tả trung nhân thật sự khiếp sợ Lý Trạch Vũ, nhưng bây giờ, khi bọn họ cùng quay trở lại địa bàn của vô tình thần cung, ông ta lại trở nên kiêu căng, không rụt rè như trước nữa. Kỳ chủ tả, đúng lúc này, yêu cơ xuất hiện trước mắt mấy người họ. Khuôn mặt của Triệu Như Mộng vẫn có nét tương đồng với yêu cơ, vậy nên Lý Trạch Vũ chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể chắc chắn về thân phận của đối phương. Yêu cơ từng xem qua ảnh Lý Trạch Vũ nên cũng đang đánh giá hắn. Mẹ, anh ta chính là Lý Trạch Vũ. Triệu Như Mộng cúi đầu, ghé sát tai yêu cơ giới thiệu. Yêu cơ khế gật đầu, sau đó bà ta cất giọng hờ hững, kỳ chủ tả. Không ngờ ông có thể đưa được người về đây thật. Cái gì? Trong mắt tả trung nhân xoay chuyển. Mặc dù Lý Trạch Vũ chủ động đòi đến đây, nhưng chung quy là hắn vẫn tới rồi mà phải không? Mà ông ta lại chẳng tốn chút công sức nào. Điều này có nghĩa ông ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà Hách Liên vô tình giao. Nghĩ đến đây, hai mắt tả trung nhân sáng ngời, ông ta vênh váo tự đắc, họ tả tôi đây không phụ sự kỳ vọng của sư phụ, thành công đưa người về đây. Cậu chính là Lý Trạch Vũ sao? Yêu cơ cố tình giả ngu giả ngơ. Lý Trạch Vũ khoanh tay trước ngực, phối hợp nói, đúng là bổn thiếu đây, các hạ có gì muốn chỉ giáo? Chỉ giáo thì tôi không dám, thật ra là muốn nhận được sự chỉ dạy từ cậu. Dứt lời, yêu cơ bắt đầu động thủ, tung một chưởng về phía Lý Trạch Vũ. Dầm! Lý Trạch Vũ cảm nhận được rằng chiêu thức của đối phương không hề có sát khí, vậy nên hắn cũng phối hợp tung một chưởng ra đỡ. Hai người cùng sử dụng quyền cước. Vừa giao đấu có chút đã trao đổi hơn mười mấy chiêu. Lý Trạch Vũ vừa đánh vừa lui, nhìn thoáng qua thì giống như không phải đối thủ của yêu cơ, chỉ sau một lúc, hai người đã đánh tới mười mấy trận. Tả trung nhân kinh ngạc, bởi ông ta đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Lý Trạch Vũ kinh khủng tới mức nào, ngay bản thân ông ta cũng được thử qua. Thậm chí cao thủ số một dưới trướng ông ta là Lão Hầu cũng bị Lý Trạch Vũ đánh chết, vậy mà yêu cơ có thể đánh nhau ngang hàng với thằng nhãi này. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Ở một diễn biến khác, yêu cơ vừa ra chiêu vừa hỏi, nhãi danh, cậu đến nơi này để tự chui đầu vào chỗ chết sao? Lý Trạch Vũ ứng phó với thái độ vô cùng thản nhiên, hắn cười nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Còn nữa, nếu bổn thiếu đây muốn chạy thì trên đời này có ai ngăn cản nổi? Lý Trạch Vũ nói không quá to,
nhưng lại thể hiện rõ khí phách hiên ngang ngông cuồng. Ít nhất thì yêu cơ cũng bị sự bá đạo của hắn thuyết phục, bà ta nhíu. Mày nói, vậy cậu tới nơi này vì mục đích gì? Cái này mà bà cũng phải hỏi à? Tất nhiên là tới để tiêu diệt đám vô tình, thần cung các người rồi. Lý Trạch Vũ bình tĩnh trả lời. Chỉ với một mình cậu thôi ư? Đúng vật, chỉ một mình tôi. Chàng trai trẻ, cậu đúng là không biết trời cao đất dày. Yêu cơ cao mày nói, vết thương của Thánh Vương đã hồi phục, hơn nữa nơi này còn có hàng ngàn đệ. Tử tinh anh của thần cung, dù võ công của cậu có mạnh thì làm sao? Ách! Đột nhiên Lý Trạch Vũ cảm thấy bản thân hơi vội vàng, không phải vì hắn lo rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm, mà hắn sợ chuyện này sẽ rút dây động rừng. Mặc dù hắn không sợ cao thủ của vô tình thần cung bao vây, nhưng nếu bọn họ chạy tán loạn mỗi người một phía thì với sức lực của một mình hắn vốn không bắt được từng nấy người. Lý Trạch Vũ thầm tính toán trong đầu, hắn quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Trước mắt hắn sẽ tạm thời ổn định người trong vô tình thần cung, đợi Long, Thanh Phong dẫn người đến rồi mới diệt cỏ tận gốc. Dầm! Cú đấm của hai người va chạm nhau, sau đó cả hai cùng lùi về sau. Đúng lúc này, Lý Trạch Bằng Vũ, một tiếng nói như sấm rền vang lên. Lý Trạch Vũ dương mắt nhìn lên, thấy Hách Liên Vô Tình, người đã mấy ngày không gặp, lao về phía hắn với tốc độ sét đánh. Cẩn thận, yêu cơ thấp giọng nhắc nhở một câu. Tưởng chừng chỉ trong một cái chớp mắt, Hách Liên Vô Tình dẫn đầu một đám kỳ chủ xông tới trước mặt Lý Trạch Vũ. Ha ha ha, Hách Liên Vô Tình cất cao giọng cười nói, cậu cũng dám chủ động chạy tới để tìm bổn tọa, có một điều ta không thể phủ nhận, đó là thằng nhóc cậu chính là người có lá gan lớn nhất mà bổn tọa đây từng gặp. Tả Trung Nhân kể lại ngọn ngành sự thật từ đầu đến cuối, không giấu giếm bất cứ chi tiết nào. Lão Hách, mới có mấy ngày không gặp thôi mà vết thương của ông đã khôi phục rồi, ông dùng thuốc gì vậy? Lý Trạch Vũ mở miệng nói với thái độ coi mọi thứ nhẹ tựa lông hồng. Cách nói chuyện khiến người ta nhìn tưởng mối quan hệ giữa Lý Trạch Vũ và Hách Liên Vô Tình rất hòa hợp. Nhưng khi Hách Liên Vô Tình nghe đối phương gọi mình là Lão Hách, lão ta sững sờ, sau đó lại cười nói. Bổn tọa sở hữu y thuật vô song thiên hạ, chỉ là vết thương nhẹ hều trên xương quai xanh mà thôi, không đáng để nhắc tới đâu. Ông cũng biết y thuật à, vậy hôm nào có thời gian tôi xin được tham khảo. Qua, Lý Trạch Vũ nói với vẻ ngạc nhiên. Được, ngoài si mê võ đạo, Hách Liên Vô Tình cũng có hứng thú với y thuật, vậy nên lão ta đáp lại có phần vô tri. Nhưng sau khi trả lời xong, lão ta nhận ra có gì đó không đúng. Gạch dưới. Hỗn láo. Nét mặt Hách Liên Vô Tình dần trở nên u ám, lão ta nói, bây giờ bổn tọa hỏi cậu, cậu muốn sống hay muốn chết? Khi Hách Liên Vô Tình nói chuyện, người lão ta tỏa là một luồng khí mạnh bạo, khiến đám thuộc hạ đứng bên cạnh cảm thấy da đầu tê dại. Dường như sức mạnh của Thánh Vương còn khủng bố hơn lúc trước. Chẳng lẽ Thánh Vương đã đột phá trên mức cảnh giới thiên nhân rồi ư? Một vài người châu đầu ghé tai vừa xì xào vừa nhìn về phía Hách Liên Vô Tình với ánh mắt sợ hãi, bao gồm cả Tả Trung Nhân. Trước khi Hách Liên Vô Tình quay lại đây, Tả Trung Nhân vẫn nung nấu những ý định xấu xa của mình. Nhưng giờ phút này đây, khi Hách Liên Vô Tình phô diễn sức mạnh hơn người ấy ra, ý định xấu xa của ông ta đã bị dập tắt hoàn toàn. Làm gì có ai muốn chết đâu chứ? Đương nhiên là tôi muốn sống rồi. Lý Trạch Vũ trợn trắng mắt đáp. Hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi. Hách Liên Vô Tình không tiếc một lời khen dành cho Lý Trạch Vũ, lão ta cười nói với vẻ hài lòng, nếu đã vậy thì cậu hãy chịu khuất phục trước bổn tọa đi. Thật ra mục đích cuối cùng của Hách Liên Vô Tình là lấy được Ngự Long, thần công từ người Lý Trạch Vũ, nhưng giờ đang có quá nhiều người tập trung ở đây, mà lão ta thì không muốn để quá nhiều người biết đến bí mật này. Khuất phục ư, mẹ nó chứ, ông bớt nói giỡn đi. Lý Trạch Vũ cười nói với điệu bộ khinh thường. Hả, sắc mặt Hách Liên Vô Tình dần trở nên u ám, khí thế trên người lại bùng lên. Nếu không chịu khuất phục trước bổn tọa thì cậu chỉ có một kết cục thôi, đó là chết. Khuất phục thì có thể đấy, nhưng ông thử nói xem, ông cho tôi được lợi gì? Lý Trạch Vũ nói với nét mặt nghiêm túc. Lợi ích ư, Hách Liên Vô Tình nheo mắt lại, vậy cậu muốn cái gì? Lý Trạch Vũ cười he he, đang định mở miệng thì lại nghe tiếng sư phụ. Giây tiếp theo. Tả Trung Nhân tận tình khuyên bảo Hách Liên Vô Tình, thằng nhóc này phản nghịch lắm, ngài tuyệt đối đừng tin cậu ta. Mấy lời kỳ chủ tả nói làm tôi không dám gật bừa. Yêu cơ cười khẩy một tiếng, thằng nhóc này tuy còn trẻ nhưng lại sở hữu sức mạnh đáng gờm, hơn nữa thân phận cậu ta cũng không phải bình thường.
Nếu cậu ta có thể phục vụ cho Thánh Vương thì sẽ chỉ có lợi không có hại với chúng ta. Yêu Cơ nói không sai. Hách Liên vô tình gật đầu. Chưa tính đến chuyện chiếm lấy Ngự Long thần công, lão ta thật sự quan tâm tới tài năng của Lý Trạch Vũ. Nếu có thể sử dụng người như vậy thì chẳng khác nào hổ mọc thêm hai cánh. Vậy phải phụ thuộc vào những lợi ích ông có thể mang đến cho tôi rồi nhỉ. Được Yêu Cơ chào hàng, Lý Trạch Vũ cũng chuẩn bị sẵn tâm thế để ra giá. Mọi người nhìn chằm chằm vào Lý Trạch Vũ, ai cũng bội phục vì hắn dám dũng cảm ra điều kiện với Hách Liên vô tình. Chỉ có Tả Trung Nhân là nhìn chằm chằm Lý Trạch Vũ rồi nói, sư phụ, mặc dù thằng nhãi này có đồng ý gia nhập vào thần cung thì cậu ta cũng không trung thành hay thật lòng gì đâu, xin sư phụ suy xét. Nếu trong số tất cả những người ở đây có ai đó không hy vọng Lý Trạch Vũ gia nhập vào vô tình thần cung thì người đó chắc chắn là Tả Trung Nhân. Tất nhiên là chẳng có lý do gì khác cả, chỉ đơn giản là vì Lý Trạch Vũ sỉ nhục ông ta, thậm chí còn giết thuộc hạ số một của ông ta, mối quan hệ giữa hai người chỉ có thể như nước với lửa. Còn đang dạy ta cách làm việc sao? Hách Liên vô tình trừng mắt nhìn Tả Trung Nhân. Đồ nhi không dám. Tả Trung Nhân sợ tới mức co rụt cổ lại. Ông ta vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Hách Liên vô tình thì chỉ đành nuốt ngược những lời muốn nói vào trong. Phó Thánh Vương, Hách Liên vô tình mở miệng thốt ra ba chữ. Phó Thánh Vương, dưới một người trên vạn người. Khoảnh khắc ấy, tất cả những người có mặt đều ồ lên. Hơn 10 vị kỳ chủ và Triệu Như Mộng đều tỏ ra sợ hãi, giống như không ai ngờ Hách Liên vô tình lại đưa ra một món hời lớn như vậy. Ngay cả Lý Trạch Vũ cũng không ngờ Hách Liên vô tình lại ra tay hào phóng như thế, thẳng thắn hứa hẹn sẽ đưa hắn lên cái ghế Phó Thánh Vương. Điều này khiến kế hoạch chào giá mà Lý Trạch Vũ tính toán chết ngay từ lúc còn trong trứng nước. Điều này không thực tế chút nào. Chỉ cần cậu thành tâm phục tùng bổn tọa, cậu sẽ trở thành Phó Thánh Vương của thần cung này. Hách Liên vô tình nhắc lại lần nữa. Lý Trạch Vũ cau mày, để tôi suy xét. Bây giờ việc hắn cần làm là kéo dài thời gian, đợi Long Thanh Phong dẫn người dẫn ngựa tới. Nhưng Long Thanh Phong vốn không biết ai là chó săn của vô tình thần cung, một khi kế hoạch bị bại lộ ra ngoài thì mọi thứ sẽ trở nên vô ích hết. Cho nên những người mà họ điều động lần này phải trải qua rất nhiều cuộc sàng lọc, cần phải chọn người đáng tin cậy, cũng vì thế nên thời gian không thể nhanh hơn. Phó Thánh Vương thì Phó Thánh Vương. Vì để ổn định đám quản lý cấp cao của vô tình thần cung nên Lý Đại Đương gia chỉ còn cách miễn cưỡng chấp nhận. Sư phụ, Tả Trung Nhân vẫn chưa từ bỏ ý định. Khoan đãi, Lý Trạch Vũ bỗng lên tiếng nói thêm, ngoài cái chức Phó Thánh Vương ra, ông phải giao người này cho tôi xử lý. Vừa nói, Lý Trạch Vũ vừa duỗi tay chỉ về phía Tả Trung Nhân. Mẹ nó chứ, Tả Trung Nhân sợ tới mức co rụt cổ lại, hai chân run nhẹ nhẹ. Ông ta sợ Hách Liên vô tình sẽ thật sự giao ông ta cho Lý Trạch Vũ xử lý trong lúc nổi nóng, như vậy ông ta chết chắc. Cũng may Hách Liên vô tình vẫn còn chút nhân tính, lão ta lắc đầu từ chối, nó là đồ nhi duy nhất của bổn tọa không cho phép bất kỳ kẻ nào dám làm tổn thương nó. Sư phụ, trái tim Tả Trung Nhân run rẩy. Hách Liên vô tình khẽ vỗ bả vai Tả Trung Nhân, buông lời thấm thía, Trung Nhân, con có thể vượt lửa băng sông vì bổn tọa, sao bổn tọa có thể phụ con được? Dạ dạ, Tả Trung Nhân cảm động đến rơi nước mắt. Vậy tôi không gia nhập nữa. Lý Trạch Vũ trở mặt. Hách Liên vô tình nói với ánh mắt lạnh như băng, vậy là cậu muốn chết. Từ trước đến giờ Hách Liên vô tình vốn không thích bị người khác uy hiếp, dù Lý Trạch Vũ không muốn gia nhập vô tình thần cung, lão ta cũng có thể bỏ tù đối phương rồi từ từ tra tấn. Dù thằng nhãi này có cứng mồm cứng miệng đến đâu chăng nữa, lão ta tin chắc sẽ cạy mồm hắn ra được. Thấy Hách Liên vô tình hạ thấp mình xuống mức giá 258 vạn, Lý Trạch Vũ thật sự muốn ra tay tát lão già này một cái. Nhưng chút lý trí cuối cùng đã ngăn cản được sự bộc phát đó của hắn. Tôi nói dối thôi, Thánh Vương đừng để trong lòng. Lý Trạch Vũ cười lấy lòng, đồng thời nghĩ chỉ cần đợi Long Thanh Phong dẫn người tới, điều đầu tiên hắn làm là đánh chết Hách Liên vô tình. Hách Liên vô tình tỏ vẻ coi như cậu thông minh, nói, bổn tọa không thể giao Trung Nhân cho cậu, thế này đi. Bổn tọa tặng cô ta cho cậu. Dứt lời, lão ta chỉ tay về phía Triệu Như Mộng. Ai Lý Trạch Vũ khế nhếch miệng, kinh ngạc tới nỗi sắp rớt căm. Đưa phụ nữ ư, định dùng sắc đẹp để kiểm soát ông đây à? Lý Trạch Vũ nhìn thoáng qua Triệu Như Mộng vẫn đang đứng sững sờ một chỗ, hắn không thể không thừa nhận rằng cô gái này quá xinh đẹp. Từ chối hay là không? Thánh Vương anh minh, Yêu Cơ bất ngờ mở miệng nịnh hót một câu, nói, Như Mộng cũng đã đến tuổi kết hôn rồi.
mà Phó Thánh Vương đây lại vừa khôi ngô lịch sự, thuộc hạ giơ hai tay tán thành hôn sự này. Mẹ, khuôn mặt nhỏ của Triệu Như Mộng bỗng đỏ bừng, cô ta chỉ hận không tìm được cái lỗ để chui vào. Xấu hổ quá. Nếu Tiểu Lý không phản đối thì cứ quyết định như vậy đi. Hách Liên vô tình nghiêm túc hạ lệnh cho Yêu Cơ, tìm ngày lành để tổ chức hôn lễ cho hai người họ, nhớ là phải tổ chức long trọng chút, đừng có keo kiệt. Thánh Vương yên tâm đi, một người là Phó Thánh Vương của chúng ta, một người lại là con gái ruột thịt của thuộc hạ, chắc chắn không thể hà tiện được. Yêu Cơ đồng tình. Thánh Vương, một vị khác đứng ra đề nghị, ngày mai chính là ngày đẹp nhất trong năm, sao không tổ chức hôn lễ cho Phó Thánh Vương vào ngày mai luôn đi. Nghe thấy vậy, Lý Trạch Vũ sửng sốt, hắn vẫn nhớ rõ lúc rời khỏi tử ngục, chính đạo sĩ vô tình đã nói với hắn rằng ngày đó mới là ngày đẹp nhất trong năm nay. Vậy ai mới là người nói dối? Hách Liên vô tình đưa ra kết luận, lâu rồi thần cung chúng ta không có chuyện vui náo nhiệt, vậy quyết định tổ chức hôn lễ cho bọn họ vào ngày mai đi. Kết quả là, Lý Trạch Vũ và Triệu Như Mộng nhìn nhau, cả hai đều không ngờ rằng cuộc hôn nhân của mình lại được định đoạt một cách bừa bãi như vậy. Trong suốt quá trình, những người đó hoàn toàn không hỏi hai người họ có đồng ý hay không. Yêu Cơ cười tươi như hoa, vốn dĩ bà ta đã muốn ngồi chung thuyền với Lý Trạch Vũ, sau khi gả con gái cho hắn, mối quan hệ giữa hai bên sẽ càng trở nên thân thiết, không thể phá vỡ. Bà ta càng nhìn càng thấy Lý Trạch Vũ vừa mắt. Mẹ, Triệu Như Mộng há miệng thở dốc. Nghe mẹ, thằng nhãi đó là một bến đỗ tuyệt vời cho con. Yêu Cơ khuyên nhủ. Triệu Như Mộng lặng lẽ liếc Lý Trạch Vũ, khuôn mặt cô ta đỏ bừng, khẽ cau mày. Bởi vì cô ta nhớ lại chuyện Lý Trạch Vũ nhốt cô ta vào lồng sắt múa với hổ vào ngày hôm qua, khi đó cô ta còn nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ báo thù, vậy mà giờ lại sắp phải gả cho người ta. Ông trời thật biết cách chơi đùa cô tai. Tiểu Lý, cậu đi theo bổn tọa. Hách Liên vô tình vẫy tay, sau đó đi một mình vào trong lều trại. Lý Trạch Vũ nghênh ngang đuổi theo, khi đi ngang qua người Tả Trung Nhân, hắn cố tình dừng bước rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Tả Trung Nhân hiểu chắc chắn Lý Trạch Vũ sẽ không từ bỏ ý đồ, ông ta sợ tới mức tim đập nhanh, mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống trán. Trong lều trại, Hách Liên vô tình thản nhiên ngồi trên ghế thái sư, lão ta cũng không thèm mời Lý Trạch Vũ ngồi xuống. Không sao, ông không mời tôi ngồi, chẳng lẽ tôi không tự ngồi được? Lý Đại Đương gia không hề khách sáo, hồn nhiên coi nơi này như nhà của mình, tùy ý ngồi bên cạnh Hách Liên vô tình, bắt chéo chân, đồng thời ngậm một điếu thuốc trong miệng. Rít, ha! Lão Hách, có gì không thể nói trước mặt mọi người mà phải lén lút thế này? Phủ Long Chủ, Tô Cẩn Hoa nghe Long Thanh Phong báo cáo xong thì cau chặt mày, nét mặt vô cùng nghiêm trọng. Tôn Thành Binh, người đứng thứ ba trong phủ tổng quân, người nắm giữ chức vị quan trọng như vậy lại là người của Vô Tình Thần Cung. Lão thật sự không dám tưởng tượng, cả cái nước Hạ to như vậy còn bao nhiêu kẻ quyền cao chức trọng có liên quan tới Vô Tình Thần Cung nữa. Điều tra, xử lý, loại bỏ. Điều tra nghiêm ngặt, xử lý nghiêm khắc, diệt trừ. Đây là thái độ của Tô Cẩn Hoa. Lão Long, ngoài tôi với ông ra không được để những người khác biết chuyện này, bao gồm cả Lão Ninh. Không phải Tô Cẩn Hoa không tin tưởng Ninh Trạch Bình, chỉ đơn giản là càng ít người biết đến chuyện này thì mức độ ảnh hưởng sẽ càng nhỏ. Long Thanh Phong đáp với thái độ trịnh trọng, yên tâm, tôi hiểu rõ. Trạch Phú tới tái bác rồi ư, Tô Cẩn Hoa quan tâm hỏi. Long Thanh Phong gật đầu đái úng vậy, cậu ấy cố tình dặn tôi quay về báo. Với ông chuyện này, bảo tôi dẫn người tới phối hợp trong ngoài với cậu ấy. Trước mắt là tóm gọn những thành viên cốt cán của Vô Tình Thần Cung, còn mấy con ôm con cá nhỏ kia thì không thoát nổi khí hậu, có thể xử lý từ từ được. Kế hoạch của Trạch Vũ thật hoàn hảo, Tô Cẩn Hoa vô cùng đồng tình. Chỉ có điều, Long Thanh Phong cau mày, thở dài, tôi thật sự không biết nên đưa những ai tới Tái Bắc. Ngay cả một đại lão như Tôn Thành Binh cũng là người của Vô Tình Thần Cung. Ai dám đảm bảo các bộ phận khác không có người nào là của Vô Tình Thần Cung đâu. Bao gồm cả Long Tổi. Ngay cả tổ chức do một tay lão sáng lập, lão cũng không tin. Đây không phải chuyện nhỏ, nếu chẳng may người chúng ta dẫn đi có cả mật thám của Vô Tình Thần Cung trà trộn vào thì sẽ không bắt được đám phản tặc kia. Thậm chí còn rút dây động rừng nữa. Tô Cẩn Hoa cau chặt mày. Cả cái nước Hạ có trăm vạn quân, vũ khí tinh vi nhiều vô số kể, nhưng trong khoảnh khắc này, lão lại không biết nên dùng người bộ phận nào. Nếu là ngày thường thì bọn họ có thể lựa chọn kỹ càng, tiến hành nhiều cuộc kiểm tra cho những người tham gia, nhưng giờ không có nhiều thời gian. Có,
hai mắt Long Thanh Phong bỗng sáng lên. Tô Cẩn Hoa thẳng thốt, ông có ý kiến gì hay à? Ông còn nhớ lúc nước Thần Tam bị xâm lược, vì Tân Chấn lén cấu kết với nước địch dẫn tới 10 vạn quân Nam Cương chết trận, lúc đó cũng là Lý Trạch Vũ ngăn chặn cơn sóng dữ này. Ý ông là đội quân tinh nhuệ mà Lý Trạch Vũ đang nắm giữ sao? Đúng vậy, Long Thanh Phong gật đầu nói, dựa theo tình hình trước mắt thì nội bộ chúng ta trông gà hóa quốc, nhưng nếu là thế lực bên ngoài biên giới thì lại khác. Tô Cẩn Hoa rất tán đồng với ý kiến này, dù sao thì Vô Tình Thần Cung có bản lĩnh vươn tới tận trời cũng không thể vươn ra bên ngoài biên giới. Vậy tôi sẽ liên lạc với thằng nhóc kia trước, để xem liệu có thể khiến thằng nhóc đó điều động đội quân tinh nhuệ tới đây không? Long Thanh Phong đề nghị. Cùng lúc đó, tại Thảo Nguyên Tái Bắc, Lý Trạch Vũ ngậm điếu thuốc lá, nhìn thái độ rất cả lơ phất phơ. Hách Liên Vô Tình ngồi bên cạnh hơi bất mãn, lão ta nói, bây giờ cậu đã là phó thánh vương của thần cung ta rồi, sao có thể trông giống bọn lưu manh đầu. Đường xó chợ như vậy. Lão Hách có ý gì vậy? Lý Trạch Vũ nhướng mày, tôi trêu chọc gì ông sao? Đang yên đang lành lại đi mắng chửi người vô cớ, muốn cãi nhau đúng không? Hỗn láo, sao cậu dám nói chuyện như thế với bổn tọa? Sắc mặt Hách Liên Vô Tình dần trở nên u ám, lão ta nói với giọng không vui. Bổn tọa chỉ có ý nhắc nhở cậu, thân là phó lãnh đạo thần cung thì nên chú ý hình tượng một chút. Lý Trạch Vũ nhún vai, nói, hình tượng của tôi từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi, không thay đổi được. Cậu, Hách Liên Vô Tình hít sâu một hơi, thấy nói mà thằng nhãi danh này không chịu bỏ vào tai, lão ta cũng lười nói nữa, đành chuyển chủ đồ, biết tại sao bổn tọa lại gọi một mình cậu vào đây không? Vậy ông có biết sáng nay tôi ăn gì không? Lý Trạch Vũ hỏi lại. Hách Liên Vô Tình ngẩn tò te, lão ta tỏ vẻ khó hiểu, sao bổn tọa biết được. Đó là lạc, Lý Trạch Vũ liếc lão ta một cái, Chu Mỏ nói, tôi đây không phải thần tiên, có quỷ mới biết tại sao ông lại gọi mình tôi ra đây. Hô! Hách Liên Vô Tình lại hít sâu một hơi, cố nhắc nhở bản thân rằng nổi giận nhiều sẽ mau già, không nên chấp nhặt với thằng nhãi này, ai ngờ lão ta đang định mở miệng thì. Chân trời rộng lớn là tình yêu của tôi, điện thoại trong túi Lý Trạch Vũ đổ. Chuông. Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại đã. Lý Trạch Vũ cười gượng một tiếng, sau đó đi ra khỏi lầu trại dù chưa nhận được sự đồng ý của Hách Liên Vô Tình. Khi tấm rèm của lầu trại được vén lên, những người đứng chờ bên ngoài vội nhìn theo hướng khác. Quan mới nhậm chức phải làm vài việc thể hiện quyền uy, Lý Đại Đương ra cất cao giọng, tập trung lại đây làm cái gì? Định nghe lén Thánh Vương và ta nói chuyện đúng không? Không có không có, sao chúng tôi dám chứ? Phó Thánh Vương đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ đang chờ chỉ thị của Thánh Vương mà thôi. Có việc Thánh Vương sẽ gọi các người, mau giải tán đi. Lý Trạch Vũ không kiên nhẫn giải tán mọi người, còn mình thì đi vào một góc không người. Tả Trung Nhân không rời đi với mấy kỳ chủ kia, thấy Lý Trạch Vũ cố tình vòng vào nơi không có người, ông ta cẩn thận theo sát phía sau. Có thể dùng câu sẹo lành quên đau cho tên ngu xuẩn này. Bản thân thì không có năng lực bỏ mẹ gì mà còn định theo dõi Lý Đại Đương ra. Bốp, ai nha? Một nắm đấm to như bao cát bất ngờ xuất hiện trước mặt Tả Trung Nhân, ông ta cảm thấy mọi thứ trước mắt tối sầm, mắt trái biến thành mắt gấu trúc. Tên biến thái nhà ông, dám nhìn lén tôi đi tiểu. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ khinh thường. Tả Trung Nhân lảo đảo lùi về sau vài bước, cố gắng biện minh, tôi nhìn lén bao giờ? Còn dám nói không có. Bốp bốp. Lý Trạch Vũ tặng mấy cái bạt tai vào miệng ông ta, Tả Trung Nhân kêu rên, đừng đánh nữa. Phó Thánh Vương tha mạng. Vù. Dừng tay, Hách Liên Vô Tình bất ngờ xuất hiện rồi chắn trước người Tả Trung Nhân. Bấy giờ Tả Trung Nhân thở phào một hơi, cầu cứu, sư phụ cứu con, thằng nhãi này muốn giết con. Lý Trạch Vũ, nếu cậu còn dám gây khó dễ vô cớ cho Trung Nhân thì đừng trách tại sao bổn tọa không khách sáo với cậu. Hách Liên Vô Tình cảnh cáo. Lý Trạch Vũ tỏ vẻ bất mãn, nạn này rồi không? Áo Hách. Có phải ông quá thiên vị lão già khốn? Đây là phong cách làm việc của bổn tọa, cậu có ý kiến gì sao? Hách Liên Vô Tình cực kỳ ngông cuồng. Mẹ nó, đến đây đi, hôm nay hãy cho ông đây chứng kiến thực lực thật sự của cao thủ số một tà giáo đi. Hách Liên Vô Tình làm trò 5 lần 7 lượt, Lý Trạch Vũ không thể nhịn nổi nữa. Bổn tọa thành toàn cho cậu. Mặc dù Hách Liên Vô Tình từng thua dưới tay Lý Trạch Vũ, nhưng đó là trong tình huống cơ thể lão ta bị thương nặng. Bây giờ lão ta vô cùng tin tưởng vào sức, mạnh bản thân. Vù vùi. Hai người cùng di chuyển, chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai lao vào giao đấu. Đùng.
Tốc độ của cả hai cực kỳ nhanh, nhanh đến nỗi mà dường như người ta không nhìn rõ động tác tung chiêu của họ. Hách Liên vô tình dậm chân xuống mặt đất một cái rồi lại nhảy lên không trung, dùng một chân đạp mạnh về phía Lý Trạch Vũ. Dầm, Lý Trạch Vũ đưa nắm đấm ra nghênh đón. Sự dao động của khí kình khiến Tả Trung Nhân lảo đảo lùi về sau. Tiếng động đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, Yêu Cơ và Triệu Như Mộng cũng là một trong số đó. Nhìn Hách Lý Vô Tình và Lý Trạch Vũ giao đấu đến mức chẳng phân biệt nổi trên dưới, biểu cảm trên mặt hai mẹ con có phần khác biệt. Dù là ở bất cứ đâu, kẻ mạnh luôn được kính trọng. Đến tận bây giờ Triệu Như Mộng mới thật sự được chứng kiến sức mạnh của Lý Đại Đương gia, khuôn mặt cô ta lộ rõ vẻ hoảng sợ, đồng thời trong lòng lại có chút sùng bái. Yêu Cơ kích động không thôi, càng lúc lại càng tán thành quyết định gả con gái cho Lý Trạch Vũ. Rể hiền của bà ta chẳng phải là Lý Trạch Vũ sao? Bốp! Lý Trạch Vũ và Hách Liên Vô Tình giao đấu, động tác của hai người càng lúc càng nhanh. Trước đó chỉ là thử, giờ mới là đánh thật. Trong số những người bổn tọa từng gặp, khả năng của thằng nhãi như cậu lè tốt nhất. Trong thế hệ trẻ ngày nay, bổn tọa đây nguyện xưng cậu là người mạnh nhất. Hách Liên Vô Tình khen ngợi rất thẳng thắn, nhưng tay lão ta lại tăng thêm lực, giống như muốn đánh ngã Lý Trạch Vũ chỉ bằng một cú đấm. Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười khẩy. Nếu không có tôi thì Hách Liên Vô Tình ông có thể được xưng là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ ư? Hách Liên Vô Tình tự giễu, lão ta không đáp lại lời này. Lý Trạch Vũ bí mật vận động Ngự Long thần công, khí kình trong cơ thể lại càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi ngưng tụ nó trong lòng bàn tay, hắn tung một chưởng về phía đối phương. Vù vù. Hách Liên Vô Tình có thể cảm nhận được rằng lực của đòn tấn công này không giống bình thường, lão ta không có ý định đỡ. Vội lùi về sau vài chục bước. Nhưng tốc độ của Lý Trạch Vũ nhanh như sấm sét, giống như thuốc cao bôi trên da chó, dù có cố gắng gỡ thế nào cũng không được. Rơi vào đường cùng, Hách Liên Vô Tình chỉ còn lựa chọn đỡ đòn. Ngã xuống cho bổn tọa. Quỳ xuống cho tôi, Lý Trạch Vũ vô cùng khí phách, sau đó lại tăng thêm lực. Khi quyền trưởng của hai người va chạm nhau, tất cả những người đứng xung quanh theo dõi trận chiến đều trừng lớn hai mắt. Không ai dám chớp mắt vì sợ bỏ lỡ cảnh tượng xuất sắc nhất. Rầm rầm. Ngay sau đó, khi lớp bụi mù dần bay đi, người ta chỉ thấy quyền trưởng của hai người vẫn không rời, cả hai đứng im một chỗ không nhúc nhích. Ngang tài ngang sức sao? Không phân biệt được thắng bại à? Lý Trạch Vũ nhếch miệng cười, Thánh Vương, ông không sao chứ? Tất nhiên là bổn tọa không sao. Hách Liên Vô Tình cười đáp. Lý Trạch Vũ gật đầu nói, vậy thì tốt rồi. Tôi sợ là mình thật sự đã đánh tan đống xương cốt già cỗi bên trong ông rồi chứ, biết đâu đồ nhi ngoan của ông lại tới bắt đền tôi. Bá! Hai người ngầm hiểu ý rút tay về rồi cùng lùi về sau vài bước. Mẹ, ai là người chiến thắng vậy? Triệu Như Mộng tò mò hỏi. Lý Trạch Vũ thắng, Yêu Cơ trả lời với thái độ chắc nịch. Triệu Như Mộng cau mày nói, nhưng nhìn hai người họ đều không gặp vấn đề gì kia mà. Sao mẹ có thể khẳng định là tên kia thắng? Tất nhiên con không thể nhìn ra bằng mắt thường, Yêu Cơ trầm ngâm một lát. Nhìn thì tưởng Hách Liên Vô Tình và Lý Trạch Vũ cân tài cân sức, nhưng khi bà ta quan sát cẩn thận lại nhận ra một điều, khoảnh khắc ấy cương khí hộ thân của Hách Liên Vô Tình đã bị đánh tan. Con có thể nghĩ như vậy, Yêu Cơ chuyển chủ đề, Thánh Vương bao nhiêu tuổi, Lý Trạch Vũ bao nhiêu tuổi. Nghe tới đây, Triệu Như Mộng như bừng tỉnh, Lý Trạch Vũ mới 20 mấy tuổi đã sở hữu sức mạnh như vậy. Đợi đến khi hắn tới tuổi của Hách Liên Vô Tình rồi, thử hỏi sức mạnh của hắn còn khủng bố. Tới mức nào nữa? Buổi tối tới gặp bổn tọa, Hách Liên Vô Tình vứt lại một câu, sau đó xoay người rời đi trước tiên. Lý Trạch Vũ nheo mắt nhìn theo bóng lưng lão ta. Đúng là cung chủ của Vô Tình thần cung này có ít bản lĩnh, lúc trước ba sư phụ của hắn có thể giam cầm đối phương hơn mấy thập kỷ đúng là chuyện không dễ dàng gì. Một lát sau, Hách Liên Vô Tình quay lại lầu trại. Phụt, miệng lão ta phun ra một ngụm máu tươi, quá rõ ràng, lão ta bị thương rồi. Chỉ vì không muốn mất mặt trước đám thuộc hạ nên lão ta mới cố giả bộ như không có việc gì. Ngự Long thần công quả không hổ là thần công số một trên đời này. Hách Liên Vô Tình nỉ non một tiếng, lão ta lại càng hạ quyết tâm phải lấy được công pháp này. Mấy tiếng sau, sắc trời dần chuyển tối, cả bộ lạc không còn yên tĩnh như trước nữa, ngược lại còn náo nhiệt vô cùng. Bởi vì ngày mai chính là ngày đại tiểu. Thư bộ lạc chính Bạch Kỳ xuất giá, rất nhiều người làm vẫn đang vội răng đèn kết hoa. Rít, ha! Lý Trạch Vũ nằm trên giường,
thỉnh thoảng lại đưa điếu thuốc lá lên miệng rít một hơi. Hắn đã nhận được tin nhắn của Long Thanh Phong, nhưng hắn không có ý định làm theo ý của đối phương. Bởi vì dù là 9 vị vua lính đánh thuê hay 12 chiến thần tu la chăng nữa thì thứ họ giỏi là chiến đấu bằng vũ khí nóng. Mặc dù sức sát thương của đạn viên và đạn pháo rất mạnh, nhưng cao thủ chân chính hoàn toàn có thể tránh được đạn viên và đạn pháo trong một khoảng cách nhất định, sau đó sẽ lao tới trước mặt đối phương rồi ra đòn quyết định chỉ. Với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai. Vì lẽ đó nên có thể thấy nhóm người kia không thích hợp tham gia vào hành động lần này. Hắn cũng không dám vận dụng người từ các phái võ lâm. Trước đây, ngay cả vu giáo cũng có thể phái mấy tên bù nhìn trà trộn vào những môn phái đó, ai dám bảo đảm rằng vô tình thần cung không làm như vậy. Lý Trạch Vũ. Một giọng nói dễ nghe vang lên ngoài cửa. Là Triệu Như Mộng. Cạch, Lý Trạch Vũ nhảy ra khỏi giường như cá chép lộn mình, nói, vào đi. Hắn vừa dứt lời, Triệu Như Mộng vén rèm bước vào. Trước đây người phụ nữ này luôn tỏ ra lạnh lùng, khiến người ta chỉ muốn tránh xa ngàn dặm. Vậy mà đêm nay cô ta lại hoàn toàn khác, dường như trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đã xuất hiện vẻ dịu dàng. Lý Trạch Vũ thấy cô ta trang điểm nhẹ, có thể là do kỹ năng trang điểm chưa đủ thành thục, kẻ lông mày hơi cong chút. Tôi muốn tâm sự với anh, Triệu Như Mộng thấp thỏm bất an. Lý Trạch Vũ phất tay, ý bảo cô ta ngồi xuống, vừa đúng lúc, tôi cũng có vài lời muốn nói với cô. Triệu Như Mộng ngẩn tò te, sau đó hỏi, vậy anh nói trước hay tôi nói trước? Tuy chỉ mới gặp nhau có mấy lần, nhưng Lý Trạch Vũ có thể nhìn ra được rằng cô gái này không có chính kiến, lúc nào cũng treo hai chữ mẹ tôi trên miệng. Chỉ cần là chuyện do yêu cơ chỉ định, cô ta sẽ không bao giờ hỏi thừa một câu, chỉ biết dốc hết sức lực để thực hiện. Mặc dù chiều nay yêu cơ bảo cô ta cưới hắn, cô ta cũng không từ chối. Cô con gái cưng của mẹ. Lý Trạch Vũ cười nói, cô nói trước đi. Được, Triệu Như Mộng ngẩng đầu nhìn Lý Trạch Vũ, nói một cách nghiêm túc, ngày mai tôi sẽ kết hôn với anh, nhưng tôi hy vọng sau khi thành thân tôi vẫn được ở lại bên cạnh mẹ tôi. Lại là mẹ tôi. Lý Trạch Vũ phục thật sự, cố tình sụ mặt nói, khó, cô chưa từng nghe câu lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó ư. Tôi có nghe qua, nhưng mà, Triệu Như Mộng cau mày, không biết nên nói tiếp thế nào. Nhưng cô không thể rời xa mẹ đúng không? Lý Trạch Vũ nói tiếp thay cô ta. Triệu Như Mộng gật đầu như gà con mổ thóc, nói, đúng vậy, tôi không thể sống thiếu mẹ tôi. Có phải cô bị bệnh không? Ách, không phải tôi mắng cô đâu. Lý Trạch Vũ gãi đầu, cười gượng, ý tôi là có phải tâm lý của cô có vấn đề? Cũng không đúng, mẹ nó. Lý Trạch Vũ cũng không biết nên biểu đạt thế nào. Triệu Như Mộng bỗng nở nụ cười chua xót, đúng là tôi có bệnh. Ý gì đây? Lý Trạch Vũ ngây người. Triệu Như Mộng giơ tay sờ phần bụng dưới của mình, nói, từ lúc sinh ra cơ thể tôi đã bị lạnh rồi, mỗi tháng mẹ tôi phải vận công đuổi lạnh đi giúp tôi. Vù! Lý Trạch Vũ vào tới trước mặt cô ta trong chớp mắt, túm lấy cánh tay cô ta bắt mạch. Đúng là trời sinh bị lạnh người. Cho nên, có thể để tôi tiếp tục ở lại bên cạnh mẹ được không? Dường như Triệu Như Mộng đang khẩn cầu. Lý Trạch Vũ đang tính mở miệng thì. Phó Thánh Vương, Thánh Vương mời ngài qua. Đúng lúc này, một đệ tử thần cung tiến vào truyền lệnh. Đêm nay cô đừng đi đâu cả, chờ tôi quay lại. Lý Trạch Vũ nói một câu, sau đó xoay người ra khỏi lều trại. Trái tim Triệu Như Mộng bỗng đập nhanh hơn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bắt đầu hoài nghi liệu có phải thằng nhóc này muốn động phòng trước hay không. Bên trong lầu trại của Thánh Vương, một bàn đầy món ngon. Lý Trạch Vũ vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi, hẳn liếm đầu lưỡi, lão hách, không phải ông có ý mời tôi dùng bữa đấy chứ? Dứt lời, Lý Trạch Vũ không hề tỏ ra khách sáo, ngồi xuống bàn, xé một miếng sườn dê to đưa lên miệng. Thử đổi lại là người bình thường, nếu dám vô lễ như thế có lẽ đã bị Hách Liên vô tình tung một chưởng đánh chết rồi, nhưng lão ta lại không hề nổi giận với Lý Trạch Vũ, ngược lại còn nhiệt tình rót rượu mời đối phương. Có thể nói Lý Trạch Vũ là kẻ tài cao nên gan cũng lớn, hắn không hề sợ trong rượu và thức ăn có độc, ăn đến nỗi miệng bóng nhãi. Bổn tọa biết thằng nhãi cậu không thật sự muốn khuất phục trước ta, Hách Liên vô tình nói một cách bình tĩnh, nhưng cũng không sao, bổn tọa tin một ngày nào đó cậu sẽ chịu khuất phục. Lý Trạch Vũ chỉ cười chứ không nói chuyện, hắn biết câu nói tiếp theo của đối phương mới là mấu chốt. Quả nhiên, cậu có biết tại sao bổn tọa lại gọi mình cậu tới không? Ông có biết sáng nay tôi ăn gì không? Ách, Hách Liên vô tình lại sửng sốt,
bởi vì buổi chiều hai người cũng có cuộc nói chuyện tương tự vậy. Ha ha ha, một kẻ uy nghiêm như Hách Liên vô tình rất ít khi cười, lão ta nói, bổn tọa không thích dài dòng, chỉ cần cậu chịu giao Ngự Long Thần Công ra, bổn tọa có thể cho cậu bất cứ thứ gì trên đời này. Nghe được mục đích của đối phương, Lý Trạch Vũ cũng không thấy ngạc nhiên lắm, dù gì thì trước đó hắn cũng đoán được rồi. Hách Liên vô tình bị cầm tù mấy chục năm cũng là vì Ngự Long Thần Công mà ra, bây giờ lấy lại được tự do, chắc chắn lão ta sẽ không từ bỏ công pháp này. Mà Lý Trạch Vũ tuổi còn trẻ đã sở hữu sức mạnh như vậy, nếu Hách Liên vô tình không đoán được hắn luyện Ngự Long Thần Công mới là lạ. Lão Hách, tôi cũng không dài dòng với ông. Lý Trạch Vũ buông chén rượu xuống, nói với thái độ nghiêm túc, với thân phận và thực lực của tôi, chẳng lẽ thứ ông có được mà tôi lại không có sao? Nghe câu này, Hách Liên vô tình nheo mắt. Tôi cũng có thể nói thẳng với ông một điều, đúng là tôi luyện Ngự Long Thần Công. Lý Trạch Vũ thừa nhận thẳng thản. Ngự Long Thần Công là sự kết hợp giữa cứng và mềm, là một loại võ công theo thiên hướng mạnh bạo. Một khi luyện thành thần công này, khí kình trong đan điền của người luyện tập có thể tự sản sinh, giống như sở hữu một lượng khí kình vô tận. Chưa hết, những quyền cước thông thường cũng có thể phát huy sức mạnh to lớn, phòng thủ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài rồi bắn ngược. Tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời, nó cũng là một quyển thánh thư chữa bệnh, ngăn chặn mọi loại bệnh, trăm chất độc không thể xâm nhập vào cơ thể. Vậy nên mới có câu người nắm giữ Ngự Long Thần Công là vô địch thiên hạ. Cậu biết rồi đấy, bổn tọa nhất định phải có được công pháp này. Hách Liên vô tình nhìn Lý Trạch Vũ bằng ánh mắt sắc bén. Năm đó lão ta đã giành được Ngự Long Thần Công vào tay, nhưng tiếc là cuối cùng lại trúng quỷ kế của đạo sĩ Vô Trần. Sau đó không chỉ làm áo cưới thay ba người kia mà bản thân còn bị cầm tù trong cung điện tối tăm không có ánh mắt trời. Có thể nói, nếu không phải tại ba đại sĩ Vô Trần kia thì Hách Liên vô tình đã thực hiện được khát vọng cao cả của mình từ lâu. Buổi chiều hai ta có giao đấu qua, người khác không biết ông bị thương, chẳng lẽ tôi cũng không biết. Nếu không phục, chúng ta có thể tỉ thí lại. Lý Trạch Vũ đáp với thái độ dửng dưng. Hách Liên vô tình nhíu chặt mày. Trịnh trọng nói, đúng là hiện giờ bổn tọa không phải đối thủ của cậu, nhưng một khi thần công của bổn tọa thành. Dừng lại, Lý Trạch Vũ liếc lão ta một cái, nói, có phải đầu óc ông bị hỏng không, hả? Hách Liên vô tình không hiểu tại sao đang yên đang lành thằng nhãi này lại mắng mình nên ngây người. Chẳng lẽ chỉ có thực lực của ông tăng lên thôi sao? Còn những người khác, sẽ không bao giờ tiến bộ à? Đừng có chọc cười tôi. Lý Trạch Vũ nói với giọng khinh thường, đợi đến khi ông luyện được thần công, chắc chắn tôi cũng mạnh hơn bây giờ, nói một cách đơn giản thì tôi sẽ luôn mạnh hơn ông. Nghe tới đây, Hách Liên vô tình như rơi xuống vực sâu. Thấy mặt lão ta tối đen, Lý Trạch Vũ cũng không muốn đả kích ông già này thêm nữa, chỉ nói, lão Hách, nghe tôi nói, hãy buông tay đi. Ông cũng sắp xuống hố tới nơi rồi, tìm cái viện dưỡng lão rồi dưỡng già có phải tốt hơn không? Viện dưỡng lão, dưỡng già. Đột nhiên, Hách Liên vô tình có rất nhiều suy nghĩ. Lão ta cố gắng tranh đấu cả một đời, bây giờ đã bước nửa chân vào quan tài rồi, hà tất gì phải tự làm khổ mình như thế. Tôi có mối quan hệ ở phương diện này đấy, ông có muốn tôi giới thiệu cho một viện dưỡng lão có khá nhiều bà cụ không? Lý Trạch Vũ lại tiếp tục khuyên nhủ, không có việc gì thì ngồi uống trà, khiêu vũ, vui vẻ tự tại biết bao nhiêu. Hách Liên vô tình nhìn hắn, nhưng mà. Không có nhưng gì cả. Lý Trạch Vũ xua tay cắt ngang lời lão ta, ông đừng nghĩ rằng mình phải gánh vác trách nhiệm lớn lao gì đó. Dù ông có rời đi thì trái đất này vẫn quay, giống như việc ông biến mất vài thập kỷ, vô tình thần cung này cũng không biến mất theo ông, đúng không? Hách Liên vô tình gật đầu. Lý Trạch Vũ cười điên trong lòng, hắn thật sự không ngờ ông già ác ma này lại dễ lừa dối như vậy. Nhưng khi hắn tưởng rằng mình đã thuyết phục được Hách Liên vô tình thì... hỗn láo! Hách Liên vô tình bỗng tỉnh táo lại, cậu nói bậy bạ gì với bổn tọa thế hả? Tôi nói bậy bạ gì? Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Lý Trạch Vũ nói với vẻ vô tội, lão Hách, tôi cũng muốn tốt cho ông thôi. Câm miệng. Hách Liên vô tình nghiêm mặt, lạnh giọng, bổn tọa khuyên cậu hãy thành thật giao Ngự Long Thần Công ra, nếu không. Hừ hừ, dù thằng nhãi danh cậu có mạnh đến đâu chăng nữa cũng vậy, bổn tọa có rất nhiều cường giả, cậu không rời khỏi Tái Bắc được đâu. Lý Trạch Vũ cười nói, ông có chắc là ông giữ được tôi không? Nhìn điệu bộ tự tin của Lý Trạch Vũ, Hách Liên vô tình lại cảm thấy bất an. Chỉ cần tôi muốn chạy, trên đời này không ai có thể giữ được tôi. Ngoài mặt,
Lý Trạch Vũ tỏ ra tự tin 100%, nhưng thực chất trong lòng lại không được như vậy, dù gì hắn cũng không phải thần. Thực lực của Hách Liên Vô Tình nằm ngoài dự đoán của hắn, hơn nữa cao thủ của Vô Tình Thần Cung nhiều như mây, nếu bị hàng trăm hàng ngàn người bao vây, tỷ lệ hắn bình yên vô sự rời khỏi nơi này là không cao. Thấy Hách Liên Vô Tình vẫn đắn đo, Lý Trạch Vũ sợ ông già này xúc động rồi lại lật bài ngửa với hắn, vì thế hắn vội chuyển chủ đề, lão Hách, nếu ông thật sự muốn Ngự Long Thần Công thì không phải tôi không thể cho ông. Trong phút chốc, đôi mắt Hách Liên Vô Tình lóe sáng, lão ta gấp không chờ nổi, vậy cậu mau đưa cho bổn tọa đi. Đừng vội, Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi nói, nghe nói ông đến từ gia tộc Ẩn Giật. Cậu biết gia tộc Ẩn Giật ư? Hách Liên Vô Tình nhướng mày, lão ta đã bị đánh lạc hướng suy nghĩ. He he, tôi nghe người ta nói thôi. Lý Trạch Vũ cười gượng, ông có thể giới thiệu cho tôi nghe về gia tộc Ẩn Giật không? Gia tộc này ở đâu? Hách Liên Vô Tình trầm ngâm, sau đó lại hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, có phải tôi làm theo lời cậu nói rồi, cậu sẽ giao Ngự Long Thần Công ra không? Tôi không nói trước, nhưng... Lý Trạch Vũ đổi chủ đề, ông thử nghĩ mà xem. Trên thế giới trần tục này vốn chẳng có thứ gì lọt vào mắt tôi. Ông giới thiệu gia tộc, Ẩn Giật cho tôi, biết đâu lại có thứ gì đó khiến tôi hứng thú, tới lúc đó ông đi kiếm giúp tôi, chúng ta có thể trao đổi. Hách Liên Vô Tình nghe cũng thấy có lý. Cảnh nội núi Côn Luân có một nơi tên là Quy Khư. Trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, một đám võ giả vì tránh né chiến tranh loạn lạc mà trốn đến đó, tiếp diễn tới bây giờ, được người thế tục gọi là gia tộc Ẩn Thế. Qua nhiều năm như vậy, Quy Khư từ hình thành một khoảng trời, ngăn cách với đời. Người ở đó không ra, người bên ngoài cũng đừng hòng đi vào. Từ trong miệng Hách Liên Vô Tình biết được, người cảnh nội Quy Khư trên cơ bản một lòng hướng võ, cho nên tông sư ở đó nhiều như chó, võ thánh có ở khắp. Nơi, cường giả cảnh giới thiên nhân cũng thường xuyên có thể gặp được những đồ vật quý hiếm của thế tục giới. Mà trong mấy gia tộc lớn khá cổ xưa thậm chí còn tồn tại cường giả cảnh giới tiên thiên trên cả cảnh giới thiên nhân. Cảnh giới thiên thiên. Lý Trạch Vũ không hiểu nhiều về cảnh giới võ giả lắm, cho đến ngay cả bản thân mình là cảnh giới gì cũng không biết. Chỉ là cường giả thực lực cảnh giới thiên nhân không tạo thành uy hiếp cho hắn được, chắc hẳn hắn cũng là cảnh giới tiên thiên. Euro ó điều, thần công Ngự Long thần công của hắn đã có dấu hiệu đột phá viên mãn, đến lúc đó thực lực của hắn chắc chắn sẽ đột phá lần nữa. Người gia tộc Ẩn Thế không phải không đi ra à? Vì sao ông lại xuất hiện trong thế tục giới? Lý Trạch Vũ không hiểu hỏi. Báo thù, trong miệng Hách Liên Vô Tình lạnh lùng phun ra hai chữ. Lý Trạch Vũ nhíu mày, tuyệt đối đừng nói cho ta biết ông trốn từ Quy Khư ra. Hách Liên Vô Tình cũng không giấu giếm. Lý Trạch Vũ rót cho lão ta chén rượu, biết đối phương chắc chắn còn muốn nói thêm, thế nên hẳn kính cẩn lắng nghe. Cảnh nội Quy Khư có bốn thế gia võ đạo đỉnh cấp lớn, nhà Hách Liên tôi là một trong số đó. Tư Mã, Đệ Ngũ, Hách Liên và Thượng Quan chính là trần nhà của gia tộc Ẩn Thế cảnh nội Quy Khư, giống như sáu nhà giàu hàng đầu lớn của Hoàng Thành. Tên thật của Hách Liên Vô Tình là Hách Liên Thạc, là con trai trưởng của nhà họ Hách Liên. Hơn trăm năm trước, thành viên nhánh bên của nhà họ Hách Liên đã âm thầm cấu kết với nhà họ Thượng Quan để khống chế nhà họ Hách Liên, cha mẹ. Vợ con và người trong tộc của lão ta đều bị sát hại. Hách Liên Thạc may mắn tránh được một kiếp đi tới thế tục giới. Tình thân, tình yêu đều mất hết, chỉ còn lại báo thù, cho nên lão ta đã đổi tên thành Hách Liên Vô Tình để luôn luôn nhắc nhở huyết hải thâm cửu đang mang trên người. Cũng bởi vì có sự thù hận này chống đỡ, cho nên dù bị giam giữ trong địa cung tối tăm không có ánh mặt trời mấy chục năm, lão ta cũng không nổi điên, càng không cam chịu. Mà lão ta lung lạc thế lực ở thế tục giới chính là để lại tiến vào Quy Khư vào một ngày nào đó. Báo thù. Nghe xong những lời này, Lý Trạch Vũ cảm thấy rất hoang đường, dù sao loại kịch bản này thường xuyên có thể xem trên TV. Nhưng hắn có thể chắc chắn Hách Liên Vô Tình không nói sai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.